Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 111. Hai màu vàng và bạc va chạm vào nhau, tuôn ra lực lượng kinh người, đánh thẳng vào bốn người, chấn động không dứt. Thương giận dữ hừ một tiếng, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu cách đó không xa, trong mắt vô cùng lạnh lẽo. Mỗi lần gặp nhau đều tìm biện pháp giết Lý Vân Tiêu, lại không một lần thành công, dự cảm của mình không ngừng biến thành sự thật, Lý Vân Tiêu đã thành họa lớn chân chính. Mặc dù là mạch hay là hoang, tất cả những cường giả nhân tộc khác, hắn chưa từng chính thức lo lắng qua. Bởi vì từ khi chính mình lĩnh ngộ thập giai quy tắc trong hồn thiên nghi, áp chế những người này là chuyện sớm muộn, nhưng mà Lý Vân Tiêu cũng có được thánh khí, nội tâm của hắn không thể bỏ lo lắng đi được. Lý Vân Tiêu nhìn qua chiến trường yên tĩnh, chậc chậc cười nói. Đánh xong chưa? Đánh xong thì ai về nhà nấy đi, ai mà không phải phụ mẫu sinh ra, ai cũng không phải phụ mẫu nuôi dưỡng, làm gì liều ngươi chết ta sống chứ? Ba ba mụ mụ đang làm đồ ăn ở nhà chờ ta về ăn đấy. Tất cả mọi người im lặng, tiếng ho khan vang lên liên tiếp, đều là ho ra máu, tăng thêm thương thế của không ít người. Khanh khách, Cố Thanh Thanh nhìn không được cười ha hả, Thu Thủy trong mắt chớp động, nói. Tiểu Tình Lang ngươi còn có tâm tư nói giỡn. Huyền Hoa cũng phiền muộn nói. Đã tới thời điểm này, ngươi có thể không trêu chọc được không? Có kế sách lui địch không? Lý Vân Tiêu chừng hắn, nói. Không phát hiện ta đang suy nghĩ biện pháp lui địch sao? Hắn nhìn qua yêu tộc hô lớn. Mạch đại nhân, vừa rồi ta đã ước hẹn với ngươi, liên thủ đánh chết thương, giúp ngươi leo lên vị trí yêu hoàng, ngươi cho chúng ta đi, hiện tại sao không tính toán gì hết? Lý Vân Tiêu vừa hô to lên, lập tức dẫn tới nội bộ yêu tộc xôn xao, sắc mặt mọi người biến hóa. Ngược lại Mạch cùng Thương hai người đều bình tĩnh, sắc mặt lạnh như băng. Mạch lạnh lùng nói. Thời điểm này châm ngòi ly gián có tác dụng sao? Ngươi thông minh thấp tới dọa người. Từ cũng nói ra. Đúng thế, mọi người không nên bị hắn kế ly gián lừa gạt, nhất cổ tác khí tiêu diệt đám nhân tộc này. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, chắp tay sau lưng, nói. Đại tế tự, ngươi đang lo lắng cái gì thế? Đã nói ta dùng kế ly gián, như vậy ta cả gan hỏi ngươi, sau khi hoang thoái vị thì ai làm yêu hoàng? Sắc mặt người yêu tộc đại biến. Lúc nhìn qua Thương và Mạch, trong lòng thầm hô không tốt. Thời điểm này lấy vấn đề này ra nói, sợ rằng muốn phân phải trái quá khó khăn. Nội tâm Từ run lên, phẫn nộ quát. Ngô Hoàng bệ hạ giờ phút này còn chưa thoái vị đâu, còn nữa, chuyện của yêu tộc há do ngươi quan tâm. Tất cả tộc nhân nghe lệnh, nhanh chóng gạt bỏ đám nhân tộc này. Một phần nhỏ yêu tộc lao tới, đều là bát bộ chúng quy thuận Thương lao ra, đừng nói thuộc hạ của Mạch. Mặc dù là yêu tộc đi theo Thương cũng đứng thẳng bất động, không người nghe hắn chỉ huy. Người bát bộ chúng trải qua huyết chiến, giờ phút này còn sót lại hơn 100 người, đứng ở phía trước, xông cũng không phải, không xông cũng không phải. Sắc mặt của Từ khó nhìn. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Nếu như yêu hoàng đại nhân còn chưa thoái vị, lại há do ngươi tới chỉ huy đại quân. Ngươi làm đại tế tự, bây giờ còn có mấy người thừa nhận. Từ tức giận. Chuyện này liên quan gì tới ngươi? Mơ tưởng đang trước chiến trận làm loạn quân tâm chúng ta. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta làm gì liên quan gì tới ngươi? Ba vị yêu hoàng đại nhân còn không lên tiếng đấy, ngươi lại nhảy gọi bậy cái gì? Sắc mặt người yêu tộc xanh ngắt, ba vị yêu hoàng. Loại xưng hô này quá phạm húy, đừng nói ba người tâm tư bực nào, mặc dù là thuộc hạ của ba người cũng phiền muộn và không phục. Ai cũng cảm thấy nhân tố bất an đang lan tràn trong yêu tộc. Đám người Ti Đình Ngữ đều mừng rỡ trong lòng, không ngờ Lý Vân Tiêu dăm ba câu đã làm đối phương sinh khoảng cách, tan rã khí thế như bài sơn đảo hải. Đột nhiên Thương cười to, nói. Ha ha, ba vị yêu hoàng, Lý Vân Tiêu ngươi đúng là biết thêu dệt chuyện, bổn tọa dự cảm đúng mà, ngươi cuối cùng sẽ trở thành họa lớn trong lòng của yêu tộc chúng ta, ta có đề nghị, không biết Mạch đại nhân nguyện ý nghe hay không? Mạch nói, a, không biết Thương tiên sinh có đề nghị gì. Thương nói, chư vị hiểu về Lý Vân Tiêu không nhiều lắm, nhưng bổn tọa từ khi trọng sinh tại Khinh Ca Lâm Địa đến nay, ta và hắn dây dưa không ngớt, tận mắt nhìn thấy một tên lâu la cấp võ vương phát triển tới trình độ này, hơn nữa có được thánh khí và rất nhiều thần thông tuyệt thế, bổn tọa kiêng kỵ hắn phi thường sâu. Lý Vân Tiêu cười chắp tay nói, Thương tiên sinh quá khen. Bản thiếu gia cũng tận mắt thấy ngươi từ lâu la phát triển tới bây giờ,
hy vọng có thể thấy tận mắt người thành yêu hoàng, đây cũng là viên mãn. Mạch nhìn qua Lý Vân Tiêu, thấy hắn nói mỗi câu đều châm ngòi ly gián. Thương nhẹ nhàng cười cười, nói. Ai là yêu hoàng bổn tọa cũng không kết luận, ta đúng là muốn đổ ước với Mạch tiên sinh. Đổ ước? Mạch nhíu lại, nói. Đổ ước gì? Trong mắt Thương hiện ra vẻ tàn khốc, nói từng chữ. Người giết Lý Vân Tiêu làm hoàng. Lời này vừa ra, lập tức dẫn tới chấn động, tất cả mọi người không tự chủ nhìn qua Lý Vân Tiêu. Mặc dù là người thánh vực cũng nhíu mày, tuy bọn họ cũng biết Lý Vân Tiêu khó chơi, nhưng mà không nghĩ tới trong lòng Thương lại cao như vậy, càng lấy sống chết của hắn ra quyết định vị trí yêu hoàng. Lý Vân Tiêu cũng kinh hãi, nói. Thương tiên sinh, có người chơi như vậy sao? Cho dù ta trả thù ngươi, trực tiếp để Mạch tiên sinh chém giết, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Thương cười nói. Nếu ngươi nguyện ý dùng mạng của mình tổn thương ta cũng vui vẻ nhìn đấy. Mạch nhíu mày, trầm tư một hồi, lạnh lùng nói. Mạng của Lý Vân Tiêu không có đáng giá như vậy, hắn xứng sao? Thương nói. Cho dù xứng hay không, chỉ cần ngươi có thể giết hắn, bổn tọa liền cam tâm tình nguyện phụng ngươi làm hoàng. Nếu không ngươi muốn đăng cơ vị trí yêu hoàng, không có ta ủng hộ, ngươi ngồi không vững đâu. Mạch nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu một hồi, nói. Giết hắn mặc dù không dễ, nhưng mà không có khó như vậy. Nếu như bị ngươi vượt lên trước, ta chẳng lẽ không phải sẽ cúi đầu nghe lệnh ngươi? Thương cười nói. Nếu là đổ ước, tự nhiên có thua có thắng, ngươi muốn ổn thắng, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy? Đại bộ phận cường giả yêu tộc đang hội tụ ở nơi này, ta và ngươi nhất ngôn cửu đỉnh, thiên hạ làm chứng. Nếu như ngay cả phách lực đánh bạc cũng không có, bàn cái gì làm hoàng? Nội tâm Mạch cũng thập phần xoắn xuýt, nhưng yêu tộc gần đây tôn trọng lực lượng. Thương đứng trước mặt mọi người nói ra, nếu là mình không đáp ứng, uy vọng sẽ hao tổn phân nửa. Thương nói, nếu như ta tranh đoạt với ngươi, suy giảm tới tính toán chỉnh thể của yêu tộc, đây là chuyện tất cả tộc nhân không muốn nhìn. Dùng mạng của Lý Vân Tiêu đánh bạc ai làm hoàng, đây là thỏa đáng nhất. Mạch quyết định chắc chắn, cắn răng nói. Tốt, ta sẽ đánh bạc với ngươi. Hắn đã nghĩ kỹ, mặc dù thua cũng tạm thời cúi đầu xưng thần. Đợi hắn đạt được phạm yêu thánh công, tìm Thương tính toán cũng không muộn. Nếu như Lý Vân Tiêu chết trong tay ta thì sao? Một giọng nói trầm đục vang lên, đúng là yêu hoàng hoang, ánh mắt của hắn nhìn qua hai người. Ngươi! Thương cười nhạt một tiếng, nói. Hoang tiên sinh, ngươi đã đứng bên ta rồi, cần gì phải nghĩ nhiều như vậy? Chủ ký sinh thú của ngươi đã bị ta khống chế, mặc dù đánh chết Lý Vân Tiêu, chẳng lẽ ta có thể trả lại cho ngươi hay sao? Ngươi! Hoang giận dữ, oán khí không ngừng tăng vọt, nhưng vẫn áp chế cảm xúc, cắn răng nói. Tốt, ngươi sẽ hối hận. Thương nói. Ta tin tưởng Hoang tiên sinh là người thông minh, nếu như chủ ký sinh vừa chết, mặc dù ngươi còn có thể còn sống, sợ rằng tu vị siêu phàm nhập thánh chưa hẳn bảo trụ được đâu. Hoang lạnh lùng nói. Ta sẽ tự quyết định, không nhọc thương ngươi quan tâm. Hoang và một đám thủ hạ oán khí 10 phần, hắn nhàn nhạt nói. Bổn hoàng tự có chủ trương. Giờ phút này một người nói ra. Cho dù như thế nào, Chiết sẽ đứng cùng Ngô Hoàng. Chiết lúc này tỉnh táo lại, hắn vẫn không có ra tay, hiện tại thương thế khôi phục không ít. Hoàng thở dài. Giờ này khắc này mới biết, các ngươi mới là tâm phúc chính thức của bổn hoàng. Mạch lạnh lùng xem lấy bọn họ, nói. Thời đại có hưng suy, bảo thủ chỉ có thể chết. Chiết lạnh nhạt nói. Ngươi tự cho rằng mình là thời đại mới, nhưng thời đại thực chọn ngươi sao? Ngươi từ đâu mà có tự tin như vậy? Mạch nói. Có thực lực liền có tự tin, có thể nắm dư mạng của mình thì có khả năng thay mặt thời đại mới, ngay cả yêu hoàng không nắm được vận mệnh của mình, còn nói thời đại mới hay sao? Ha ha ha! Hắn cười dài mấy tiếng, huy quang lóe lên, trực tiếp biến mất tại chỗ, hắn phóng thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Đồng thời quát to một tiếng. Sát, đánh chết tất cả dị tộc cho ta. Sát, sát, thoáng cái tiếng sát vang lên rung trời, mấy ngàn yêu tộc cùng kêu to, chấn động cửu thiên, võ giả nhân tộc khẩn trương không thôi. Dù sao đa số là thủ hạ của Mạch, ra lệnh một tiếng được nhiều người ủng hộ, đều theo Mạch xung phong liều chết. Lý Vân Tiêu đứng mũi chịu sào, hắn cảm nhận được áp lực lớn lao đánh tới. Mạch đoạt xuất thủ trước, dường như muốn dùng nhanh chiến thắng.
lợi dụng tu vị cường đại đánh chết Lý Vân Tiêu. Còn em ngươi, muốn giết lão tử đăng cơ, bản thiếu gia sẽ nói cho các ngươi, vị trí yêu hoàng vĩnh viễn sẽ là ghế trống. Lý Vân Tiêu giận dữ, không thể ngờ mình xuất đầu lại rước họa vào thân. Phiền muộn hắn phất tay, ngàn vạn kiếm khí hội tụ chung quanh ngưng tụ thành kiếm giới, nhanh chóng chém tới phía trước. Bắc Quyến Nam cùng Sa Vưu cũng lập tức xuất kiếm, bọn họ cũng không thể để Lý Vân Tiêu chết được. Bành! Cốt ngọc đao chém vào cương khí cường đại, thoáng cái ba chuôi kiếm đánh thẳng tới phía trước, giống như cự long ngủ đông, chấn ra vô số kiếm quang. Lực lượng của Sa Vưu lập tức bị cốt ngọc đao áp chế, nội tâm biệt khuất nói không nên lời. Ba người đều là tồn tại có thân thể cường đại, nhưng dưới ánh đao kia vẫn bị áp lui ra phía sau. Huyền Hoa quát! Đừng hoảng hốt, ta đến giúp ngươi. Đao mang lóe lên, hắn xoát hiện trên không trung, hai tay nắm toái tinh đao, chém thẳng vào đầu của Mạch. Đều là cá tạp. Tay trái Mạch đánh ra một chảo, kim lân đao chém tới, bành một tiếng ngăn cản đao mang của Huyền Hoa. Huyền Hoa vốn có tổn thương trên người, đã bị kim lân đao phản chấn, miệng vết thương trên người rách ra, máu chảy tung tóe, hai tay run run, quát. Mẹ kiếp, vì sao mạnh như vậy? Bốn người liên thủ mới ngăn cản được một kích của Mạch. Võ giả nhân tộc kinh hãi, nhưng đại quân yêu tộc nhanh chóng xông lên phía trước, cũng không kịp suy nghĩ, lúc này lâm vào hỗn chiến. Từ xoát hiện sau lưng Thương, lo lắng nói. Thương đại nhân, đổ ước kia. Thương mỉm cười, nói. Không sao, mặc dù ta thật thua, chỉ cần có thể giết chết Lý Vân Tiêu, ta sẽ vô cùng vui vẻ. Cái gọi là yêu hoàng thật trọng yếu như vậy sao? Huống hồ, mặc dù ngươi là đại tế tự, ngươi dựa vào cái gì cho rằng thời đại lựa chọn ngươi? Phong ấn Ngũ Hà Sơn bị phá vỡ, Mạch đúng thời cơ mà ra, cảm giác không phải là thời đại lựa chọn hay sao? Từ và Lê nghe xong đã sững sờ. Thương khống chế yêu tộc thánh khí hồn thiên nghi, hai người cho tới bây giờ chưa bao giờ hoài nghi thiên vận của hắn, tất nhiên là nhân vật mấu chốt dẫn yêu tộc đi về hướng phồn vinh. Nhưng nghe Thương nói như vậy, bọn họ lâm vào trầm tư. Thương nhìn qua hai người, mỉm cười, nói. Cho nên, Lý Vân Tiêu chính là đá thử vàng tốt nhất. Rốt cuộc thời đại lựa chọn ai, liền bắt đầu có kết quả từ đổ ước này. Từ nói. Ta tin tưởng vững chắc Thương đại nhân nhất định sẽ thắng được. Thương tự tin cười cười, vẫn nói ra. Ai biết được, các ngươi cũng chiến đấu đi thôi, tranh giành yêu hoàng chỉ là đổ ước của ta và Mạch, trọng thương nhân tộc, tranh đoạt số mệnh mấy trăm năm của yêu tộc là đại sự. Không được chậm trễ. Vâng. Hai người lập tức cùng bát bộ chúng xông vào đại chiến. Thương cũng không lo lắng, mà là trực tiếp đứng chắp tay, nhìn qua Mạch và đám người Lý Vân Tiêu chiến đấu với nhau. Theo sự hiểu biết của hắn về Lý Vân Tiêu, tự nhiên biết rõ Lý Vân Tiêu không phải quả hồng mềm, nếu dễ dàng giết như vậy, từ lúc ở Khinh Ca Lâm Địa đã bị hắn giết. Hoàng cũng cho thủ hạ của hắn tham chiến, nhảy vào chiến trường, hắn đứng thẳng quan sát thế nào. Thương nhìn qua hắn, nói. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đợi tí nữa theo ta đi đánh chết Lý Vân Tiêu. Hoàng mày nhíu, cực kỳ bất mãn, nhưng lại rất nghi hoặc, khẽ nói. Một gã cửu tinh đỉnh phong của nhân tộc, cần Mạch, ngươi, ta, ba người liên thủ sao? Thương nói. An tâm tĩnh dưỡng đi, đợi tí nữa ngươi sẽ biết rõ. Vẻ mặt Hoàng âm trầm, trên mặt như sương lạnh. Hắn làm yêu hoàng chưa bao giờ bị người ta bỏ qua như thế, khóe miệng cười dữ tợn, trong mắt hiện ra sát cơ. Thương tự nhiên hiểu hắn không phục, nhưng hiện tại cũng không phải thời điểm làm hắn phục, chuyện này được tạm gác lại về sau làm tiếp, trước khống chế thế cục mới là trọng yếu nhất. Trong chiến trường, từ khi yêu tộc nhảy vào, lần nữa huyết quang ngập trời, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Ti Đình Ngữ và Thương Ngô Khung cũng nhấc thân thể trọng thương tiến vào chiến trường. Không có Thương và Hoang tham chiến, áp lực giảm nhiều. Cố Thanh Thanh cũng không tiện bó tay đứng ngoài quan sát, nhưng thực lực bị phong ấn quá nhiều, chỉ có thể chạy ra ngoài chiến trường, tìm kiếm một ít yêu tộc thực lực yếu ra tay. Nàng cũng có chút buồn bực, năm đó có thể nói là thiên hạ vô địch, trực tiếp ước chiến yêu hoàng, hiện tại tuế nguyệt vô tình, thời gian cảnh và vật không còn, chỉ có thể đánh một ít tiểu lâu la. Mạch đánh với bốn người Lý Vân Tiêu càng ngày càng hung hiểm. Kinh khí cường đại không ngừng bắn ra bốn phía, trong phạm vi trăm trượng không có người nào khác, tất cả đều tránh né bên này. Lý Vân Tiêu cắn răng nói. Người ra sức xung phong, thật sự thông minh sao? Mạch lạnh lùng nói,
Mơ tưởng dùng hoa ngôn xảo ngữ vượt qua kiểm tra, bổn tọa sẽ giết ngươi hôm nay. Định giết ta, chê cười, ta nói chỉ số thông minh của ngươi thấp chỉ là cầu thị mà thôi. Lý Vân Tiêu cười dữ tợn, một tay nâng đầu xuất thiên phong lên, hào quang năm màu phóng ra ngoài. Nội tâm mạch run lên, lập tức ý thức được không tốt, chính mình vì sao quên hắn có được thứ này, hiện tại bốn người hợp lực ngăn cản mình, muốn chạy cũng khó khăn. Đồ ngu xuẩn, đi chết đi. Lý Vân Tiêu nện đầu xuất thiên phong tới phía trước. Mạch hoảng hốt, trước xu thế bài sơn đảo hải này, ép tới mức không khí kêu ầm ầm, hắn hãi hùng khiếp vía, cũng bất chấp chống lại bốn người hợp lực, mạnh mẽ thu hồi song đao, huyết quang lóe lên rồi chạy đi. Bốn người đã sớm có chuẩn bị, xem chuẩn hắn sẽ chạy đi nên hợp lực nện thẳng tới. Ầm ầm, đầu xuất thiên phong nện không trúng, không gian chung quanh vặn vẹo, nhưng mấy đạo đao kiếm cũng phá không chém thẳng vào huyết quang. Xuy, huyết quang bay đi, phân thân né tránh nhưng vẫn bị một đạo kiếm quang chém trúng, sau đó thân ảnh mạch hiện ra, hắn rên một tiếng, hiển nhiên đã bị thương. Lý Vân Tiêu thu hồi kiếm của mình, lạnh lùng nói. Bị phong ấn trong Ngũ Hà Sơn quá lâu, không biết thế đạo hiểm ác, súng bắn chim đầu đàn, cũng chẳng trách ngươi. Ngươi, mạch tức giận muốn thổ huyết, rồi lại không thể làm gì, dùng lực lượng của hắn đối phó bốn người, còn có một cương phong hóa linh. Tất cả chỉ miễn cưỡng làm được mà thôi. Ngươi có mấy giúp đỡ, bổn tọa có mấy ngàn thủ hạ, mặc dù để nhân tộc chạy thoát cũng phải giết ngươi. Mạch quát một tiếng, hắn đang định triệu tập bộ hạ đối phó Lý Vân Tiêu, trong lúc này bầu trời sinh ra dị tượng. Đó là một vòng xoáy trải rộng mấy vạn dặm hư không, cảnh tượng rất đồ sộ. Viện quân đến, mọi người chịu đựng. Ti Đình Ngữ nhìn qua bầu trời, lúc này sắc mặt vui mừng như điên. Tất cả nhân tộc lúc trước bị đánh uể oải chán nản, lúc này tâm tình hưng phấn không nhỏ. Huyền Hoa vô cùng vui vẻ, nói. Cuối cùng cũng đã đến, ha ha, cũng sắp gánh không nổi rồi. Thương ngẩng đầu lên nhìn qua vòng xoáy, không nói một lời, trên mặt của hắn không có bao nhiêu biểu lộ. Lý Vân Tiêu nhướng mày, hai mắt nhìn chằm chằm vào vòng xoáy kia, nói. Ngươi xác định những kẻ này là viện quân sao? Huyền Hoa khẽ giật mình, nói. Ngươi có ý tứ gì? Sắc mặt Lý Vân Tiêu ngưng trọng, nói. Ta thấy trong vòng xoáy yêu khí rất mạnh, sợ là phiền toái lớn. Huyền Hoa. Sa Vưu cũng không nhìn được nói. Này, ngươi sẽ không nhìn lầm chứ? Nhưng nhìn qua đôi mắt Lý Vân Tiêu đỏ như máu, hắn thấy màu đen ở trong đó tỏa ra hào quang như mộng ảo, lập tức câm miệng. Tiểu tử này không ngừng thi triển diệu pháp linh mục, nếu ngay cả yêu khí cũng nhìn không ra thì mắt của hắn bị mù rồi. Trong mấy đạo tinh vân xuất hiện, lúc này bắt đầu sinh ra yêu khí, tầng mây không ngừng quay cuồng, không ít cửu giai yêu thú chậm rãi hiện thân. Bên cạnh những yêu thú này, hoặc đứng hoặc ngồi, không ít cường giả yêu tộc đột nhiên xuất hiện. A, tất cả cường giả nhân tộc trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả người yêu tộc cũng sửng sốt, lập tức cười to sau đó hoan hô. Trên mặt Hoang cười vui vẻ, nói. Cuối cùng cũng tới sao? Chiết nói. Đã không đáng lo nữa. Hắn lấy ra một lá cờ màu vàng nhỏ, nó đón gió lớn lên, hóa thành một lá cờ lớn, phía trên viết một chữ thiên sau đó không ngừng vung vẩy. Vô số yêu tộc xuất hiện trong vòng xoáy, có trên vạn người, sau khi nhìn thấy lá cờ lập tức chạy như bay tới phía trước, cùng hô to. Bái kiến Ngô Hoàng bệ hạ. Tiếng hô rất lớn, truyền ra xa xa, làm cho toàn bộ nhân tộc ở đây tâm kinh đảm hàn, lâm vào tuyệt vọng. Ti Đình Ngữ và mấy người đứng đầu mặt xám như cho, triệt để ngây ngốc. Hắc Phú Hộ tức giận. Vì sao viện quân còn chưa tới? Ai cũng không trả lời được, cũng không cách nào trả lời, bọn họ đang đau khổ trèo trống, mắt thấy đồng bạn càng ngày càng ít, một thân ảnh quen thuộc triệt để biến mất, nội tâm rơi xuống đáy cốc. Sắc mặt Huyền Hoa hết sức khó coi, nói. Làm sao bây giờ? Lý Vân Tiêu cũng im lặng, nói. Nếu những yêu tộc này cũng ra tay, bỏ chạy đi. Huyền Hoa sững sờ nói. Ý của ngươi là, bọn chúng chưa chắc sẽ ra tay. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Ai biết được, yên lặng chờ đi. Sắc mặt mỗi người vô cùng nặng nề, những yêu tộc này là tinh nhuệ của tinh nguyệt ảo cảnh, toàn bộ tinh nhuệ yêu tộc trong thiên vũ đại lục đang hội tụ ở nơi này. Trên mặt Hoang lúc này khó có được vui vẻ như thế, nói. Chư vị vất vả. Bố trí thiên cơ trận trong phạm vi trăm dặm quanh đây, ai cũng đừng mong đi.
hắn lấy ra một cái kính đồng ra, đưa cho Triết, nói. Dùng kính này làm đầu mối, do ngươi khống chế. Trong mắt Triết sinh ra dị sắc, hai tay cầm kính, lóe lên rồi biến mất. Sau đó nó xuất hiện ở trên không trung, lá cờ màu vàng hơi đỏ biến hóa. Hơn vạn đại quân yêu tộc nghe theo cờ xí chỉ huy, tự động tản ra trên không trung, không ngừng nghe theo bố trí. Sắc mặt Mạch biến hóa, nói. Hoang, người có ý gì? Hoang nói. Chấn định chút ít, ta chỉ muốn phong tỏa không gian, tốt nhất là triệt để gạt bỏ bọn chúng. Mạch lạnh lùng nói. Bọn chúng là gồm kẻ nào? Hoang cười cười, nói. Ngươi cho rằng thế nào? Mạch tức giận. Hoang, ta không biết ngươi suy nghĩ gì, nhưng hy vọng ngươi không nên hồ đồ, miễn cho lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hoang bộ dáng thoải mái, nói. Yên tâm đi, đều là bổn tộc, ta sẽ không củi đậu nấu đậu, đồng căn sắc thuốc. Yêu tộc trên bầu trời bố trí đại trận, đám người Ti Đình Nữ lúc này lâm vào tuyệt vọng. Mấy người đứng đầu nhân tộc nhìn nhau, bọn họ truyền âm cho nhau, ý định sẽ phá vòng vây bỏ chạy ra ngoài. Tuy nói bọn họ có tổn thương trên người, nhưng bọn họ có thực lực siêu phàm nhập thánh, hoặc là cửu tinh đỉnh phong, một lòng chạy trốn thì đối thủ khó lưu bọn họ lại. Ầm ầm. Thời điểm này các tâm tư đều có, đột nhiên trong Ngũ Hà Sơn xa xa có tiếng rung động mạnh mẽ, cả sơn thể oanh động, vận luật chấn động cực kỳ khủng bố. Trên không trung vạn dặm, Ngả và Thiên Chiếu Tử đấu pháp, hai người bất phân thắng bại. Nhưng Thiên Chiếu Tử hiển nhiên tuổi tác đã cao, thời gian kéo càng lâu càng bất lợi, đột nhiên vận luật trong Ngũ Hà Sơn bắn thẳng lên trời cao, chấn động ảnh hưởng thức hải của bọn họ, lúc này hai đạo thân ảnh nhấp nhô. Đó là Lý Vân Tiêu cả kinh, chỉ thấy Ngũ Hà Sơn không ngừng tỏa sáng, dường như muốn chui vào trong mặt đất. Hắn vội vàng đưa mắt nhìn qua Cố Thanh Thanh, sắc mặt đang hỏi có chuyện gì. Cố Thanh Thanh cũng giật mình nói. Nàng đang trùng kích phong ấn, có thể dung chuyển đại địa nguyên tố, vậy cũng chỉ có thực lực đăng phong tạo cực. Trái tim của mọi người run rẩy, tuy không rõ người bị trấn áp dưới núi là người phương nào, nhưng tất cả đều sinh ra cảm giác vô lực. Đăng phong tạo cực, đó là tồn tại trong truyền thuyết, hôm nay đã gặp ba người, hơn nữa sẽ có một người sắp xuất thế. Lý Vân Tiêu nói. Là ngựa chết thì lựa chọn ngựa sống thôi. Thân ảnh của hắn lóe lên, hắn phóng về phía Ngũ Hà Sơn. Ba thủ lĩnh yêu tộc nhìn qua, theo dõi hắn làm gì. Mạch quát, thương, ngăn hắn lại. Phòng ấn dưới Ngũ Hà Sơn chính là cung chủ Thần Tiêu Cung, đi ra sẽ phiền toái lớn. Lời ấy khiếp sợ toàn trường, đặc biệt là đám người Ti Đình Nữ, sau kinh ngạc ngắn ngủi, tất cả bọn họ vui mừng, hét lớn. Tất cả mọi người đứng vững, chỉ cần cung chủ Thần Tiêu Cung đi ra, chúng ta được cứu rồi. Kỳ thật tất cả mọi người đều hiểu, cho dù xuất hiện một gã đăng phong tạo cực cũng không có khả năng kéo giãn xu thế suy tàn, đối phương có ba cường giả đăng phong tạo cực còn chưa ra tay, trừ phi bên nhân tộc xuất hiện tới ba người. Nhưng mặc dù là cả thiên hạ, có thể tìm ra ba vị đăng phong tạo cực sao? Nhưng tất cả mọi người lý trí ném ra sau đầu, hiện tại chỉ có bản năng cầu sinh ra quyết tâm sinh tử mà thôi, đau khổ trèo trống ở đây. Thần sắc Thương khẽ động, nói. Tốt. Hắn vốn cách Ngũ Hà Sơn gần nhất, lóe lên ngăn cản trước mặt Lý Vân Tiêu, hai tay khoan thai chắp sau lưng, nói. Đường này không thông. Lý Vân Tiêu mắng. Không thông còn em ngươi. Nhưng hắn cũng không có xông vào, mặc dù chính mình đi xuyên qua, cũng không có khả năng thi triển Thái Du Hồng Trần Quyết trước công kích của Thương, cũng không thể luyện hóa Ngũ Hà Sơn. Giờ phút này Ngả và Thiên Chiếu Tử quyết đấu bị vận luật đại địa ảnh hưởng, bắt đầu xuất hiện chấn động. Hai đạo tinh thần lực dần dần tan ra, dần dần lan tràn, hào quang màu bạc trải rộng bầu trời. Ngả và Thiên Chiếu Tử đều chảy máu tươi, tình huống của Thiên Chiếu Tử dường như càng không xong, thất khiếu đều chảy máu. Dị tượng trên bầu trời hấp dẫn sự chú ý của mọi người, dù sao hai thuật đạo đại sư danh tiếng bao trùm thiên hạ, đều là nhân vật trọng yếu của hai tộc, cho dù ai chết, đối với phe đó cũng là tổn thất thảm trọng. Đột nhiên Ngả đứng dậy, mỉm cười, nói. Thiên Chiếu Tử đại sư, hôm nay gặp được, tam sinh hữu hạnh. Thiên Chiếu Tử nhướng mày, kêu rên một tiếng, chỉ nghe Ngả tiếp tục nói. Sở học hôm nay, đủ để cho Ngả phỏng đoán nửa đời, không bằng dừng tay đi. Thiên Chiếu Tử cả kinh, lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, nói. Tỷ thí lần này là lão phu thua. Lời này vừa ra,
Mọi người lập tức xôn xao, khí thế của võ giả nhân tộc đã lạnh vì gió lại rét vì xương, đả kích tổn thương đầy mình. Không chỉ có trên võ đạo, yêu tộc xuất hiện ba gã đăng phong tạo cực, cho dù trên thuật đạo cũng có thiên tài tuyệt thế, đáng sợ hơn là tuổi của ngả, thành tựu tương lai khó mà đánh giá. Lý Vân Tiêu cũng thầm than một tiếng, kết quả này cũng nằm trong dự liệu. Thực lực của hai người hắn có thể đánh giá vài phần, vốn chỉ sàn sàn nhau, nhưng đấu lâu như vậy, thiên chiếu tử tuổi tác đã cao, bại trận xem như hợp tình lý. Hơn nữa từ tình huống tinh thần lực va chạm vô cùng hung hiểm, bình thường sẽ dùng một phương vẫn lạc mà chấm dứt, thời điểm này ngả có thể hô ngừng, hiển nhiên là vì tương tích, vô cùng khó được. Thiên chiếu tử làm sao không rõ, xấu hổ không chịu nổi. Ngả thành khẩn nói ra. Đại sư thua ở thể lực chống đỡ hết nổi, tại hạ chỉ chiếm được tiện nghi trên tuổi mà thôi, ta và ngươi đồng thời thu hồi tinh thần thức hải. Tốt! Thiên chiếu tử đáp, nội tâm sinh ra cảm kích. Hai người đồng thời bấm niệm pháp quyết, tinh thần lực minh mông co rút vào đôi mắt, áp lực từ từ biến mất. Lúc này một đạo hào quang màu đen chấn động, lập tức xuất hiện trước mặt ngả, đột nhiên vỗ hai chưởng vào đầu ngả. Coi chừng! Mấy tiếng kinh hô vang vọng bầu trời. Kể cả Thương, Hoang, thậm chí là Lý Vân Tiêu đều kêu to, trong mắt Thiên Chiếu Tử như nứt ra. Thiên Chiếu Tử có hảo cảm rất lớn với ngả, loại hảo cảm này thậm chí là cảm kích, nếu ngả không đề cập tới đề nghị thu tay, có lẽ hắn sẽ rơi vào kết cục thức hải sụp đổ. Đồng thời hai người đều là thuật đạo đỉnh phong, tương thích với nhau, hắn với tư cách tiền bối cũng nên bảo vệ tiểu bối. Giờ phút này thấy hắn bị người ta đánh trộm, hơn nữa còn vào thời điểm tinh thần lực buông lỏng. Căn bản không có bất luận lòng cảnh giác và phòng ngự gì đáng nói. Người có thể đánh lén vào thời điểm này, có thể thấy được thực lực rất mạnh. Tất cả mọi người chấn động. Bành! Đạo thân ảnh kia đánh vào đỉnh đầu ngả, lập tức máu tươi tóe ra, đầu của ngả nổ tung. A! À, tiếng kinh hô vang lên liên tiếp, trong tiếng hô còn mang theo bi thương. Ngả có địa vị cực cao trong yêu tộc, thậm chí không dưới yêu hoàng, tất cả mọi người kính ngưỡng. Một trường này chẳng khác gì đánh vào đầu của mọi người, lửa giận trong lòng yêu tộc bốc lên hừng hừng. Ngả tiên sinh. Hoang càng đau đớn hô một tiếng, hắn cảm thấy nội tâm của mình thập phần khó chịu. Thiên chiếu tử càng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể già nua, cơ hồ đứng không vững. Bóng đen kia sau khi chụp chết ngả, muốn đi lên nâng thiên chiếu tử, nói. Đại nhân bảo trọng. Ngươi là ai? Thiên chiếu tử chỉ vào hắn quát một tiếng. Thân thể bắt đầu run lên. Đây là vấn đề người ở đây đều muốn biết. Toàn thân người nọ bao phủ trong áo đen, tăng thêm tinh thần lực màu bạc còn chưa tan hết, ngăn cản thần thức, lúc này không thể phân biệt. Người nọ thoải mái nói ra. Tại hạ ảnh ti thân đồ giật tiêu, bái kiến đại nhân. Ảnh ti. Thiên chiếu tử sững sờ một chút, lập tức tức giận. Ai bảo ngươi giết ngả? Nội tâm đám người nhân tộc không vui. Nhưng đám người sau đó lại vui mừng, đặc biệt là đám người ti đình nữ, mặc dù hơi nhíu mày, nhưng đều là vui mừng nhướng mày. Thân đồ giật tiêu đã xuất hiện ở chỗ này, như vậy viện quân sắp tới. Ảnh cùng ám hai ti này chính là hai ti thần bí nhất thánh vực, đặc biệt trưởng ảnh ti trừ năm chấp chính tư ra, không có ai biết. Thân đồ giật tiêu dường như bỏ qua thiên chiếu tử tức giận, lạnh nhạt nói. Đại nhân hỏi rất kỳ quái, hiện tại hai tộc chém giết. Đều là ngươi chết ta sống, ta giết một gã yêu tộc thuật luyện sư, không phải rất bình thường sao? Thiên chiếu tử giật mình, sắc mặt âm trầm, tuy thân đồ giật tiêu nói cực kỳ có lý, nhưng mà trái tim vẫn đau như cắt, nội tâm cực kỳ tức giận. Giết hắn báo thù cho ngả đại nhân. Vô số cường giả yêu tộc đều nghiến răng nghiến lợi, nhiệt huyết xông lên đầu. Sắc mặt Thương và Mạch cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm vào thân đồ giật tiêu, giống như nhìn người chết. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói ra. Được rồi, đều bình tĩnh đi, ngả không có chết, các ngươi kích động cái gì? Cái gì? Nghe vậy, tất cả mọi người sững sờ, đột nhiên đồng tử thân đồ giật tiêu co lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy cách đó không xa, đột nhiên một đạo bạch quang lập lòe, từ không trung bay xuống, trực tiếp đáp xuống bên cạnh Hoang. Sắc mặt trắng như giấy, trên đầu đổ mồ hôi lạnh, lúc này lạnh run. Chính là ngả vừa bị thân đồ giật tiêu một chưởng chụp chết. Ngả tiên sinh, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Hoang đại hỉ, bước lên đỡ hắn. Ngả cười khổ nói. Ta thiếu chút nữa sẽ chết,
sao có thể xem như không có việc gì. Hoang nói, tiên sinh đại tài, tránh thoát một kiếp, chờ lát nữa ta sẽ xé người nọ báo thù cho tiên sinh. Ngả từ chối cho ý kiến, bắt đầu nhắm mắt điều dưỡng. Lũ yêu tộc đều từ buồn phiền biến thành vui vẻ, mặc dù là mạch cũng cực kỳ nhìn chúng ngả. Yêu tộc muốn xuất hiện thuật luyện sư là rất khó, huống chi còn là đại tài kinh thế hãi tục, dù ai là yêu hoàng, đều vô cùng kính trọng. Hoang ngẩng đầu lên, mặt đầy sát khí, lạnh giọng nói. Ta không chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi hôm nay sẽ phải chết rất thảm. Thần thái thần đồ giật tiêu như thường, nói. Vậy phải xem bổn sự của yêu hoàng đại nhân rồi. Hoang cười to nói. Ha ha, chẳng lẽ ngươi không thấy rõ thời cuộc trước mắt sao? Thần đồ giật tiêu nói. Ta thừa nhận giờ phút này yêu tộc chiếm thượng phong, nhưng chỉ là hiện tại mà thôi. Đột nhiên bên cạnh hắn xuất hiện nhiều thân ảnh, hào quang bao phủ thân thể, phóng tới như ảo ảnh. Những ảo ảnh này tách ra, hóa ra hơn 30 người, đều là cường giả võ đế cao cấp, là toàn bộ tinh anh của ảnh ti. Lực lượng này lúc bình thường rất mạnh, nhưng giờ phút này căn bản không đủ nhìn. Hoang nhịn không được cười nhạo nói. Chỉ có bao nhiêu đây? Thần đồ giật tiêu nhìn vào hư vô xa xa, nói. Thiên tinh tử đại nhân. Tới đã lâu như vậy, cũng nên hiện thân đi. Bên ngoài vài trăm trượng có tiếng ho khan vang lên, lập tức vô số phủ văn đen kịt hiện ra, huyền khí xuất hiện. Thiên tinh tử toàn thân áo sam dẫn đầu đi ra, hắn tu huyền khí lại, lập tức xuất hiện 20-30 người, cũng sinh ra khí thế phi phàm. Nội tâm đám người ti đình ngữ sinh ra ngọn lửa không tên, thì ra người vạn tinh cốc đã sớm tới, chỉ là ẩn nấp không đi ra. Lý Vân Tiêu ôm quyền thở dài nói. Thiên tinh tử đại nhân, xa cách đã lâu, bây giờ gặp lại thật là vui mừng. Trong đại chiến lúc trước không lâu, thiên tinh tử và hắn là chung chiến tuyến, về sau bị thương mất tích, cảm khái rất nhiều. Thiên tinh tử cũng đáp lễ, nói. Phá quân đại nhân, từ khi chia tay tới bây giờ vẫn khỏe chứ? Sắc mặt thiên tinh tử cũng không dễ nhìn, vốn tình thế ác liệt như vậy, hắn muốn trốn đến khi chiến đấu chấm dứt, lại lặng lẽ trở về. Không nghĩ tới bị người ảnh ti nhìn thấu, chỉ có thể kiên trì đi ra. Mặc dù có thêm người vạn tinh cốc và ảnh ti, thực lực tăng lên không ít, nhưng vẫn như muối bỏ biển, khó kháng đại quân yêu tộc. Hoang vẫn cười nhạo, nói. Còn gì nữa không, cùng nhau đi ra đi. Thần đồ giật tiêu gật gật đầu, lại nói. Phi thanh đại nhân, lực lượng ngươi tài bồi nhiều năm đã tới rồi, cũng xuất hiện đi. Giờ phút này là thời cơ tốt nhất thi triển thân thủ đấy. Mọi người đều cả kinh, đặc biệt là người thánh vực, còn có Lý Vân Tiêu, Nguyệt Đồng nhìn qua chung quanh, rốt cục cảm nhận được lực lượng quái dị cách đó không xa. Hừ hừ, chó của Công Dương chính kỳ nhìn chằm chằm vào ta thật nhanh nha. Tiếng nói của Vi Thanh vang lên, sau đó từng tia sáng xanh xuất hiện, dần dần hiển lộ chân dung. Sắc mặt của hắn lạnh như băng, trong ánh mắt đầy âm độc, vốn nhìn chằm chằm thân đồ giật tiêu, sau đó lại nhìn lên người Lý Vân Tiêu. Sinh ra sát cơ vô hạn. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, Vi Thanh vào lúc này khôi phục không ít lực lượng, có thể trong thời gian ngắn khôi phục nhanh như vậy, sợ là dùng không ít đan dược tuyệt thế. Hắn thân là chấp chính tư thánh vực, người mang các loại bảo bối cực phẩm là bình thường, nhưng hắn vẫn ẩn nhẫn cho tới bây giờ, hiển nhiên tâm cơ rất sâu. Hoang vừa thấy hắn xuất hiện, lúc này động dung, tài quyết chi nhận quá mức cường đại. Cho dù hắn có thực lực đăng phong tạo cực cũng có khó có thể thừa nhận. Thần đồ giật tiêu nhíu mày một chút, nhưng hắn nhanh chóng thở ra, nói. Đại nhân nói chuyện thật khó nghe, tại hạ thân là trưởng ảnh ti, cống hiến cho 5 vị đại nhân, hiệu chung với thánh vực, nói như vậy sẽ không sợ lòng người lạnh giá sao? Vi Thanh hừ lạnh nói. Giờ phút này ta không nói sàm với ngươi, như thế nào, Công Dương chính kỳ phải ảnh ti các ngươi đi chịu chết. Bản thân của hắn sợ hãi chết trốn ở thánh vực không chịu đi ra. Thần đồ giật tiêu nói. 5 vị chấp chính tư đại nhân đã tới 4 vị, Công Dương chính kỳ đại nhân phải tỏa trấn thánh vực. Nam Phong Tuyền và 9 ti khác đang trong thông đạo, có lẽ sắp tới rồi. Đám người ti đình ngữ đại hỉ, nói. Quá tốt. Vi Thanh khẽ nói. Đều là một ít cặn bã đến, có thể dùng làm gì? Hắc Phú Hộ tức giận. Vi Thanh. Ngậm miệng của ngươi lại, tất cả mọi người đang liều chết chém giết, ngươi khôi phục thực lực lại trốn đi, giờ phút này còn có mặt mũi kêu gào. Vi Thanh cũng bốc hỏa, đối chọi gay gắt,
lạnh giọng nói. Hắc Phú Hộ, nói lung tung sẽ chết người đấy. Người còn mắt nào thấy bổn tọa trốn đi. Thương Ngô Khung nói. Thời điểm này đừng cãi nhau nữa, mọi người nên đồng tâm hiệp lực. Vi Thanh hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm, nói. Bổn tọa sẽ cho các ngươi nhìn, ta vừa rồi đã làm cái gì. Hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lập tức mấy đạo quang mang bay ra, lăng không hóa thành tọa độ, giống như một cánh cửa đứng ở nơi đó, phía trên có đồ án lục giác màu xanh da trời dần dần mở ra. Một đạo hào quang hình đồ án xuất hiện, có một chiến hạm bay ra ngoài, sáng chói mắt mọi người. A, à, chiến hạm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cho dù nhân yêu hai tộc, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Hình thể chiến hạm không lớn, phía trên có các loại trận pháp rậm rạp đang vận chuyển. Vi Thanh lạnh lùng nói. Nếu là Công Dương Chính Kỳ cố tình điều phối nhân thủ tới, viện quân đã sớm đến rồi. Tên kia làm việc quá không đáng tin cậy, chỉ có thể điều phối thủ hạ dưới trướng bổn tọa. Ánh mắt Thương Ngô Khung sáng ngời, kinh hỉ nói. Còn có phần thắng. Ánh mắt Vi Thanh ngưng tụ, lẩm bẩm nói. Phần thắng sao? Trầm ngâm không nói. Đối mặt ba cường giả đăng phong tạo cực, ai dám nói mình có phần thắng. Ầm ầm, chiến hạm từ từ nổ tung, yêu khí khủng bố tỏa ra. Yêu khí, tất cả mọi người cả kinh. Sắc mặt Lý Vân Tiêu vẫn như thường, hắn đã sớm nhìn ra trong đó là một ít quái vật giống Khâu Mục Kiệt, dùng tứ chi yêu thú gắn vào người võ giả. Chẳng biết tại sao lại không có quỷ tu la bên trong, cũng không biết là bị Long Gia không khống chế hàng mẫu hay là có nguyên nhân khác. A, à, đây là. Sau khi nhìn thấy đám quái vật xuất hiện trước mặt mọi người, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Chỉ có 3-4 người võ giả giống như Khâu Mục Kiệt xuất hiện, bình thường có thể hóa ra thân người, trong chiến đấu sẽ hiện ra yêu thể, còn lại hơn 200-300 người là tiếp thể, chúng đang đứng ngây ngốc. Cái này, những kẻ này là thứ gì? Trời ạ, à, là người hay là yêu? Đây là quỷ sao? Vài tên trưởng lão thuật huyền sắc mặt biến hóa, cả kinh tức giận. Vi Thanh, ngươi lại cấu kết với Phong Tử Kiệt. Vi Thanh lạnh lùng nói. Nếu chư vị không thích, ta hiện tại sẽ mang thủ hạ rời đi, các ngươi chơi tốt nhé. Vài tên trưởng lão lập tức câm miệng. Thương Ngô Khung hồ nghi nói. Những thứ này là tàn thứ phẩm ngươi nghiên cứu ra sao? Không biết chiến lực như thế nào. Đáng chết, lại dám nói chúng ta là tàn thứ phẩm. Những quái vật kia bản thân là võ giả, có được thần trí của người bình thường. Vừa nghe xong đều giận dữ không thôi, sát khí ngập trời ập thẳng vào Thương Ngô Khung, dọa hắn cả kinh lui ra phía sau 3 bước. Vi Thanh quát. Được rồi, đừng làm rộn, chính sự quan trọng hơn. Những quái vật kia phi thường nghe lời hắn, lúc này an tĩnh lại, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thương Ngô Khung thập phần bất thiện. Hoang lạnh lùng nói. Đã đến đông đủ sao? Bổn tọa sẽ mở thông đạo ra, nếu còn có viện binh tới thì đi vào đi, cùng chịu chết. Vi Thanh hừ lạnh nói. Người rất tự tin nha, đau khổ của tài quyết chi nhận chưa ăn đủ sao? Hoang mắng trả lại. Đó cũng là tài quyết chi nhận lợi hại, nói giống như ngươi lợi hại lắm đấy. Chỉ dựa vào mấy trăm quái vật này, cũng muốn ngăn cản hơn vạn đại quân của bổn tọa sao? Hoang vừa nói lời này làm nội tâm của mọi người chìm vào đáy cốc, đây chính là hơn vạn đại quân, trong thế giới võ giả, chiến đấu đại quy mô như thế. Trừ khi là chủng tộc đại chiến, nếu không căn bản không có khả năng xuất hiện. Sắc mặt Vi Thanh không thay đổi, dường như cũng không thèm để ý, lạnh lùng nói. Hơn vạn chỉ là lâu la mà thôi. Ha ha, tốt cho một câu chỉ là lâu la. Hoang giận quá thành cười, nói. Đợi tí nữa ta sẽ xé miệng ngươi, nhìn xem đầu lưỡi ngươi dài bao nhiêu. Hắn vung tay lên, yêu khí trên bầu trời lập tức quay cuồng. Chỉ trong nháy mắt có hơn ngàn yêu tộc gào lên lao tới. Trong mấy trăm tên quái vật như yêu tộc, một tên có hình thái võ giả, nói. Nhân số gấp chúng ta 4 lần, vì cái gì không phải gấp 10 lần. Dùng lực lượng một địch 10 của chúng ta, ít nhất phải phái ra 3.000 người mới đủ nhìn. Một tên võ giả có mũi dài mọc răng nanh nói. Đừng nói nhảm, xé bọn chúng thành thịt nát đi. Vi Thanh nói. Đều bình tĩnh, lui ra phía sau. Cái gì? Những yêu quái kia lập tức sững sờ, nhưng nhìn qua thần sắc lạnh lùng của Vi Thanh cũng không phải nói đùa, lúc này thành thật lui ra sau, lộ ra một khoảng không lớn trước mặt. Vi Thanh lạnh nhạt nói. Xuất hiện đi,
để cho ta nhìn thành quả tu luyện của ngươi. Không gian lắc lư lần nữa, một đạo thân ảnh hiện ra sau lưng hắn, toàn thân khóa lại trong áo đen, thấy không rõ dung nhan, nhưng hắn cho người ta cảm giác hắn rất trẻ tuổi. Nội tâm Lý Vân Tiêu chấn động, đột nhiên nhìn qua, tuy áo đen kia có hiệu quả cách ly thần thức, lại không thể ngăn cản diệu pháp linh mục của hắn, hắn thấy rõ người tới, sắc mặt góc cạnh, hai mắt như sao, tóc cắt ngang trán. Người nọ đi tới sau lưng Vi Thanh, trực diện uy thế của hơn ngàn yêu tộc mà vẫn bình tĩnh tự nhiên, áo choàng tung bay trong gió, lại có cảm giác như đang cô đơn một mình. Tất cả mọi người nhíu mày, thực lực nam tử này không được, lại không biết Vi Thanh nghĩ sao cho hắn đi ra. Nam tử giơ tay lên, một giọt bọt nước ngưng tụ trong tay hắn, không ngừng biến lớn lên. Bốn phía bắt đầu trở nên ướt át, rất nhiều sương mù hiện ra, dần dần ngưng tụ thành nước chảy xoay quanh người nam tử, nhưng không thể làm ướt y phục của hắn chút nào. Hai tay nam tử đặt ngang ngực, chậm rãi nâng thủy cầu lên, đột nhiên một đạo hào quang màu đỏ sáng bóng hiện ra trên thủy cầu, màu sắc càng ngày càng rõ ràng, chung quanh thân thể của hắn bị bao phủ trong hào quang màu đỏ rực rỡ, cảm giác như rất óng ánh. Trên mặt Bắc Quyến Nam đầy kinh hãi, dường như đã ý cảm ứng ra, trên thân thể của hắn sinh ra hào quang màu xanh. Đà La Huyền Thủy, Bát Mị Chu Tiên. Nam tử nói, giọt nước màu đỏ bất động, sau một lúc nó gào thét, vậy mà lăng không hóa rồng, bay thẳng vào trong đại quân yêu tộc. Thủy long màu đỏ bay tới trước đại quân yêu tộc, nam tử một tay bấm niệm pháp quyết, quát. Bạo. Bành. Huyền Thủy sinh ra rất nhiều phù văn trên thủy long, lập tức nổ tung, nước hóa thành độc tiễn bay đi như thiên nữ tán hoa, nổ tung ở các nơi. A. Vài tên yêu tộc đứng mũi chịu sào bị trùng kích, kêu thảm một tiếng, nhưng lực lượng cũng không được, mặc dù bị thương cũng không có gì đáng ngại. Kinh hồn vừa định, vài tên yêu tộc đột nhiên cảm thấy miệng vết thương đau nhức dữ dội, cúi đầu nhìn lại, lúc này sợ tới mức hồn phi phách tán, chỉ thấy miệng vết thương màu đỏ, không ngừng lan ra, còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy đầu óc chấn động, vĩnh viễn mất đi ý thức. Độc thủy không ngừng lan tràn ra chung quanh, chỉ thấy người yêu tộc ngã xuống ngư gạ, không ngừng rơi xuống đất. Mũi tên bắn ra vô số sương mù, tất cả yêu tộc đang lao tới đều nhiễm phải. Sợ hãi và tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng vang vọng không trung, một ít người quyết đoán lập tức chém bộ vị trúng độc, dùng bảo vệ tính mạng. Nhưng trong không khí đã đầy độc thủy, rất nhiều người vừa mới chém mất tay chân, miệng vết thương lại dính vào, kiến huyết phong hầu gặp máu là tỏi lập tức chết đi. Chỉ trong mấy hô hấp hơn ngàn yêu tộc thống khổ và kêu gào thảm thiết bỏ chạy, trong khoảnh khắc đã tử thương 7-8/10, còn lại 2-300 tên. Chi! Tiếng hoảng sợ hít khí lạnh không ngừng vang lên, tất cả đều nhìn qua thiếu niên đang đứng kia. Rất nhiều kẻ đứng đầu yêu tộc lúc này cả kinh trợn mắt há hốc mồm, không nói rõ đang xảy ra chuyện gì. Bắc Quyến Nam cũng vô cùng giật mình, nói. Không thể ngờ biến dị thủy nguyên kết hợp với Bát Mị Chu Tiên lại có uy năng như vậy. Ngả hoảng sợ nói. Bát Mị Chu Tiên là đại diệt tuyệt ngũ độc Bát Mị Chu Tiên, loại độc này gặp nước liền hóa, người dính vào chết ngay lập tức. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo đen, hắn không nói gì thật lâu, một lát sau thu hồi tâm tình, nhìn về phía Bắc Quyến Nam nói. So với độc của tiên sinh thì như thế nào? Bắc Quyến Nam nói. Đại tuyệt diệt ngũ độc kỳ thật đối ứng là thiên địa ngũ hành, Bát Mị Chu Tiên vốn là thủy độc, khuếch tán ra khủng bố như vậy. Thất huyễn lục đạo yểm của ta là mộc độc, đơn công kích rất mạnh, nhưng rất khó sinh ra hiệu quả diện tích lớn như thế. Mộc độc sao? Lý Vân Tiêu nói, nếu như ta và ngươi liên thủ, loại độc này có thể lan tràn trong lôi giới không? Bắc Quyến Nam sững sờ, cau mày nói. Chưa bao giờ thử qua, sợ rằng phải hợp nhất mới biết được, nhưng nếu có thể, uy năng của nó. Bắc Quyến Nam suy nghĩ cũng cảm thấy kinh hãi, lực lượng của lôi giới cộng thêm thiết huyễn lục đạo yêm của mình kết hợp, sợ là lập tức tàn sát hết ngàn người. Lý Vân Tiêu cũng nghĩ tới khả năng này, hai người nhìn nhau. Đều thấy vẻ kinh nghi bất định trong mắt của nhau. Sau khi thiếu niên áo đen trên bầu trời ra tay, hào khí biến thành yên tĩnh. Sắc mặt người yêu tộc tái nhợt, còn đánh như thế nào chứ? Mặc dù có nhiều quân đội hơn nữa cũng không gánh được chiêu thức vừa rồi. Nhân tộc tuy đại hỉ, nhưng lúc này cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hoang dần dần trấn tĩnh tâm thần, hỏi. Ngả tiên sinh, chuyện này phải làm sao cho phải? Ngả nói. Trong sử ký ghi lại,
chỉ có thiên địa độc thân mới có thể đản sinh ra tuyệt diệt ngũ độc. Độc tính cũng tăng lên theo tu vị của thiên địa độc thân, nhưng thiếu niên này vừa công kích đã sinh ra kịch độc đáng sợ như vậy, sợ là trong thời gian ngắn rất khó ra tay lần thứ hai. Nhưng mà bệ hạ vẫn phải đề phòng lấy hắn, tốt nhất nên chém giết hắn trước để trừ hậu họa. Hoàng đạo, bổn hoàng hiểu rồi, chúng quân nghe lệnh, tất cả xông lên cho ta. Trảm tiểu tử kia sẽ có trọng thưởng. Chung quanh có tiếng hô giết rung trời. Chiết xuất hiện ở trên không trung, đại kỳ phấp phới, đại quân yêu tộc lao đi như thủy triều, yêu khí vô tận bao phủ thiên địa. Vốn yêu tộc Ngũ Hà Sơn cả kinh, sau đó liền trông thấy mạch ngoắc mình lại, vì vậy đều bay trở về, lưu lại võ giả nhân tộc ở giữa, tất cả đều trở lại sau lưng mạch, đứng trông xem như thế nào. Yêu tộc bát bộ chúng trở lại sau lưng thương, tất cả đều nhìn hoang đại triển thần uy. Mặc dù có ảnh ti, vạn tinh cốc, phi thanh gia nhập vào, nhưng mà võ giả nhân tộc còn lại giải rác chừng trăm người, sắc mặt tuyệt vọng. Phủ thiên nhạc trừ bách chiến thắng ra, đã toàn quân bị diệt, mặc dù là bách chiến thắng cũng vết thương chồng chất, không nhìn thấy hy vọng sống sót. Lý Vân Tiêu lấy giới thần bi ra, đem Tô Liên Y, Tân Thần, Thiết Nghiêu, Ác Linh, Huyền Lôi Kinh Vân Hống, Mạc Tiểu Xuyên, Hắc Liên Thiếu Hoàng, Quân Như Vân, Hóa Tu, Hồ Lô Tiểu Kim Cương, mà ngay cả Thủy Tiên, Đoạn Việt cùng Nhạc Cửu Lâm cũng bị gọi ra. Mọi người lúc này tản ra chung quanh, lập tức dẫn tới nhiều người quan sát, tuy nhân số không nhiều, nhưng tất cả đều có thể lấy một địch 10, phát ra khí thế hoàn toàn không kém ai. Thương nhìn qua cảnh này, ánh mắt lóe sáng, dường như đang tính toán cái gì đó. Lý Vân Tiêu đã sớm truyền đạt tin tức cho bọn họ biết, trầm giọng nói. Chư vị, hết sức là được, ngàn vạn không phải liều chết, không ngăn được cứ chạy tới chỗ ta sẽ đưa vào trong giới thần bi. Được. Mọi người cùng kêu lên, nhưng vẻ mặt mọi người đằng đằng sát khí, bộ dáng kích động. Chỉ là Hóa Tu không vui, lầm bầm nói. Đây là tranh chấp nhân, yêu hai tộc, có quan hệ gì với chúng ta chứ? Sắc mặt Thủy Tiên lập tức trầm xuống, quát. Hóa Tu, người sợ chết thì trở về đi, đừng ở bên ngoài ném mặt mũi Hải Hoàng Điện chúng ta. Hóa Tu phiền muộn không thôi, Thủy Tiên nói hắn không dám phản bác. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Hóa Tu huynh, ta cũng không cần ngươi ra sức, ngươi có thể không ra tay. Nhưng mà giới thần bi miếu quá nhỏ, cũng không chứa nổi Bồ Tát như ngươi, vẫn nên rời đi đi. Hóa Tu tức giận không có chỗ đánh, tức giận. Thời điểm này ngươi cho ta đi ra, đám yêu tộc này cho ta đi hay sao? Lý Vân Tiêu mở hai tay ra, bất đắc dĩ nói. Đó là chuyện của ngươi, liên quan gì tới ta? Hóa Tu không có cách, chỉ có thể khuất phục, nói. Tốt, ta sẽ giúp các ngươi, nhưng tiểu sư muội phải trở về trong giới thần bi, nếu tiểu sư muội có chuyện gì. Thủy Tiên đã khẩn trương, đánh ra một quyền, tức giận. Hóa Tu, chuyện của ta, ai cần ngươi lo? Trong cuộc chiến với Thiên Minh ở hải ngoại lần trước, an dưỡng hồi lâu, mới lúc này nàng đã khôi phục lực lượng, hơn nữa thực lực có tiến bộ lớn, muốn phát tiết một phen. Lý Vân Tiêu nói, điểm ấy ngươi yên tâm, ta bảo đảm Thủy Tiên an toàn. Hắn đã quyết định cho Hồ Lô Tiểu Kim Cương đi theo bên cạnh Thủy Tiên, Hồ Lô Tiểu Kim Cương mất đi thải hồng thạch, lực lượng đại giảm, nhưng vẫn có thân thể bất tử. Cách đó không xa, Hắc Phú Hộ giống to, nói. Tất cả mọi người lên tinh thần đi, dù sao hỏng bét nhất chỉ là chết, chết đã không sợ, còn có gì phải sợ, có thể giết bao nhiêu thì giết bao nhiêu. Đúng, cùng lắm là chết, nơi này là nơi quy túc rất tốt, chúng ta đánh đi. Ha ha. Lão tử đã không muốn sống rời đi, có thể giết bao nhiêu thì giết bao nhiêu. Hào khí không sợ sinh ra, ảnh hưởng mọi người, đồng thời sát khí bắt đầu lan tràn. Ti Đình Ngữ nhìn về phía Lý Vân Tiêu, nói. Phá Quân đại nhân, thỉnh mang Thiên Chiếu Tử đại nhân vào trong thánh khí của ngươi, để tránh bị liên lụy. Thần sắc Thiên Chiếu Tử nghiêm nghị, nói. Không cần phải xen vào ta, lão phu mặc dù không thể giết địch, tự bảo vệ mình vẫn làm được. Trong khi chiến với ngả một trận, tuy tiêu hao thật lớn, may mà hắn không bị thương gì. Như thế nào, người lại không tin? Thiên Chiếu Tử thấy sắc mặt Ti Đình Ngữ đầy lo lắng, lập tức không vui. Ti Đình Ngữ vội nói. Thuộc hạ không dám, nhưng mà đại nhân yên tâm, thần đồ Giật Tiêu vừa nói Nam Phong Tuyền và người chín ti đang chạy tới đây, có lẽ nhanh đến. Nghe vậy, Thiên Chiếu Tử cũng vô cùng lo lắng, nói.
Sợ là bọn họ đến cũng khó có thể thay đổi thế cục, dù sao có ba đăng phong tạo cực không thể dung chuyển, cũng không biết Phi Vô Nhai và Mộng Lão hiện tại đang làm gì. Thần sắc Ti Đình Ngữ nghiêm nghị, khom người thở dài, nói. Không biết đang làm gì, nhưng hiện tại chỉ có liều chết mà thôi. Dường như Thiên Chiếu Tử cũng có chút xúc động, khua tay nói. Chiến đi, không cần băn khoăn ta. Ti Đình Ngữ cũng không cần phải nhiều lời nữa, nàng bay đến trọng chiến, nghênh tiếp đại quân yêu tộc. Thiên Chiếu Tử nhìn qua yêu khí phô thiên cái địa bên ngoài, thì thào lẩm bẩm. Thiên cơ trận. Lý Vân Tiêu cũng nhìn qua yêu khí cuồn cuộn, nói. Quyến Nam đại nhân. Bắc Quyến Nam lập tức hiểu ý, nói. Tốt, chỉ mong có thể thành. Hai đạo lục quang bay vào trong tay, giống như dây leo xanh quấn quanh cổ tay, cực kỳ hấp dẫn người ngoài chú ý tới. Tay phải của Lý Vân Tiêu bấm niệm pháp quyết, tay trái cầm cây búa giơ lên cao cao, lôi điện tỏa ra như nước, từ cây búa chảy xuống, trải rộng toàn thân, khắp nơi là lôi quang không ngừng chớp động. Động tác của hai người hoàn toàn hấp dẫn người khác chú ý, đặc biệt là đám người thương, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lý Vân Tiêu. Đó là... Lôi đình chi uy không ngừng tăng lên, ma ha cổ tự không ngừng lập lòe, dường như hội tụ lực lượng vạn lôi trên đó. Hai tay Bắc Quyến Nam đặt lên trước người, thất huyến lục đạo yểm như hóa thành thực chất, dần hiện ra màu sắc thông thấu, giống như thực vật không ngừng mở rộng ra chung quanh. Hoang cao mày nói, đó là cái gì? Hắn cũng không có chiến đấu qua với Bắc Quyến Nam, mặc dù cảm thấy vật ấy bất phàm, lại không nghĩ đó là độc. Trong nội tâm thương chấn động. Hắn biết rõ đó là độc khí còn mạnh hơn cả bát mị chu tiên, hắn nhìn qua phía thiếu niên. Chỉ thấy thân thể thiếu niên kia run rẩy, cũng đang kinh hãi nhìn qua Lý Vân Tiêu cùng Bắc Quyến Nam, dường như đã bị thiên địa độc thân cảm ứng, trên áo đen có độc truyền ra. Không tốt! Thương hét lớn một tiếng, nói. Mau ngăn cản bọn họ. Lũ yêu đều bị hắn làm giật mình, lộ ra thần sắc hồ nghi, lôi điện tuy mạnh, nếu công kích diện tích lớn. Tất nhiên sẽ phân tán lực lượng, căn bản không cần ngạc nhiên như vậy. Thương bất chấp giải thích với mọi người, thân thể lóe lên, xé rách không gian, thuấn di tới, hai tay hai quả cầu vàng và bạc, trực tiếp đánh vào đầu Lý Vân Tiêu. Sa Vưu sớm có phòng bị, quát, cút, song kiếm chém thẳng xuống, đâm thẳng vào quang cập. Ầm ầm, dưới lực lượng mạnh mẽ, Sa Vưu gần như lâm vào hạ phong, song kiếm chấn động kêu ông ông, long thân và máu huyết chấn động. Phun ra một ngụm máu tươi, vẫn không ngừng lui ra phía sau. Bảo ngươi cút, không nghe thấy sao. Bên cạnh có giọng nói lạnh như băng truyền tới, toái tinh đao của Huyền Hoa chém ngang tới, hắn biết rõ thương lợi hại, cho nên dùng toàn bộ thực lực chém tới. Phanh! Phanh! Mặt thương âm trầm, hai chân long kiếm bị đánh bay, lúc này mới đánh ra một quyền vào lưỡi đao, bành một tiếng, đánh nát thiên địa dị tượng đầy trời. Hai người đều chấn động. Không ngừng lui bước ra phía sau. Thương giận dữ không thôi, tay phải một chảo, hồn thiên nghi hiện ra trong lòng bàn tay, lập tức bay qua phía Lý Vân Tiêu. Lực lượng thế giới tỏa ra, nó lan tràn dưới trời sao, không ngừng thôn phệ tất cả. Mặc dù xuất hiện bát mị chu tiên lần nữa, cũng có thể bằng vào thánh khí áp chế xuống. Nhanh đi trợ giúp cổ phi dương. Thiên Chiếu Tử hét lớn một tiếng, hắn thuấn di xuất hiện sau lưng Lý Vân Tiêu cùng Bắc Quyến Nam. Hai tay bấm niệm pháp quyết đánh vào lưng của hai người. Lập tức không gian bị đè ép, giống như một bàn tay quy tắc xét rách không gian kéo hai người ra ngoài, ba người lập tức biến mất trước hồn thiên nghi. Sa Vưu và Huyền Hoa cách gần nhất, lực lượng thế giới áp xuống. Không dám ngạnh kháng, vội vàng phi thân đào tẩu. Thương cả kinh, một kích thất bại của mình thất bại, mà Thiên Chiếu Tử ba người thì xuất phát bay lên không nản trược, Thiên Chiếu Tử vừa thi triển chiêu vừa rồi hao hết thực lực. Sắc mặt tái nhợt, thân thể khô gầy không ngừng run rẩy. Lôi đình trước mặt không ngừng sinh ra kịch độc, mà lại chậm rãi dung hợp. Thương khẩn trương, quát. Nhanh ngăn cản hai người đó lại. Đó là đại tuyệt diệt ngũ độc. Yêu tộc bạo động, kinh hãi nói. Cái gì? Đặc biệt những yêu tộc còn mạng trước bát mị chu tiên vào lúc này càng sợ hãi run rẩy hơn trước. Lời này vừa nói ra, lập tức mấy ngàn đạo quang mang bay lên cao. Yêu tộc thương. Mạch, Hoang, Từ, nhân tộc Sa Vưu, Huyền Hoa, Tân Thần, Cá Sấu, Ti Đình Ngữ, Hắc Phú Hộ, Vi Thi Thi, Thiên Tinh Tử, thậm chí Vi Thanh cũng tiến lên. Tuy nhân tộc thiếu cường giả đăng phong tạo cực, nhưng mà siêu phàm nhập thánh chiếm đa số,
mặc dù không thể thắng, kéo dài thời gian vẫn làm được. Bảo ngươi cút khó khăn như vậy sao? Song kiếm của Sa Vưu như mưa, biến ảo vô số kiếm quang, dốc sức liều mạng chém về phía Thương, Huyền Hoa cũng chém tới, ánh đao chớp động. Nhưng dưới hai chiêu này, Thương vừa tế ra hồn thiên nghi, lập tức đánh hai người thổ huyết nhưng không thấy tránh né. Thương nhướng mày, quát. Muốn chết phải không? Chết, chết con em ngươi, ra ra sống vô số năm, còn chưa thấy qua ai giết được ta. Sa Vưu đã liều tàn nhẫn, long thân không ngừng đổ máu tươi, song kiếm trong tay hóa thành long chảo màu vàng, đứng vững chém thẳng vào hồn thiên nghi. Trạng thái của Huyền Hoa càng kém, toái tinh đao vốn tinh mỹ tuyệt luân, lúc này vỡ thành vô số vết rạn, linh khí trên đao càng ngày càng suy yếu, mơ hồ có xu thế tiêu tán. Hắn cắn chặt hàm răng, bị lực lượng thế giới ép không nói ra lời, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Thương. Khí khái của hai vị đáng tán thưởng, đã như vậy, ta sẽ tiễn hai người đi trước. Trong mắt Thương sinh ra sát cơ, hắn đẩy hồn thiên nghi, thiên địa song trục hóa thành trảm kích, thế giới chi lực tăng vọt, định phá tan phòng ngự của hai người, đột nhiên một đạo quang mang bay tới, hóa thành luân hồi bản áp thẳng vào hồn thiên nghi. Chính là Ti Đình Ngữ, thấy hai người chống đỡ không nổi, nhớ tới Lý Vân Tiêu dùng giới thần bi oanh kích hồn thiên nghi, mình cũng bất chấp giá nào, cưỡng ép khu động luân hồi bàn. Ầm ầm, một đạo hào quang tuyệt cường nổ tung, giống như mặt trời nổ tung, mắt thấy sắp thôn phệ ba người vào trong. Đột nhiên cảm giác khác thường hiển hiện, giống như thời gian ngừng lưu chuyển, vạn vật biến thành yên tĩnh. Thương Ngô Khung xuất hiện bên cạnh ba người, hai vùng vẫy trụ quang bàn, tuy chỉ yên tĩnh trong nháy mắt nhưng đã cứu được ba người. Lực trùng kích quá mạnh mẽ, ba dù chưa bị cái gì nhưng vẫn bị đánh bay, bay ra xa xa. Mặc dù là Thương Ngô Khung cũng hai tay nâng trụ quang bàn, miệng thổ huyết không ngừng lui ra phía sau. Đổi thành bên ngoài, Tân Thần đứng kết ấn chờ sẵn. Đứng lại, tiếp một chiêu của ta. Sau lưng Tân Thần có dị tượng trận quang hiện ra, vô số phù lục bay ra khỏi thân thể. Thôi đi, kiến càng lay cây. Hoang Mỉa Mai cười lạnh, khinh thường hiện ra trên mặt. Đánh ra một chưởng ngăn cản một quyền kia. Dùng sức thật mạnh, sắc mặt Tân Thần đại biến, dị tượng sau lưng sụp đổ, trên người có một ít khiếu huyệt bị quyền kình ảnh hưởng nên nổ tung. Tuyệt thế thần thể mở bảy huyệt môn lại bị đánh tan dễ dàng. Khóe miệng Hoang tươi cười tàn nhẫn, dường như đang đùa bỡn con chuột. Đột nhiên hắn nhướng mày, ngẩng đầu lên, chỉ thấy cá sấu bến lớn gấp 10 lần, chẳng biết lúc nào đã hiện ra trên không trung, há to miệng cắn xuống. Không chỉ có như thế, cảm giác sởn gai ốc không ngừng hiện ra trên mặt, vội vàng nhìn qua bên phía mình. Sắc mặt Phi Thanh trang nhã, tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải đặt bên cạnh người, lệ khí bàng bạc ngưng tụ ra, muốn ngưng tụ thành hình. Nội tâm Hoang chấn động, cho dù là Tân Thần hay cá sấu hắn cũng không đặt trong mắt, nhưng mà tài quyết chi nhận mang tới cảm giác tu la địa ngục thì hắn không muốn nếm thử. Không đùa giỡn như đối mặt Tân Thần, trưởng thế sinh ra. Lập tức đánh Tân Thần thổ huyết. Thân ảnh Hoang lóe lên, tránh thoát cá sấu cắn xé, xuất hiện cách đó 10 trượng. Nhưng cá sấu là cương phong biến thành, tốc độ cực nhanh, đuổi theo cắn xé tiếp. Hoang giận dữ, đứng vững thân hình, hét lớn đánh ra một quyền, không gian trực tiếp bị đánh bạo, thân thể cá sấu lập tức nổ tung, hắc động xuất hiện ở không gian nổ nát. Hắc động này có lực cắn xé rất mạnh, cá sấu bị đánh tan thành cương phong, không ngừng bị hắc động thôn phệ. Hoang lộ ra cười lạnh, đang đắc ý thì đột nhiên giật mình, thầm nghĩ, không tốt. Chẳng biết lúc nào, Phi Thanh Đa xuất hiện sau lưng hắn, trong tay đã biến hóa ra tài quyết chi nhận từ sớm, âm trầm nhe răng cười nói. Vạn yêu chi hoàng, ta nhổ vào, chết đi. Lưỡi đao từ trên cao chém thẳng xuống. Vẻ mặt Hoang kinh hãi, đã tránh né không kịp, chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể dường như bành trướng vài phần, đánh ra một quyền. Ầm ầm, tu la địa ngục cũng biến ảo ra, giống như bị đẩy vào 18 tầng địa ngục, vô số hồn phách ác quỷ phóng thẳng về phía trước. Nội tâm Phệ Hồn Tông cũng run lên, nhìn qua tràng cảnh tu la địa ngục này, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ cùng hoảng sợ. Sắc mặt Hoàng Phủ Bật âm trầm bất định, trong mắt tinh mang lập lòe, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Rất nhiều cường giả đều lăng không mà đi, hắn ngược lại bình tĩnh tự nhiên, đứng nguyên tại chỗ bất động. Đột nhiên kim sắc ngữ giả hiện ra trên không trung, ánh sáng tỏa ra rực rỡ, nó trốn ở chung quanh thôn vệ hồn phách, vừa mới ăn no,
bộ dáng thỏa mãn trốn vào trong người Hoàng Phủ Bật. Khí thế trên người Hoàng Phủ Bật tăng lên, thét dài một tiếng, cầm lấy bản cổ phiên phóng đi. Nhưng mà hắn chỉ dám chọn đối thủ yếu nhất, chính là Đại Tế Tự Từ, cầm lá cờ đánh thẳng xuống. Từ đã sớm mệt mỏi, tuy Hoàng Phủ Bật bị mạch đánh tổn thương, nhưng lại phục hồi không ít, trực tiếp chân áp Từ. Ánh mắt Hoàng Phủ Bật nhìn thoáng qua, cách hắn không xa, Thiên Tinh Tử cũng chọn đối thủ yếu nhất, Lê. Hai người dường như đứng ở thượng phong, hắn hừ lạnh một tiếng, trong mắt có tinh quang lóe lên, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ở gần chỗ Lý Vân Tiêu, đột nhiên xuất hiện một bảo kính, kính quang lập lòe, thân ảnh chiết hiện ra. Hắn bằng vào lực lượng trận pháp, cưỡng ép thuấn di tới đây, cho nên nhanh hơn mọi người. Cổ Phi Dương, nằm mơ cũng không nghĩ tới ngươi sẽ chết trong tay của ta đấy. Sắc mặt chiết phát lạnh, tay trái cầm bảo kính, tay phải bấm niệm pháp quyết. Một thanh tỳ bà từ không trung rơi xuống, hắn ôm vào lòng. Sắc mặt Lý Vân Tiêu bình thản, hắn và Bắc Quyến Nam hai người dường như tâm không ngoại vật, cố gắng dung hợp lôi giới vào lục hợp đạo yểm, hoàn toàn không quan tâm chuyện khá, c. Chiết hừ một tiếng, dường như cảm thấy tức giận, năm ngón tay lăng không gảy đàn, tỳ bà sinh ra sóng âm đánh tới. Để ta làm đối thủ của ngươi. Đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện một bóng đen, sau đó là một thanh lợi kiếm chém tới. Dây đàn kêu ầm ầm. Bóng đen kia không ngừng co rút lại, cuối cùng hóa thành bóng dáng của thân đồ giật tiêu, hắn quát lên. Vô phong kiếm. Sắc mặt chiết lập tức khó nhìn lên, người trước mắt là cao thủ khó chơi, ôm tỳ bà vào trong ngực, sóng âm phá kiếm, sóng âm quét qua chung quanh. Cách vị trí hai người chém giết không xa, Vi Thi Thi lăng không một chảo, lập tức một tấm lưới hiện ra trong tay, ném thẳng về phía trước. Sợi tơ rậm rạp hóa thành huyết quang. Xuy. Huyết quang bắn ra một ánh đao mang theo long uy rất mạnh, lập tức chém nứt lưới, tiến lên phía trước. Dừng lại. Hắc Phú Hộ quát to lên, chiến đao chém thẳng vào đầu của đối thủ. Bành. Một đao đánh nát trời cao, đao mang phá không bay xa vài chục trượng, huyết quang bị chém thành hai nửa. Người vừa chém ra chính là Mạch, Mạch hóa thành hai phân thân tươi cười tấn công Hắc Phú Hộ. Hắc Phú Hộ hoảng hốt, chiến đao xoay tròn, mang một hào quang rung động bay thẳng tới chỗ hai người bên này. Nhưng hắn đã sớm trọng thương, đừng nói đối phó hai mạch, mặc dù là một mạch cũng khó ứng phó. Bành! Chiến đao trong tay bị giánh bay, trong đó một mạch đánh một chưởng vào ngực hắn, chấn vỡ nội phủ, miệng thổ huyết. Trong ba cường giả yêu tộc, luận chiến lực bản thân, Mạch hoàn toàn đứng thứ nhất. Lúc ấy bản thể tranh đấu với Cố Thanh Thanh nhằm đoạt huyết thần châu. Phân thân có thể kịch chiến với Lý Vân Tiêu, hiện tại không chỉ hai phân thân hợp nhất, còn hấp thu Dương Tiên Sinh đã tiến hóa thực lực bản thân, ngay cả Lý Vân Tiêu sử dụng lục đạo ma binh cũng chỉ làm hắn bị thương nhẹ. Nửa mạch đánh một chưởng vào người Hắc Phú Hộ đã như thế, nếu là mạch nguyên vẹn thì Hắc Phú Hộ đã chết rồi. Dù vậy, Hắc Phú Hộ cũng cảm thấy lực lượng sói mòn nhanh chóng, hắn không còn thực lực cấm chiến đao, chỉ cảm thấy ánh mắt mơ hồ, ý thức tan rã. Hắc Phú Hộ đại nhân. Vi Thi Thi cả kinh kêu một tiếng, vội vàng tiến lên, trên người nàng có hào quang lóe sáng, lại biến thành thông thấu, kiếm âm sinh ra, âm thanh phong cách cổ xưa bao phủ Hắc Phú Hộ. Ân. Mạch nhíu mày nhìn qua, huyết quang lóe lên, hai phân thân hợp nhất, hắn buông tha Hắc Phú Hộ, quay người đánh thẳng vào kiếm của Vi Thi Thi. Phanh. Huyết trưởng đánh lên thân kiếm, đánh ra vô số phù lục, lăng không vần quanh, lại hóa thành diệu khúc. Mạch kinh ngạc nói. Có ý tứ. Cốt ngọc đao bay ra, chém thẳng vào thân kiếm, lập tức áp chế âm luật, long uy minh mông sinh ra trong đao mang. Mặc dù Vi Thi Thi đang ở trong trạng thái tuyệt diệu vẫn bị chấn động toàn thân, bay ra sau trăm trượng. Nhưng Mạch xùy cười một tiếng, huyết độn không thua kém lôi độn, hắn như thuấn di, cầm kim lân chém tới. Đang, gờ. Vi Thi Thi cố vận dụng chân nguyên, sử dụng kiếm đón đỡ. Kiếm phù nứt vỡ như phong linh trong gió, tiếng răng rắc thanh thúy vang lên. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt Vi Thi Thi trở nên trắng bệch, thân thể run rẩy như phong linh trong gió. Kim lân đao đã phá vỡ nguyên khí phòng ngự của nàng, đao quang tiến vào thân thể, tàn phá nội phủ nàng. Trên dung nhan xinh đẹp không có chút biểu lộ nào, chỉ có ánh mắt lạnh nhạt trở nên réo rắt thảm thiết. Ân, có ý tứ nha. Mạch dường như phát hiện cái gì. Nhìn chằm chằm vào mặt Vi Thi Thi, đột nhiên cười tà, thò tay bắt lấy.
Thân thể Vi Thi Thi run rẩy lợi hại hơn, trong mắt mang theo oán hận và nổi giận, nhưng cũng đã không có sát khí, nàng trở nên tuyệt vọng trước huyết trường, trong mắt ẩn ẩn có nước mắt, ánh mắt bắt đầu hoảng hốt. Giờ phút này dường như không còn chém giết sinh tử, không có thiên địa, chỉ còn lại có nàng một thân một mình, an tường chưa từng có. Trên thiên diệp đảo, dưới táng hoa đào có thân ảnh tuyết trắng, tiếng đàn kích thích, như thủy nguyệt kính hoa, tâm niệm của nàng chấn động. Như lạc hồng từ trời cao rơi xuống, từng phiến lá xanh đong đưa qua lại như hóa thành đầu ngón tay, nó như trôi theo dòng nước xanh thẳm. Hắn ngâm nga, nhân sinh đáo sử chi hà tự, ứng thị phi hồng đạp tuyết nê. Nê thượng ngẫu nhiên lưu chỉ trảo, hồng phi na phục kế đông tây. Tiếng thơ như tiếng lòng. Ánh mắt của nàng mê ly, nước mắt lăng dài trên má. Thử thì tương vọng bất tương văn, nguyện trục nguyệt hoa lưu chiếu quân. Đột nhiên huyết trưởng dừng lại trên không trung, hai mắt mạch ngưng trọng nhìn qua trước mặt. Nhất khúc thanh âm, lưu niên hốt tự mộng. Tiền thế kim sinh, bách đại thiên thu vạn cổ. Toàn thân Vi Thi Thi run lên, đột nhiên ngẩng đầu, lệ quang lăng dài trên má, lại tẩy đi dịch dung, hóa thành dung nhan tuyệt mỹ. Một tiếng đàn phá không vang lên, hóa thành âm thanh rung động trong thiên địa. Phạm hải thanh âm khúc. Vạn dặm trường không, phạm âm phiêu đáng, hóa thành phù văn như châu ngọc. Những âm phù nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một thân ảnh ôm cầm đi tới. Chiết ở xa xa biến thành kinh hãi, hoảng sợ phát hiện tỳ bà trong tay mất hết linh khí, giống như bị thượng cổ tuyệt âm ma diệt. Không chỉ có hắn, tất cả người tu luyện âm luật, cho dù kích thích thế nào cũng không sinh ra âm thanh. Vạn dây cung không âm, lại biết nghe cùng ai. Ngay cả Lý Vân Tiêu cùng Bắc Quyến Nam cũng phải phân thần trước âm luật này. Người tới rồi. Vi Thi Thi đã sớm rơi nước mắt như mưa. Ta đến. Nam tử ôm cầm nói ra hai chữ này, ẩn chứa bao nhiêu bất đắc dĩ của năm tháng, bao nhiêu tình cảm ôm ấp. Sắc mặt mạch âm hàn, nói. Ai đến đều phải chết. Ngọc cốt, kim lân song đao hợp lại, hóa rồng chém tới. Nam tử ôm cầm bay lên cao, như núi cao nguy nga, như nước chảy róc rách, như tuế nguyệt không dấu vết, như thiên nhiên không có âm thanh. Vi Thi Thi run lên, khóc mà cười, giơ trường kiếm trong tay lên, đánh ra mấy ấn quyết. Vô số âm phù bay lên, âm thanh dung nhập vào cầm, lại tương đắc ánh trương, chập trùng trên trời cao. Cầm kiếm hợp tấu, hóa thành cương nhu hợp nhất. Sở học cả đời của hai người, cả đời tương tư, đều hóa thành khúc âm này. Thiên tinh chiếu ứng, địa khí sông ngưng, càn khôn đảo ngược, trực tiếp xé trời ngàn dặm, chảm kích mà đi. Oanh! Song đao hóa rồng va chạm với âm chảm, lập tức long thân tán loạn, vô số hào quang bắn ra kinh thiên động địa. Cái gì? Mạch hoảng hốt, một kích toàn lực của mình không thể ngăn cản được âm luật hợp nhất của hai ngươi, âm luật kinh khủng không ngừng sinh ra, trọn đời không dứt, đưa hắn vào trong vòng chiến. Một khúc hợp tấu, phong vân biến sắc, quỷ khóc thần sầu, chấn nhiếp toàn trường. Hắc Phú Hộ cố trèo chống thân thể đang sụp đổ, kinh hỉ nói. Lệ Hoa Trì, nam tử áo trắng ôm cầm, một tay ôm Vi Thi Thi, hai người như thần tiên quyến lữ, cứ như vậy đứng trên trời cao, đưa mắt nhìn nhau như duyên định tam sinh. Giờ phút này dung nhan Vi Thi Thi đã sớm biến hóa, càng đẹp hơn trước kia, chính là tuyết thần hề đã đồn đãi chết từ lâu. Làm sao ngươi biết ta tại đây? Bảo thể của ngươi, kiếm âm của ngươi, khi ngươi bước vào đại lục là ta biết ngươi đã tới. Một khúc phạm hải thanh âm chiếu sáng trời cao. Lệ Hoa Trì nói, chúng ta đi thôi, từ nay về sau không ai có thể tách ta và ngươi ra nữa. Tuyết thần hề che miệng, nhịn không được rơi lệ, lúc này gật đầu, liền muốn theo hắn đi tới chân trời góc biển. Hắc Phú Hộ cả kinh, vội hỏi. Các ngươi không thể đi, nơi đây chưa phân thắng bại. Lệ Hoa Trì lạnh nhạt nói, thắng bại liên quan gì tới ta? Hắn hoàn toàn không để ý tới hai tộc tranh đấu, nắm tay tuyết thần hề. Muốn đi ra khỏi thiên quân vạn mã, tu la địa ngục ở đây. Đột nhiên tuyết thần hề run lên, giữ hắn lại, nói. Ta không thể đi. Lệ Hoa Trì nhíu mày, dường như không thích, nhưng lại không nhiều lời. Tuyết thần hề dịu dàng cười cười, nói. Phong ấn Ngũ Hà Sơn vì ta nên bị phá hủy, ta phải kết thúc nhân quả này. Chờ sau việc này ta sẽ buông bỏ hồng trần, sẽ theo ngươi đi tới chân trời góc biển. Lệ Hoa Trì cũng cười, nói. Tốt, ta sẽ cùng nàng chấm dứt nhân quả này. Kết thúc việc này,
đây là ngươi có thể quyết định sao? Tiếng của Mạch vang vọng trời cao, vô số huyết quang hội tụ chân thân, vẻ mặt lo lắng, oán độc nhìn chằm chằm vào hai người. Lệ Hoa chỉ buông cầm, đang muốn ra tay, đột nhiên sắc mặt biến hóa nhìn qua không trung. Lôi đình và kịch độc không ngừng dung hợp vào nhau, tuy hai mà một, Lý Vân Tiêu và Bắc Quyến Nam không ngừng bấm niệm pháp quyết, đồng thời một tay khống chế lôi cầu màu xanh lá có uy năng khôn cùng. Thiên Chiếu Tử ở sau lưng vô cùng lo lắng, đầu đầy mồ hôi nói. Tranh thủ nhiều thời gian cho các ngươi như vậy, rốt cuộc đã xong hay chưa? Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói. Nó đã dung hợp xong từ lâu rồi. Cái gì? Thiên Chiếu Tử nhảy dựng lên, tức giận. Đã xong lâu rồi sao còn dày vò như vậy, không thi triển ra? Lý Vân Tiêu chăm chú nói ra. Đây là chiêu mà ta và Quyến Nam huynh tạo ra. Ta vẫn đang nghĩ cái tên thật khí phách đấy. Đến bây giờ còn chưa nghĩ ra, cho nên không có thi triển ra. Thiên Chiếu Tử. Hắn cảm thấy ngực phập phồng, nhịn không được ngửa mặt lên trời phun máu tươi, giận dữ hét. Đừng làm rộn, nhanh thi triển ra ngoài. Lý Vân Tiêu nói. Không bằng Thiên Chiếu Tử đại nhân giúp chúng ta nghĩ cái tên đi. Thiên Chiếu Tử. Hắn đã có tâm muốn giết Lý Vân Tiêu ngay lập tức. Không chỉ có là hắn. Hai người đối thoại không có bất kỳ che giấu nào, tất cả võ giả còn sống tới bây giờ đều là A Cô thủ, tất cả nghe được rõ ràng, người muốn dê hắn không có 1.000 cũng có 900. Bắc Quyến Nam trầm tư nói, nếu là ất mộc hóa lôi và thất huyễn lục đạo yểm dung hợp, không bằng gọi là ất mộc lục đạo yểm quyết đi. Lý Vân Tiêu xanh mặt, nói, ngươi có thể bình thường chút được không? Không sợ người ta cái tên này hay sao? Bắc Quyến Nam cau mày nói. Ta cảm thấy đó là cái tên thật tốt đấy, nếu không ngươi nghĩ tiếp đi, nhưng mà phải nhanh, ta thấy bọn họ sắp hận không thể đánh chết ngươi rồi đấy. Thiên Chiếu Tử đã muốn khóc, vô lực nói. Đừng đùa, gọi là lôi độc hợp nhất thuật đi. Lý Vân Tiêu bất mãn, nói. Không, không bằng gọi là lôi độc đại viên. Bắc Quyến Nam lắc đầu nói. Không tốt, lôi đình và lục đạo yểm đều là ất mộc nguyên tố diễn biến mà ra, có xu thế ất mộc phùng xuân. Sinh cơ bừng bừng, không bằng gọi, lưu lưu cầu. Lệ Hoa chỉ cười nói. Ta cảm thấy nên gọi là, hoa âm đạp tuyết, thích hợp nhất, ngụ ý ta và thần hề thật lâu mới gặp lại, cuối cùng đã tương kiến. Tuyết thần hề nắm tay hắn, đôi má đỏ lên, lại tràn ngập ngọt ngào. Lý Vân Tiêu lườm hắn một cái, nói. Ngươi dùng đặt tên cho con của mình đi, đặt tên sao? Ta dự cảm chiêu này uy lực to lớn, khoáng cổ tuyệt kim. Nhất định tên lưu sử sạch, chắc chắn phải thận trọng. Thân đồ giật tiêu nhìn qua, nói. Quả cầu này sinh sinh bất tức, hơn nữa còn tuần hoàn, ẩn chứa ý cảnh vô tận, không bằng thêm, toàn chuyển, vào tên đi. Bắc Quyến Nam nói. Toàn chuyển lưu lưu cầu, ân, cảm giác xem như cũng được. Lý Vân Tiêu trầm tư nói. Đúng là sinh sinh bất tức và tuần hoàn, trong sinh sinh bất tức ẩn chứa cái gì đó, nhưng thiếu khuyết cái tên lưu danh thiên cổ. Ta lại thêm 4 chữ, không kêu là, cuồng duệ khốc huyễn chi thiên thu vạn cổ toàn chuyển lưu lưu cầu. Ánh mắt Bắc Quyến Nam sáng ngời, nói. Ta xem thỏa đáng. Thiên Chiếu Tử. Đây là 4 chữ của ngươi sao? Sa Vưu nổi giận mắng. Cái tên cùi bắp. Ấn quyết Lý Vân Tiêu không ngừng biến đổ, tiến lên phía trước, quát. Toàn. Trên quả bóng có lôi điện hiện ra, giống như đóa hoa đang hé mở, nó biến thành đẹp hơn trước. Bắc Quyến Nam cũng biến đổi ấn quyết, quát. Chuyển. Quả bóng trở nên xanh biếc, nó như có sinh mạng của mình, phù văn không ngừng nở rộ, cả viên cầu sinh cơ bừng bừng, hào quang chiếu gọi gương mặt của hai người, mặt mỗi người biến thành màu xanh. Mộng Bạch sừng sững ở trên không trung, hắn ngạc nhiên nhìn qua cảnh này. Bát Mị Chu Tiên trong cơ thể của hắn trong một kích lúc trước đã khô cạn, vào lúc này bị viên cầu độc ảnh hưởng, không ngừng bài tiết ra ngoài, trên áo đen của hắn cũng đầy chất độc. Sắc mặt thương khó nhìn, dưới một chiêu này, mặc dù là hắn cũng cảm thấy áp lực. Thực lực Mông Bạch cũng không được, nhưng thi triển Đà La Huyền Thủy và Bát Mị Chu Tiên, sát thương đã khủng bố tới dọa người. Lý Vân Tiêu và Bắc Quyến Nam đều là thân thể siêu phàm, một đại thành thiên địa độc thân, một ất mộc hóa lôi, hai chủng nguyên tố dung hợp cùng một chỗ, thiên địa nhanh chóng sinh ra biến hóa, mây đen ngưng tụ cuồn cuộn, trong đó có lôi quang quay cuồng, ánh sáng tím phun ra nuốt vào. Thiên Chiếu Tử cả kinh nói. Xảy ra chuyện gì,
chẳng lẽ thiên đạo muốn giáng lôi kiếp? Sắc mặt Bắc Quyến Nam biến thành ngưng trọng, quát. Tất cả mọi người lui, chiêu này uy lực cực lớn, đã thương tích thiên hòa, sợ rằng thiên đạo không cho, sẽ có thiên lôi giáng xuống. Lời này làm cho mọi người sởn hết gai ốc. Tất cả mọi người hiểu rõ như thế nào là thiên đạo không cho, đó là vượt qua quy tắc thế giới, bị thiên đạo bài xích. Sắc mặt đám người thương biến thành khó nhìn, chiêu này tuy vô cùng lăng lệ, nhưng mà còn xa mới tới mức xúc động giới lực, sở dĩ bị giới lực bài xích, sợ là chiêu này phạm vi sát thương quá lớn, thật sự là tổn thương thiên đạo từ bi. Lui, tất cả mọi người mau lui lại. Hoang cũng là nghĩ đến điểm này, hoảng sợ nghẹn ngào. Sắc mặt Chiết âm trầm, dốc sức liều mạng huy động đại kỳ, trận thế rút đi, nhanh chóng chạy ra xa xa. Hiện tại lui, sợ là muộn rồi, ta đã không khống chế nổi. Lý Vân Tiêu kinh nghi bất định, viên cầu lôi đầu càng ngày càng mạnh, lôi vân trên bầu trời cuồn cuộn, tử lôi đã hiện ra, lôi kiếp còn chưa đạt tới cực hạn đã làm hắn sợ hãi biến sắc. Bắc Quyến Nam quát, chấn định, là thiên đạo ảnh hưởng tới chiêu này, không thể lại tụ lôi. Lục đạo yểm của hắn tăng lên không kịp lôi đình, nếu như mất khống chế thì hai người chết trước. Lý Vân Tiêu cũng hiểu điểm này, quát. Không chơi, tất cả mọi người lui. Hắn cũng sinh ra lòng trắc ẩn, mặc dù là đại quân yêu tộc cũng không muốn nhìn thấy tràng cảnh xác chết đầy đường. Hai người bắt đầu bấm niệm pháp quyết, vô số phù văn đánh vào trong viên cầu, lực lượng khủng bố không ngừng sinh ra hào quang, ai cũng biết sắp nổ, vội vàng chạy ra xa xa. Động tác của Lý Vân Tiêu hoàn thành trước tiên, điểm ấn quyết, quát. Cuồng phong. Bắc Quyến Nam đánh ra ấn quyết sau cùng, quát. Thiên thu muôn đời. Viên cầu lớn bằng mấy trượng, hào quang chiếu rọi một phương, dưới hợp lực của hai người nó biến lớn hơn nhiều. Những nơi ánh sáng tím bay qua, vận vật héo rũ, hào quang ảm đạm. Cả càn khôn mất đi sắc thái, thậm chí mất đi âm thanh, những người bị viên cầu hút vào đều ngây ngốc, sau đó thân hình dần dần hóa thành bụi bặm, không có một chút khả năng chống cự. Phạm vi công kích và lực sát thương của viên cầu còn khủng bố hơn cả thần kỹ. Mà chiêu này dùng thay đổi thế cục của hai tộc, kéo dài số mệnh mấy ngàn năm của nhân tộc, sẽ được kính ngưỡng muôn đời. Vô số võ giả đời sau nghiên cứu trận chiến phong ấn này trong vô số năm sau, bọn họ đưa ra nhiều quan điểm, nhưng tất cả mọi người nhất trí tán thành, chiêu này xuất hiện chính là bước ngoặt của trận chiến. Vô số cường giả yêu tộc tan thành mây khói, bị lôi độc oanh tạc cặn bã không thừa. Vài tên yêu tộc đứng đầu mắt như nứt ra, gào thét liên tục. Thương tế hồn thiên nghi ra, một thế giới lấy hắn làm trung tâm, đồng thời thi triển phong thiên ấn, muốn phong ấn uy lực của viên cầu này. Trong thiên địa tỏa sáng, tất cả bị bao phủ trong ánh sáng xanh với thần thái tuyệt vọng. Có một ít võ giả nhân tộc thoát đi chậm cũng bị cuốn vào trong đó, tiếng kêu thảm thiết dậy trời, thậm chí không có tư duy, mất đi năng lực suy nghĩ. Ầm ầm, trên bầu trời có tiếng sấm vang dội, sau đó tử long hiện ra, quét qua bầu trời. Ầm ầm, lực lượng khủng bố quét qua tất cả lôi giới đột nhiên sụp đổ, hồn thiên nghi cũng rên rỉ trước một kích này. Thương đứng mũi chịu sào và bị trùng kích thật mạnh, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thế giới chi lực bao phủ, rất nhiều yêu tộc cũng cảm nhận được uy áp của diệt thế thần lôi, giống như con sâu cái kiến trước thiên địa, vận mệnh không thuộc về mình. Nhưng mà dư âm ảnh hưởng của lực trùng kích còn tốt hơn bị viên cầu lôi độc đánh trúng, một có lẽ sẽ chết, một là hẳn phải chết. Lôi giới bị phá, Lý Vân Tiêu và Bắc Quyến Nam cũng thổ huyết, mặc dù hai người có thân thể siêu phàm nhưng cũng đổ máu ròng ròng, khí tức suy yếu tới tận cùng. Yêu và người khác sinh, có đủ vui mừng, vi từ. Thương cảm chúng sinh, đi trừ khổ của hắn, vi bi. Trời xanh có đức hiếu sinh, thiên đạo có lòng từ bi, không đành lòng chúng sinh khó khăn, giáng sức mạnh to lớn khôn cùng phá vỡ sát chướng. Thế giới tử vong màu xanh bị đánh tan nát, bị lực lượng thiên đạo xua tan. Thế giới khôi phục hào quang như trước, quang minh chiếu sáng các nơi. Tất cả mọi người không rét mà run, chỉ cảm thấy toàn thân như lọt vào băng giá, ánh mắt nhìn qua Lý Vân Tiêu cùng Bắc Quyến Nam tràn ngập sợ hãi. Chung quanh vốn có nhiều yêu tộc vây quanh, yêu khí quay cuồng, bây giờ bị quét sạch. Mấy kẻ đứng đầu yêu tộc toàn thân rét run, trên trán sinh ra mồ hôi lạnh, dưới một kích vừa rồi, tuy nó diễn ra thời gian ngắn ngủi, nhưng đã chết và tổn thương bao nhiêu người, ai cũng không biết, chỉ biết là rất nhiều, rất nhiều. Giọng của Lê run rẩy, nhịn không được khóc giống lên, nghẹn ngào quát.
Súc, súc sinh, bọn chúng có là người hay không? Sắc mặt Hoang cũng tái nhợt, lúc này tổn thất to lớn, sợ rằng trong lịch sử yêu tộc cũng cực kỳ hiếm thấy. Mà hắn vào lúc này chính là vạn yêu chi hoàng, trong sử sách chắc chắn sẽ ghi lại chuyện này. Đáng chết a! Hắn gào thét dữ dội, gân xanh trên trán lộ ra, tức giận dữ dội. Đột nhiên trên bầu trời có hào quang hiện ra, thân ảnh Chiết xuất hiện, lập tức bảo kính nổ phanh, lập tức nghiền nát. Sắc mặt Chiết vô cùng khó coi, hai mắt như chết cá chết lồi ra, rung giọng nói. Tổng cộng 9.000 người bố trí thiên cơ trận, hôm nay còn sót lại 5.000 người. Phốc! Báo cáo xong con số, hắn lập tức phun máu tươi, không biết là bị thương hay là bị việc này kích thích, thân thể run rẩy lợi hại. Chi! Yêu tộc lúc này sợ hãi, một chiêu này đã tàn sát 4 người tinh nhuệ yêu tộc, đã tổn thương một nửa rồi. Nếu không có thương dùng hồn thiên nghi cùng phong thiên ấn chấn áp, lực lượng thiên đọa đánh nát lôi giới, sợ rằng con số tử vong còn kinh khủng hơn nữa. Mạch và Từ đổ mồ hôi lạnh toàn thân, đã không biết làm sao bây giờ. Tuy là 5.000 tinh nhuệ, tăng thuộc hạ của Mạch hơn 2.000 người, thực lực chỉnh thể của yêu tộc vẫn chiếm cứ ưu thế, nhưng tin tưởng đã mất, sĩ khí không còn. A, à, ha ha, như thế nào, vẻ mặt khó coi như vậy. Vi Thanh cũng phục hồi tinh thần từ khiếp sợ, hắn vô cùng kiêng kỵ Lý Vân Tiêu và Bắc Quyến Nam, lúc này mới nhìn qua đám người yêu tộc, cười lạnh nói. Nếu là giao chiến, người chết không phải rất bình thường hay sao? Chỉ là chết nhiều hay ít mà thôi, hơn nữa mới 4.000 người, cũng không coi là nhiều nha, ha ha. Vẻ mặt của hắn đầy hả hê. Ti Đình Ngữ và mấy chấp chính tư khác sắc mặt tái nhợt, không hề tình cảm nhìn qua Vi Thanh, thầm nghĩ người này không hổ là kiêu hùng. Tổn thất này tuy sinh ra trên người đối thủ, nhưng mình dù thế nào cũng không cao hứng nổi, hắn ngược lại tâm địa ngoan độc, đủ kiên định. Hai tộc giao chiến, chết 4.000 người đúng là không nhiều, nhưng một chiêu giết 4.000 người, nghe mà gợn người. Trận chiến bắt đầu tới bây giờ, giết thảm thiết như vậy, hai tộc cũng chỉ chết 1.000 người, nhưng bây giờ dù nằm mơ cũng không nghĩ chỉ một lúc đã chết 4.000 người, cho dù ai là kẻ đứng đầu yêu tộc cũng phải run rẩy. Thương Cường chống tổn thương do Tử Lôi mang lại, cắn răng nói. Giết, giết, cho dù như thế nào cũng phải giết Lý Vân Tiêu, bất luận là ai. Cho dù là A Miêu A Cẩu, chỉ cần giết Lý Vân Tiêu, thương ta sẽ phụng kẻ đó làm hoàng. Trong giọng nói mang theo sát khí, còn có thù hận khôn cùng, cùng với kiên quyết cùng không cam lòng. Mạch cũng ý thức được đổ ước của thương lúc trước là nghiêm túc cỡ nào. Hoang cắn răng nói. Tất cả mọi người đều giữ vững tinh thần, tập kết tái chiến. Mạch cũng trầm giọng quát. Trung tướng nghe lệnh, nhất định phải giết Lý Vân Tiêu, báo thù cho đồng tộc đã chết. Một câu báo thù lập tức kích thích chơi liều từ trong tâm huyết yêu tộc. Vốn sĩ khí sa sút đã tăng lên, yêu khí bao phủ đầy trời, khí tức hung tàn bộc phát trên người mỗi yêu tộc, nó lan ra như bệnh truyền nhiễm. Báo thù! Báo thù! Các âm thanh vang lên liên tiếp, âm thanh sau nối âm thanh trước, giống như cánh rừng bạt ngàn đang lay động cành lá, khí tức hung tàn bộc phát dữ dội. Lý Vân Tiêu cũng không nghĩ ra uy lực chiêu này to lớn như thế. Không chỉ dẫn động thiên lôi hàng lâm, hôm nay dư âm của thiên lôi còn cắn trả vào thân thể của hắn, mặc dù hắn có phách thiên luyện thể quyết, quang minh lưu ly thân và ma thể ba thân hợp nhất cũng cảm thấy rất khó chịu, không ngừng phun máu tươi. Dường như đụng vào thiên đạo từ bi, mặc dù hào quang ba màu của thần thể cũng chấn động bất định, thương thế trong người khép lại rất chậm. Bắc Quyến Nam cũng không tốt hơn chút nào, ngoại hình tuấn lãng sụp đổ, hóa thành bộ dáng hủ thi, không ngừng thối rữa. Làm cho ai nhìn thấy cũng nổi da gà, không biết hắn là quái vật gì, cũng không dám tới gần. Phốc! Lý Vân Tiêu lại phun ra một ngụm máu tươi, tức giận chỉ lên trời cao, quát. Cái gì thiên đạo từ bi, ta nhổ vào. Mạnh được yếu thua, thích ứng sinh tồn, mới chết 4.000 người đã cho thiên phạt đánh ta. Ngày đó ở thành Tống Nguyệt Dương, thương dùng tính mạng người toàn thành tế luyện hồn thiên nghi, có từng có thiên đạo từ bi. Tất cả mọi người im lặng không nói. Trên đời này mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, mặc dù trong mắt nhân tộc, hơn 30 vạn người toàn thành cũng chỉ là phàm nhân mà thôi, giá trị tính mạng còn không bằng 4.000 đại quân yêu tộc. Ha ha, thiên đạo từ bi cũng biết bợ đít nịnh bợ sao. Lý Vân Tiêu cười to mấy tiếng, hắn cố trèo chống thân thể của mình, dùng bày ra tư thái bất khuất, không phục. Thiên địa tĩnh mịch, ánh sáng từ trên cao chiếu xuống,
kéo dài bất diệt. Cố Thanh Thanh nhìn qua hào quang ba màu lưu động trên người của hắn, kinh hãi nói. Nam vực chi vương quang minh lưu ly thân. Nàng áp thấp giọng nói tới cực điểm, cũng không bị người ta nghe thấy. Hoang tức giận. Chỉ là mạng con sâu cái kiến, há có thể so sánh với tinh nhuệ tộc ta. Hôm nay không chỉ có thiên đạo giết ngươi, bổn tỏa cũng muốn giết ngươi. Sát, sát, sát. Hắn gào thét mấy tiếng, chiến kỳ giơ cao, tiếng trống rung trời. Lê Bì phẫn gõ trống trận, âm luật đảo qua trời cao, giống như triệu hoán thiên quân vạn mã, hoặc là vì siêu độ cho người chết. Tuy yêu tộc chết tổn thương thảm trọng, dưới tâm tình bi thương đã ngưng tụ thành một khối đoàn kết, sát khí bộc phát như bài sơn đảo hải. Vi Thanh mang theo 200 trung cực thể xung trận ngựa lên trước, không sợ hãi mà tiến lên ngăn cản. Đột nhiên Mộng Bạch gọi một tiếng, nói. Vi Thanh đại nhân. Vi Thanh dừng bước lại, quay đầu nhìn qua, nói. Như thế nào? Trong mắt Mộng Bạch hiện ra thần sắc mê mang, nói. Ta chỉ cảm thấy người nọ nhìn rất quen mắt, giống như đã lâu chưa từng gặp lại. Vi Thanh nhàn nhạt nói ra. Ngươi nghĩ nhiều. Có lẽ là vừa rồi dùng sức quá độ, thể lực hao phí quá lớn mà thôi, không cần nghĩ nhiều, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Mộng Bạch nhíu mày, nhịn không được lại nhìn Lý Vân Tiêu vài lần, bàn tay của Vi Thanh vuốt tóc của hắn. Mộng Bạch gật gật đầu, nói. Ta hiểu rồi. Hắn bỏ qua tạp niệm, bắt đầu tĩnh tâm điều dưỡng. Dưới một chiêu hủy diệt của Lý Vân Tiêu vừa rồi, làm cho thiên địa độc thân của hắn cũng sinh ra cảm ứng, bài tiết ra rất nhiều bát mị chu tiên. Lực lượng của hắn cũng tăng lên thật lớn. Vi Thanh xem bộ dáng của hắn thì thả lỏng tâm thần, tiếp tục mang theo trung cực thể lao thẳng vào đám yêu tộc. Nội tâm của hắn tâm tư bách chuyển, sau khi nhìn thấy uy lực lưu lưu cầu của Lý Vân Tiêu vừa rồi, địa vị của Mộng Bạch trong lòng của hắn tăng lên tầng thứ cực cao, phải khống chế trong tay của mình. Thần sắc Ti Đình Nữ nghiêm nghị nhìn qua mọi người, nói. Trận chiến hôm nay, bất luận kết cục như thế nào, chúng ta chắc chắn lưu danh thiên cổ. Chỉ hy vọng mọi người đem hết toàn lực, vì số mệnh chủng tộc mà chiến. Yên tâm đi, cường giả Phủ Thiên Nhạc chúng ta đã vẫn lạc trong trận chiến này, Bách Chiến Thắng ta cũng không sống một mình. Bách Chiến Thắng lạnh nhạt nói ra, trên mặt vô hỉ vô bi, trong hai mắt thanh tịnh. Ở đây trừ hắn và bằng hữu Lý Vân Tiêu ra, còn lại đều là người hai đại thánh địa cùng bảy đại tông môn, tất cả đều tỏ ý chiến giấu tới cùng. Những người trọng thương không có lực tái chiến đều lui ra phía sau, tận khả năng điều tức khôi phục, chờ thời khắc tái chiến. Rất nhiều cường giả hóa thần hải vào lúc này cũng không tiếc rẻ đan dược và huyền khí, đều phân phát cho mọi người. Đến, Ti Đình Ngữ quát một tiếng, chỉ thấy đại quân yêu tộc tiếp tục trùng kích tới trước, thoáng cái bao phủ Vi Thanh và 200 trung cực thể đang lao tới. Thiên Cầm đại nhân, giờ phút này mong ngươi chủ trì đại cục. Ti Đình Ngữ tha thiết khẩn cầu. Thánh vực bốn vị chấp chính tư, lúc này trừ Vi Thanh ra, nàng và Hắc Phú Hộ, Thương Ngô Khung đều trọng thương, căn bản không có khả năng tái chiến. Vốn cục diện nên do thân đồ giật tiêu chủ trì cục diện, nhưng đã có Lệ Hoa Trì ở đây, lúc trước còn cường thế chiến một trận làm cho mọi người sinh ra ấn tượng khác, cộng thêm danh hào Thiên Cầm Vũ Đế, do hắn chủ trì lại thích hợp nhất. Lệ Hoa Trì đưa mắt nhìn, xác thực không có nhân tuyển tốt hơn, liền đáp ứng nói. Tốt. Trước đại nghĩa, từ chối thì bất kính. Hắn Thiên Cầm vào trong ngực, nắm tay Tuyết Thần Hề đi về phía đại quân yêu tộc, nói. Chư vị đi theo ta đi. Người hai đại thánh địa sống sót hiện tại, hơn nữa còn có thể tái chiến chưa đủ 200 người, tăng thêm Ảnh Ti, Vạn Tinh Cốc, Phệ Hồn Tông cũng không đủ 300 người, tất cả thấy chết không sờn tiến thẳng vào yêu tộc. Ti Đình Ngữ nhìn qua bóng lưng mọi người, mũi đau xót. Vốn với tu vị của nàng căn bản đã thanh tâm quả dục, không muốn vô tình, nhưng mà chàng diện quá thê thảm, một trận chiến này sợ rằng lực lượng của thánh vực đã hao tổn hơn phân nửa. Phía sau chỉ còn lại những người già nua yếu ớt, đám người Mạc Tiểu Xuyên cũng giết lên, Lý Vân Tiêu cùng Bắc Quyến Nam ngồi xếp bằng trên không trung điều tức, mọi người vô cùng kiêng kỵ hai người bọn họ, không dám tiến lên. Mặc dù là Cố Thanh Thanh, sau khi do dự liên tục cũng gia nhập chiến trường. Vào lúc này không ai còn có suy nghĩ khác, cũng không có tình cảm gì, chỉ còn lại có một chữ chiến trong đầu, không ai lùi bước. Đột nhiên trên bầu trời bắt đầu xuất hiện gợn sóng nhộn nhạo, từng đạo hào quang hiện ra, lan tràn hơn 10 dặm, hấp dẫn mọi người chú ý. Hai mắt Thiên Chiếu Tử sáng ngời, đại hỉ nói.
là chiến hạm cửu giai của thánh vực, Nam Phong Tuyền các nàng đến rồi. Mọi người đại hỉ, tất cả hai mắt tỏa sáng, dường như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng. Trong vô số gợn sóng này, quả nhiên có tiếng động cơ chiến hạm nổ vang, sau đó là thân ảnh chiến hạm cửu giai xuất hiện che khuất bầu trời, tuy chỉ có 5 chiếc nhưng lại dài vạn trượng. Mấy đầu lĩnh yêu tộc sắc mặt khó nhìn hơn trước. Tinh nhuệ cả yêu tộc đang ở nơi này, nếu trận chiến này thất bại, sợ rằng mấy ngàn năm nữa cũng khó khôi phục nguyên khí. Ai nha, thảm liệt như vậy. Một giọng nói nữ tử như chuông bạc vang lên, thân ảnh Nam Phong Tuyền dần dần xuất hiện trước mặt đám người Ti Đình Ngữ. Sau đó hơn 10 đạo bóng dáng đều xuất hiện, nhao nhao tiến lên hành lễ, chính là các ti trưởng, hoặc là phó chức, đều là cường giả đứng đầu một phương. Ti Đình Ngữ vội vàng nói. Nhanh đi trợ giúp đám người Vi Thanh. Nam Phong Tuyền nhìn qua chiến trường, lo lắng nói. Nhiều yêu tộc như vậy, các ngươi rõ ràng còn sống, đúng là kỳ tích. Sắc mặt Hắc Phú Hộ trầm xuống, quát. Nói gì vậy, còn rong dài cái gì, nhanh đi qua trợ giúp. Hi hi. Nam Phong Tuyền cười cười, thân hình lung linh biến mất tại chỗ, tiếng nói của nàng vang lên, nói. Lên một lượt đi, đừng đứng ở nơi đó. Những tùy tùng của nàng nhanh chóng tiến lên cùng. Năm chiếc chiến hạm này cường giả lộn xộn, không ngừng có bóng người lập lòe, có người nhảy xuống gia nhập vòng chiến. Nhưng nhân số vẫn có hạn, chỉ gia tăng thêm 400-500 người, ít hơn yêu tốc gấp 10 lần. Sau đó không lâu, Hóa Thần Hải cũng phái cường giả tới tiếp viện, chỉ hơn 100 người. Hơn nữa thánh vực đã truyền thiết luật cho các phái, cưỡng ép cường giả tất cả đại tông môn chạy tới, thỉnh thoảng có võ giả từ các nơi xuất hiện, tìm tới chiến trường. Nhưng mà vừa tới nhìn thấy cục diện chiến trường, sắc mặt đại biến muốn chạy trốn. Thương Ngô Khung chuyên môn an bài hai cường giả ảnh ti nhìn chằm chằm vào chiến trường, phát hiện có người đào tẩu thì chém không tha. Dù vậy, bên phía nhân tộc không ngừng bị đánh lui, thương vong càng lúc càng lớn, giống như lâm vào vũng bùn không cách nào thoát ra được, cuốn đi không biết bao nhiêu tính mạng. Đám người Ti Đình Ngữ cảm thấy tay chân của mình lạnh như băng. Một trận chiến này nhân tộc chết không biết bao nhiêu người, tâm thần bọn họ không có ngọn nguồn, chỉ biết con số càng lớn, mà yêu tộc với xu thế bài sơn đảo hải, dựa vào những võ giả lẻ tẻ tiến vào chiến trường, dường như không cách nào thay đổi được cái gì. Trừ phi có thể thi triển cuồng duệ khốc huyễn chi thiên thu vạn cổ toàn chuyển lưu lưu cầu thêm lần nữa, nhưng Lý Vân Tiêu và Bắc Quyến Nam hai người vẫn chưa khôi phục thương thế, căn bản không có khả năng lại xuất chiêu lần nữa. Mộng Bạch thực lực không đủ. Hoàn toàn không trông cậy vào. Hắc Phú Hộ xanh cả mặt, tức giận. Trong 7 đại tông môn, Thành Hồng Nguyệt, Long Gia, Đao Kiếm Tông cùng Bắc Minh Thế Gia vì sao không thấy bóng dáng đâu cả. Thương Ngô Khung thở dài. Ai nha, Thành Hồng Nguyệt hiện tại hoàn toàn nghe theo lệnh của Vi Thanh, gia chủ Long Gia Long Thiên Miểu vẫn lạc thì dường như thoát khỏi thánh vực quản chế. Đao Kiếm Tông và Bắc Minh Thế Gia từ trước đến nay âm phụng dương vi, nghe tuyên không nghe lệnh. Giờ này khắc này. Mấy người mới phát hiện lực lượng thánh vực cũng không cường đại như lúc trước, lực khống chế thiên hạ hoàn toàn suy yếu rất nhiều. Thương Ngô Khung nói, trước kia Vi Thanh từng nói, khống chế thiên hạ, trước tiên phải khống chế 7 đại tông phái, quả nhiên có kiến giải. Ti Đình Ngữ khẽ nói, lời ấy nói thì đơn giản, muốn khống chế 7 đại tông môn sao mà khó khăn. Hiện tại thế cục gian nan, không phải thời điểm cảm thán, chư vị nhanh chóng nghĩ biện pháp đi. Thương Ngô Khung sầu lo nói. Sợ rằng trận chiến này sẽ bại, trừ phi thập đại võ đế, hoặc là 7 đại tông môn, cả hai hội tụ cùng một chỗ mới có thể vãng hồi xu thế suy tàn. Thiên Chiếu Tử nói. Giờ phút này muốn tập hợp bọn họ là không thể nào, nhưng tình thế có lẽ sẽ không bi quan như các vị nghĩ đâu, còn có một người có lẽ có thể ngăn cơn sóng dữ. Ai? Mọi người đều giật mình, muốn dùng sức một mình kéo thế cục trở lại. Mặc dù là đăng phong tạo cực cũng chưa chắc có thể làm được. Nhưng mà nếu có một cường giả đăng phong tạo cực, ít nhất cục diện sẽ cầm cự được một lát. Ti Đình Ngữ hỏi. Chẳng lẽ là hai vị đại nhân khác của thần đô? Thiên Chiếu Tử lắc đầu nói. Hai người bọn họ gần đây rất thần bí, ta cũng nhiều năm chưa gặp mặt bọn họ, cũng không biết chết hay chưa. Hắn đưa ánh mắt nhìn qua Ngũ Hà Sơn, nói. Chư vị đừng quên. Dưới Ngũ Hà Sơn hạ còn có cung chủ thần Tiêu Cung Khúc Hồng Nhan. Tất cả mọi người đột nhiên nhớ tới Cố Thanh Thanh từng nói, hơn nữa không tự chủ được đưa mắt nhìn qua Lý Vân Tiêu. Nhưng vào lúc này, trong Ngũ Hà Sơn bắn ra hào quang vạn trượng, thành đám hào quang chiếu gọi nhân gian.
Đồng thời phù lục bay lên đầy trời, thông thiên tiếp địa, dường như Ngũ Hà Sơn bắt đầu phát sinh biến hóa, muốn đột ngột bay lên khỏi mặt đất. Mạch đang giết đám người Lệ Hoa chỉ thật cao hứng, đột nhiên trong nội tâm cả kinh, đưa mắt nhìn qua đã không phát hiện thân ảnh Cố Thanh Thanh đâu cả, thầm kêu hỏng bét. Ngũ Hà Sơn giống như một kiện huyền khí, treo lơ lửng trên không trung, khí ẩn cường đại từ từ thu liễm lại, cuối cùng nhất hóa thành một cái đại ấn rơi vào trong tay một người, chính là Cố Thanh Thanh. Nàng thở phào, lộ ra vẻ vui mừng cười nói. Trước tiên không nên tranh chấp với ta, hiện tại hai tộc đang chiến đấu sinh tử, đang cần lực lượng ngươi đấy. Về phần thân thể đồ nhi của ngươi, ta nghĩ tới ta có lẽ, nói không chừng, đại khái sẽ trả cho nàng. Ngươi bảo ta làm sao tin ngươi đây? Giọng nói khúc hồng nhan truyền từ dưới đất ra, lại không thấy bóng dáng. Cố Thanh Thanh cười hì hì, nói. Bổn cô nương chính là tiền bối của ngươi, ngươi là đồ tôn của Du Quân đúng không? Khanh khách, phải biết rằng Du Quân chính là đồ tôn của bổn cô nương đấy. Khúc hồng nhan lại không nói chuyện, đột nhiên một đạo tử khí ngưng tụ dưới đất, chư thiên tinh thần sáng ngời. Một đạo kiếm khí hội tụ vô số tinh mang, xoáy lên ngàn sóng, phá phong bay đi. Đột nhiên chiến trường biến thành buồn thảm, cảnh tượng như tu la địa ngục, ngưng tụ vong hồn và lệ khí của các cường giả, đột nhiên bị ánh sáng tím chiếu vào thì nhường ra một lối đi. Hoang hoảng hốt, uy lực một kiếm này, mặc dù là hắn cũng không dám đón đỡ, quát. Tản ra, không ít người tránh né không kịp đã bị một kiếm kia chém thành phấn vụn, một con đường trống trải xuất hiện trên chiến trường. Cả chiến trường đối diện một kiếm này liền yên tĩnh lại. Sau đó một thân ảnh uyển chuyển xuất hiện, nàng giống như gió quét qua, trong chiến trường này dường như an tĩnh lại, trong tuyệt vọng sinh ra một tia cảm giác mỹ hảo. Long cong, một tiếng kiếm âm kêu vang, thân ảnh ấy chẳng biết đi qua mọi người vào lúc nào, một kiếm đâm về phía Lý Vân Tiêu. Bắc Quyến Nam kinh hãi, muốn ra tay ngăn cản nhưng lại tác động tới thương thế, đau đớn vô cùng kịch liệt. Thiên địa độc thân và độc tố tẩm bổ cho nhau. Dưới chiêu thức thần thông vừa rồi đã rút sạch độc trong người của hắn, thân thể cũng xuất hiện xu thế sụp đổ, trong ngắn hạn rất khó khôi phục. Kiếm của Khúc Hồng Nhan đã đâm tới Lý Vân Tiêu, mũi kiếm đặt ngay cổ họng của hắn. Lý Vân Tiêu cúi đầu liếc mắt nhìn, thanh kiếm này đã chạm vào yết hầu của hắn. Ngươi lại không chết, gạt ta. Chết là thật, không chết là ngoài ý muốn. Vậy tại sao ngươi không tới gặp ta? Không phải bây giờ đã tới rồi sao? Nếu nhân sinh chưa từng gặp nhau, hắn vẫn là võ đế kinh thế hãi tục, nàng vẫn là cung chủ thần tiêu cung được vạn người kính ngưỡng. Vận mệnh đã an bài như thế, trong biển người vô tận lại có thể gặp nhau. Trong ngàn vạn năm qua, bánh xe thời gian xoay chuyển, không có sớm một bước, cũng không có muộn một bước, vừa vặn gặp được nhau. Có người nói, cô đơn không phải bẩm sinh, mà là do ngươi không tìm được người mình yêu mến. Vậy ngươi cũng biết ta những năm này rất cô đơn không? Ha ha, là ngươi thua. Ngươi, ta giết ngươi. Thân thể Khúc Hồng Nhan run lên, ánh mắt mở to lên. Cũng không phải là muốn nhìn rõ cái gì, mà là không dễ dàng rơi lệ. Yết hầu Lý Vân Tiêu dần dần chảy ra một giọt máu tươi, đó là kiếm khí không bị khống chế sinh ra tán loạn, đâm rách da thịt. Lý Vân Tiêu lại cười rất khổ, nói. Kỳ thật ta cũng thua. Trường kiếm hạ xuống. Nước mắt của nàng không thể nén được lăn dài trên má, chỉ có lưu cam tâm tình nguyện, có những lời này, tất cả đều đáng giá. Yêu tới khắc cốt minh tâm, yên tâm trở lại, không tính toán không vụ lợi. Yêu qua ai, một ngày có thể dài như một năm. Vậy tại sao ngươi không nói với ta? Ngươi chưa từng quay đầu lại, mặc dù ta buông tất cả kiêu ngạo của mình. Bởi vì ngươi thật đẹp, đẹp tới mức ta không nói nên lời. Thì ra trên thế giới thật sự có chuyện như vậy, chỉ cần trong nháy mắt, ưa thích một người đã đạt tới tột đỉnh. Bổn cô nương thả ngươi ra ngoài, không phải để các ngươi anh em nói yêu thương, đã sai địa điểm rồi. Cố Thanh Thanh xuất hiện bên cạnh hai người, nói. Người trong thiên hạ đều nhìn đấy, các ngươi không thể thu liễm một chút hay sao? Khúc Hồng Nhan cười nhạt một tiếng, nói. Người trong thiên hạ thì như thế nào? Nơi không có hắn và ta sẽ không có thiên hạ. Cố Thanh Thanh sững sờ một chút, im lặng nói. Bổn cô nương không có da mặt dày như các ngươi, còn biết xấu hổ hay không? Nghe nói như vậy, đôi má Khúc Hồng Nhan ửng đỏ, trong mắt hiện ra thần thái nổi giận. Lý Vân Tiêu nói.
Cố Thanh Thanh tiền bối nói đúng, trước tiên chờ chiến sự chấm dứt đã, có Hồng Nhan ở đây, thế cục sẽ thay đổi. Khúc Hồng Nhan gật đầu, lấy một thứ gì đó đưa cho Cố Thanh Thanh, nói. Tiền bối. Cố Thanh Thanh tự nhiên nhận ra, đây chính là vật thiên lý truyền âm đặc biệt của Thần Tiêu Cung, chỉ có lịch đại cung chủ mới có, căn bản không thể phỏng chế. Người có là. Khúc Hồng Nhan nói. Tự nhiên là bảo cao thủ Thần Tiêu Cung chạy đến, hai tộc đấu sinh tử, thất phu hữu trách, huống chi Thần Tiêu Cung sừng sững đại lục hơn mấy vạn năm, dưỡng dục chính khí mênh mông, cũng nên góp sức vì thiên hạ. Trong mắt Cố Thanh Thanh hiện ra thần thái khen ngợi, nói. Người đi đi, hắn sẽ do ta trông chừng cho. Khúc Hồng Nhan nhìn qua Lý Vân Tiêu, cười tươi như hoa, sau đó nàng hóa thành gió bay đi. Nàng xuất hiện làm cho người ta chú ý, đặc biệt là mấy người đứng đầu yêu tộc, đều lộ ra vẻ kinh sợ. Hoang Quát, người này sợ cũng có thực lực đăng phong tạo cực, ai chiến nàng. Mạch vào lúc này bị Lệ Hoa Trì và Tuyết Thần Hề liên thủ áp chế, chiêu chiêu ngoan lệ, đánh cho khó phân thắng bại, không rảnh phân tâm chú ý. Thương Ngưng Trọng nói, ta đến, ngươi nhanh chóng gạt bỏ nhân tộc còn lại, nếu không kéo càng lâu chúng ta càng bất lợi. Hoang nói, chuyện này còn chưa hẳn, trận chiến này thế của chúng ta không thể đỡ, cao thủ tới từng nhóm, chúng ta diệt càng tốt. Thương nổi giận nói, Hoang Đường, thiên hạ to lớn, há có thể đo bằng đấu, nếu thật sự nhân tộc động viên toàn bộ thiên vũ đại lục, chiến lực chúng ta tăng lên gấp mấy lần cũng không thể ngăn cản nổi. Trên mặt Hoang hiện ra vẻ lo lắng, lạnh lùng nói. Thương tiên sinh, làm tốt chuyện của ngươi đi, bổn Hoàng hiện tại vẫn là vạn yêu chi Hoàng, không tới phiên ngươi thuyết giáo đâu. Sắc mặt Thương giận dữ tới mức tái nhợt, nếu không phải đang ở thời khắc mấu chốt, hắn sợ rằng muốn một trưởng chụp chết chủ ký sinh của Hoang, lại ngũ mã phanh thây hắn ra. Trong tình cảnh này, chỉ có thể tức giận hừ một tiếng, liền nâng hồn thiên nghi lao thẳng về phía Khúc Hồng Nhan. Hoang nhìn qua thân ảnh của hắn, khóe miệng cười mỉa mai. Một cao thủ đăng phong tạo cực bị Khúc Hồng Nhan ngăn cản, áp lực trong vòng chiến giảm nhiều, tốc độ tan tác chậm dần, nhưng vẫn giống như cối xay thịt, chết tổn thương thảm trọng. Quân Như Vân và Hắc Liên Thiếu Hoàng cũng bị thương không nhẹ, bị Lý Vân Tiêu truyền âm ra lệnh lui vào trong giới thần bi. Thiên Chiếu Tử đưa mắt nhìn qua 5 chiếc chiến hạm cửu giai, nói. Bảo mọi người lui vào trong chiến hạm cửu giai, phát huy khả năng công kích và phòng ngự của chiến hạm. Ti Đình Ngữ lo lắng nói. Nếu là như thế, không khác triệt để tan tác, ta sợ sĩ khí không đề thăng được nữa. Thiên Chiếu Tử nói. Hiện tại đã không khác gì tan tác, chúng ta chỉ có thể dựa dài thời gian, không ngừng triệu tập càng nhiều cường giả tới. Hồng Nhan Cung Chủ đã truyền âm trở về, chỉ cần cường giả Thần Tiêu Cung hàng lâm, có lẽ có thể thay đổi xu hướng suy tàn. Đừng quên, tinh nhuệ của yêu tộc có hạn, mà thiên vũ đại lục rộng lớn bao la bát ngát, cường giả vô số. Hắc Phú Hộ nói, Thiên Chiếu Tử đại nhân nói có lý, chúng ta chỉ thua thiệt nhân số mà thôi, cơ hồ là lấy một địch 10, cho dù mạnh hơn nữa cũng không ngăn cản được. Về phần chiến lực võ giả đỉnh phong, chúng ta thua kém đấy. Thiên Chiếu Tử nói, đúng, ngăn chặn cường giả đỉnh phong của chúng, đám lâu la muốn phá vỡ chiến hạm cửu giai không dễ dàng. Chiến hạm sẽ do các ngươi chỉ huy, ta đi bố trí xuống ngũ đấu tinh la trận. Vâng. Giờ phút này Vi Thanh đã lùi ra ngoài chiến trường, thánh vực 4 vị chấp chính tư lập tức bay vào trong chiến hạm, tăng thêm Thiên Chiếu Tử tọa trấn là 5 người, mỗi người làm tổng chỉ huy chiến hạm. Những võ giả không có lực tái chiến cũng theo vào. Đám người Lý Vân Tiêu đi theo Thiên Chiếu Tử vào trong chiến hạm. Sau đó truyền lệnh lui lại, những cường giả đang trèo trống như nhặt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà trực tiếp làm cho sĩ khí tan tác, không ít người bị chém giết tại chỗ. Khúc Hồng Nhan cũng cả kinh, không rõ ràng cho lắm, nhưng rất nhanh Thiên Chiếu Tử truyền âm cho nàng, nói rõ bố cục, bảo nàng ngăn chặn cường giả đỉnh phong là Thương. Năm chiếm hạm vượt qua vực tới đây, vẫn đứng ở trên không, cũng không bay đi, sợ công kích Ngộ Thương người nhà cho nên cũng không sử dụng. Giờ phút này dưới sự chỉ huy của Thiên Chiếu Tử, di động chậm rãi, tất cả trận pháp đều mở ra, thoáng kích phát bố cục, giống như năm quân cờ trong tinh không. Phòng ngự của năm chiến hạm kết nối với nhau, bao phủ phạm vi mấy ngàn trượng vào bên trong. Công kích, oanh tạc thật mạnh cho ta. Rất nhiều võ giả nhân tộc chạy vào trong vòng bảo hộ, lập tức an toàn. Còn có một chút lui lại không kịp,
cũng đã chẳng quan tâm, mệnh lệnh đã phát ra, các loại trận pháp công kích đều mở ra, vô số hào quang bắn ra phô thiên cái địa, bao phủ yêu tộc. Oanh, 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 tiếng nổ cực lớn vang lên, tiếng nổ giúp người ta sinh ra cảm giác an toàn, ước gì âm thanh lớn hơn một chút. Những yêu tộc kia cũng không phải người ngu, nhìn qua chùm sáng bắn tới đầy trời, lập tức phân tán ra, phóng thẳng vào khe hở của các chiến hạm. Tuy công kích phô thiên cái địa, nhìn như vô cùng hung mãnh, nhưng trên thực tế đánh chết người không nhiều. Lý Vân Tiêu nhìn qua võ giả trên 5 chiến hạm, lập tức kinh hãi không thôi, chỉ còn rải rác hơn 100 người, hơn nữa không ai không trọng thương. Rất nhiều gương mặt quen thuộc lúc trước không trông thấy, ngay cả Trần Vũ đi cùng Huyền Hoa đã mất đi bóng dáng, chắc là hy sinh trên chiến trường. Lúc trước tất cả mọi người chỉ biết có Mốt, hiện tại xem xét trên chiến hạm toàn tàn binh bại tướng, không khỏi hãi hùng khiếp vía, cũng biết khó có thể kiên trì lâu hơn nữa. Dường như Bách Chiến Thắng cũng có chút nản lòng thoái chí, ho khan kịch liệt, miệng lớn thổ huyết, xen lẫn một ít mảnh vỡ nội tạng, sĩ khí càng ngày càng thấp. Cả chiến trường vào lúc này dựa vào những võ đế cao cấp chống đỡ, mỗi người thừa nhận áp lực đều là cực lớn, những võ giả dưới võ đế cao cấp, vừa vào chiến trường đều biến thành thịt nát. Thật sự có thể thắng sao? Thủy Tiên cũng có chút sợ hãi, trước kia cảm thấy thú vị, hiện tại giết người mềm tay, thậm chí là chết lặng, chỉ biết không ngừng chém giết, giờ phút này dừng lại nghĩ tới cảnh tượng huyết nhục tung bay tứ tung, nhịn không được liền muốn nôn mửa. Tiểu sư muội, Hóa Tu kinh hãi, vội vàng ân cần, hắn lúc này toàn thân là máu, một bước cũng không dám rời khỏi Thủy Tiên, sợ sư muội này gặp chuyện không may. Thủy Tiên lắc đầu, nói: "Ta không sao, không bằng triệu hoán đám đậu đậu tới, cũng có thể kiên trì một hồi." Nàng đã sớm có suy nghĩ này, nhưng Lý Vân Tiêu không đồng ý, dù sao chiến trường này quá tàn khốc, những cự thú biển sâu kia chết đi, không biết tiểu công chúa này sẽ khóc thành bộ dáng gì nữa, cho nên vẫn thôi đi. "Chờ một chút đi, hiện tại còn không phải lúc." Lý Vân Tiêu nói ra, hắn muốn chờ thời cơ lật bàn, nhưng dường như không nhìn thấy hy vọng gì cả. Cố Thanh Thanh nói: "Thiên Chiếu Tử đại nhân, thánh vực thật sự chỉ có chút lực lượng này sao?" Sắc mặt Thiên Chiếu Tử tái nhợt, cũng không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào vòng phòng ngự, không ngừng bị yêu tộc oanh kích, nếu không phải yêu tộc đỉnh phong bị Khúc Hồng Nhan cùng Lệ Hoa Trì ngăn chặn, chỉ sợ đã sớm bị công phá rồi. Dù vậy phá vỡ cũng chỉ là vấn đề thời gian, cũng không quá lâu. Cố Thanh Thanh lắc đầu thở dài. "Thật sự là một đời không bằng một đời." Lý Vân Tiêu nói: "Chuyện hôm nay như vậy, chúng ta còn phải chết bao nhiêu nữa đây? Mặc dù lát nữa cường giả Thần Tiêu cung tới, sợ rằng cũng khó ngăn cản thế công, không bằng xé rách thông đạo, mọi người đào tẩu, ngày sau tái chiến." Vừa nói đến trốn, ánh mắt tất cả mọi người nhìn sang, dường như chiến ý đều không có, nếu bị yêu tộc đánh nát phòng ngự ngũ đấu tinh la trận, không ai còn sống cả. Thiên Chiếu Tử tâm phiền ý loạn, chuyện đã tới nước này. Nếu đi chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, những võ giả lúc trước sẽ hy sinh vô ích. Cố Thanh Thanh cũng đồng ý nói. Yêu tộc một lần xuất hiện 3 cường giả đăng phong tạo cực, số mệnh đã vô pháp ngăn cản, nếu dừng lại đây, sợ rằng ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có. Sắc mặt Huyền Hoa tái nhợt, dùng tay che ngực, hắn không ngừng chảy máu tươi, nói. Đã không có người tới, sợ rằng uy vọng của hai đại thánh địa có hạn, rốt cuộc không thể điều động được người nữa rồi. Một gã cục trưởng thánh vực cả kinh nói. Làm sao có thể, tuy vụn vặt lẻ tẻ tới không ít, nhưng lực điều khiển của thánh vực tuyệt đối không chỉ có như vậy. Cố Thanh Thanh nói. À, chuyện này có khâu nào xảy ra vấn đề không? Lời vừa nói ra, sắc mặt đại biến. Thiên Chiếu Tử cũng bị xúc động, hai mắt co rút lại, quát. Mở thông đạo ra, lui. Mệnh lệnh này truyền vào 4 chiến hạm khác, nhấc lên sóng to gió lớn, bạo động lợi hại. Nhưng không có ai phản đối. 5 tàu chiến hạm mở trận quang, cảm ứng và trọng điệp lẫn nhau, chấn động lan tràn như nước. Ân, yêu tộc ở bên ngoài vòng phòng ngự cũng phát hiện chuyện bên này, đều gấp rút tiến công, lòng nóng như lửa đốt. Muốn chạy trốn sao? Hoang nhìn qua không gian chấn động, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, dường như không có bao nhiêu gợn sóng. Thương và Mạch biến sắc, hai người đều có tâm tư như vậy, nhất định phải tiêu diệt nhân tộc ở nơi này. Nếu không hậu quả không chịu nổi. Thương cho rằng giết Lý Vân Tiêu quan trọng hơn, mặc dù tất cả mọi người trốn, Lý Vân Tiêu lại không thể đi. Bầu trời xuất hiện gợn sóng,
làm cho tất cả mọi người sinh ra suy nghĩ khác nhau. Nhưng thường dù lo nghĩ như thế nào, nữ nhân tuyệt mỹ trước mặt đều ngăn cản ý định của hắn, chính mình yếu, đối phương yếu, chính mình mạnh hơn vài phần, đối phương cũng tăng thực lực lên. Thân thể họa đấu bị dư âm của lôi kiếp lúc trước làm tổn thương, hồn thiên nghi cũng mất không ít linh khí, giờ phút này cho dù liều mạng, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không gì được người ta. Khúc Hồng Nhan suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần ngăn cản thương là được, về phần thủ thắng hoặc là ngăn cơn sóng dữ thì không cần, trước khi có lực lượng mạnh hơn đầu nhập vào chiến trường, bằng không đừng nghĩ tới đảo ngược tình thế. Giờ phút này thấy nhân tộc có thoái ý, nàng càng không có tâm chiến đấu, chỉ cần mọi người rút lui thì người yêu tộc muốn ngăn cản nàng rất khó, lại nhìn qua phía Lý Vân Tiêu, hiểu ý cười cười. Đột nhiên gợn sóng xuất hiện kịch liệt, dần dần tiêu tán, bầu trời khôi phục bình tĩnh, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ân, xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người sững sờ một chút. Không tốt, không gian nơi này bị trấn áp, không cách nào mở thông đạo ra. Trong chiến hạm có tiếng kinh hô, rối loạn sinh ra. Đám người Lý Vân Tiêu giật mình nhìn qua bên ngoài vòng phòng ngự, những yêu tộc kia vẫn đang chém giết, không có làm ra động tĩnh gì. Huyền Hoa cả kinh nói. Khó trách một thời gian ngắn không có người xuất hiện, thì ra thông đạo bị phong tỏa, là yêu tộc gây nên sao? Sắc mặt Thiên Chiếu Tử vô cùng khó coi, ngẩng đầu nhìn lên trời, phẫn nộ quát. Là ai? Một đạo tinh thần lực mênh mông như biển hóa rồng bay thẳng tới. Trong hư không có tiếng nổ vang sinh ra, lực lượng như bài sơn đảo hải nhưng không thể xông phá xiềng xích phong tỏa, ngược lại làm cho ngũ đấu tinh la trận bị ảnh hưởng, trở nên cực không ổn định. Ầm ầm, rốt cục một đạo phòng ngự bị phá, đám người yêu tộc mừng như điên, không ngừng xông vào, điên tuôn tấn công chiến hạm đầu tiên. Giết a! Tiếng chém giết rung trời. Người yêu tộc giống như châu chấu lao vào chiến hạm đầu tiên, trong khoảnh khắc bao phủ nó vào trong. Những chiến hạm còn lại thu hồi phòng ngự của mình, lấy bảo hộ bản thân làm chủ. Bởi vì yêu tộc đang lao vào chiến hạm đầu tiên, khiến cho áp lực của bọn họ giảm đi không ít, nhưng đều kinh hãi nhìn qua chiến hạm bị dìm ngập kia. Nơi đó là Hắc Phú Hộ Đại Nhân. Tất cả mọi người lúc này toát mồ hôi lạnh, chiến hạm kia không ngừng có hào quang chiến đấu. Nhưng khắp nơi đều trông thấy thân ảnh của yêu tộc. Không tốt, chiến hạm muốn tự bạo, chạy mau. Đột nhiên một gã yêu tộc quát to lên, mấy trăm đạo thân ảnh lập tức bay ra bốn phía. Trận pháp trên chiến hạm cửu giai đồng thời tỏa ra, phát ra hào quang chói mắt. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, giống như mặt trời ló dạng, dư âm ảnh hưởng khuếch tán ra chung quanh, lập tức thôn vệ mấy trăm yêu tộc vào trong. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trắng bệch. Sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn qua vụ nổ. Tất cả mọi người không thể nhìn thấy, nhưng diệu pháp linh mục của hắn nhìn thấy rõ ràng, vụ nổ này chính là Hắc Phú Hộ thôi động, thân ảnh uy nghiêm bất khuất không buông tha vỡ vụn trong vụ nổ, hóa thành một đám bụi bặm. Như thế nào? Hai tóc mai của Huyền Hoa lúc này chảy mồ hôi lạnh, cầm lấy tay Lý Vân Tiêu nói. Hắc Phú Hộ như thế nào? Lý Vân Tiêu có chút nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Tất cả mọi người lập tức hiểu được, đều yên tĩnh một hồi, giống như không cách nào tin tưởng và tiếp nhận. Thánh vực năm đại chấp chính tư, bây giờ đã chết một người. Sắc mặt Hoang Đại Hỉ, cuồng tiếu nói. Ha ha, phá vỡ một chiếc, còn thừa lại bốn chiếc, xông lên, giết toàn bộ. Tuy vụ nổ này làm chết mấy trăm yêu tộc, nhưng lại tăng sĩ khí thật lớn, mọi người đều điên cuồng lên. Thiên Chiếu Tử cũng thất thần, chỉ cảm thấy có chút hoảng hốt. Kinh ngạc nói. Tại sao có thể như vậy? Ngũ đấu tinh la trận bị phá, tuy phòng ngự chiến hạm cửu giai mạnh cũng không ngăn được yêu tộc oanh kích như châu chấu, sẽ bị phá nát nhanh chóng. Khúc Hồng Nhan kinh hãi, cũng bất chấp thương, trực tiếp chém một kiếm, bổ ra một con đường, bay trở về bên cạnh Lý Vân Tiêu, nói. Thế cục chống đỡ không nổi, chúng ta đi. Lý Vân Tiêu cũng nhìn qua Thiên Chiếu Tử đang thất thần, nói. Đại thế đã mất. Đại nhân không nên xoắn suýt, đi trước. Mấy tên đứng đầu yêu tộc đều nhìn chằm chằm vào chiến hạm này, đối với bọn họ mà nói, có hai người rất trọng yếu, Thiên Chiếu Tử cùng Lý Vân Tiêu đều ở bên trong, làm sao để bọn họ chạy thoát chứ? Hoang cùng Thương đều xuất hiện trước chiến hạm, lúc này đánh thẳng vào Lý Vân Tiêu cùng Thiên Chiếu Tử. Đám người Huyền Hoa và Cố Thanh Thanh đã sớm bị đám yêu tộc như châu chấu vây quanh, cũng bị bức lui từng người, càng đánh càng suy yếu.
Sa Vưu nổi giận mắng. Lần này sẽ không thật chết ở đây chứ. Hắn bị vô số quyền và kiếm đánh trúng, kinh mạch chấn động nổ tung ngã trên chiến hạm, đứng không vững. Hừ. Đột nhiên trên bầu trời có tiếng hừ lạnh vang lên, giống như từ năm tháng xa xưa truyền tới, âm thanh cũng không lớn nhưng truyền vào tai mỗi người rất rõ ràng. Đột nhiên hai mắt Thiên Chiếu Tử sáng ngời, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trời cao có một thân ảnh lão giả xuất hiện, hắn mặc trường bào màu xanh phiêu đãng trong gió, mái tóc bạc trắng, râu trắng bồng bềnh, tư thái tiên phong đạo cốt. Lão giả vừa xuất hiện, lập tức dẫn tới vô số người giật mình, đặc biệt là người yêu tộc. Người này rõ ràng là cường giả nhân tộc, hơn nữa tu vị thâm bất khả trắc. Thiên Chiếu Tử lúc này mừng như điên, điên cuồng hét lên nói. Lão quỷ, người còn chưa có chết à? Lão giả hừ lạnh nói. Người còn không chết, ta làm sao có thể sẽ chết chứ? Ánh mắt Thiên Chiếu Tử dường như hơi ướt át, rung giọng nói. Không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi. Nhanh, nhanh cứu mọi người. Ánh mắt lão giả quét qua. Nhìn qua một chiến hạm khác, năm ngón tay bấm niệm pháp quyết, hóa ra một ấn quyết đánh xuống. Một phù văn cực lớn hiện ra trên không trung, sau đó áp xuống như Thái Sơn áp đỉnh. Ầm ầm, ấn phù rơi xuống chiến hạm, đột nhiên nổ tung, vô số huyết nhục nổ tung, không ít võ giả nhân tộc ngộ thương, trực tiếp phấn thân toái cốt. Một đạo ánh sáng bay lên, trốn ra sau lưng lão giả, đúng là Vi Thanh, trên người đẫm máu, hắn cúi người hành lễ. Phụ thân, lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Người này chính là phụ thân Vi Thanh, chính là một trong tam lão lánh đời nhiều năm, Vi Vô Nhai. Hắn xuất hiện lập tức mang tới sinh cơ cho mọi người, mặc dù trên bốn chiến hạm đầy yêu tộc, mọi người vẫn điên cuồng chống lại. Lý Vân Tiêu nhướng mày, ngưng trọng nói. Không gian nơi này bị trấn áp, một kích của Thiên Chiếu Tử đại nhân cũng không rung động mảy may, vì sao Vi Vô Nhai có thể tiến vào. Thiên Chiếu Tử được đề điểm, sắc mặt đột biến, nhiệt tình trong mắt biến mất sạch sẽ, trong mắt bắn ra hàn quang. Vi Thanh lau máu trên mặt, nói. Phụ thân, người cuối cùng nhịn không được đi ra. Vi Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, nói. Nếu ta không ra, sợ là ngươi cũng giống như Hắc Phú Hộ, sẽ vẫn lạc nơi đây. Người thánh vực nghe xong nội tâm cả kinh, dường như nghe được cái gì đó không đúng. Vi Thanh sắc mặt trắng bệch. Dường như cũng có chút nghĩ mà sợ, cắn răng nói. Công Dương Chính Kỳ tên kia nhịn rất tốt nha, trốn đến bây giờ cũng không lên tiếng. Vi Vô Nhai hừ hừ nói. Lên tiếng, có lẽ đây là chuyện người ta vui vẻ nhìn thấy đấy. Tổng phạm vi 10 dặm bị thập vạn chân thổ ấn phong bế, ý đồ của hắn có thể thấy rõ ràng. Cái gì, thập vạn chân thổ ấn? Tất cả mọi người đều hoảng sợ, đám người Ti Đình Ngữ toàn thân lạnh như băng. Dường như nghĩ tới chuyện gì đó, sắc mặt tái nhợt. Vi Thanh nói. Phụ thân, chúng ta làm sao bây giờ? Vi Vô Nhai khẽ nói. Làm sao bây giờ, tự nhiên là ngăn cản trận chém giết này rồi, miễn đúng tâm ý của hắn. Hắn tiện tay đánh ra một ấn quyết, hóa ra vô số phù văn mạn thiên phi vũ, sau đó một hóa hai, hai hóa ba, lại xuất hiện từng đạo bóng người, toàn thân màu vàng và mặc giáp. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu cả kinh. Những kim giáp kia chính là quỷ tu la, nhưng so với lúc ở thành Hồng Nguyệt thì chúng càng có sát khí cùng lệ khí mạnh hơn, dường như còn tốt hơn quỷ tu la trước đó không ít. Đặc biệt là cường độ thân thể, diệu pháp linh mục của hắn quét qua, có thể cảm giác được lực lượng cường hãn như tường đồng vách sắt đảo qua. Số lượng quỷ tu la không nhiều, chỉ có 49 người. Người khác có lẽ không biết, nhưng Lý Vân Tiêu và Huyền Hoa cùng những người đã trải qua trận chiến ở thành Hồng Nguyệt đều kinh hồn táng đảm. Vừa mừng vừa sợ, tất cả đều là tồn tại cửu giai đỉnh phong đấy. Hơn nữa so với cửu giai đỉnh phong bình thường thì mạnh hơn, bởi vì bọn họ không sợ chết, là máy móc giết người thuần túy. Nội tâm đám người Lý Vân Tiêu hoảng sợ, phụ tử Vi Thanh định thử nghiệm ở nơi này. Vi Vô Nhai nhìn qua tràng diện hỗn loạn phía dưới, lạnh nhạt nói. Đều dừng tay, nếu không bổn tọa sẽ không khách khí. Đám người hoang đều chú ý mật thiết hành động của hắn. Nhưng hoàn toàn không đặt lời của hắn nói trong lòng. Người yêu tộc quá nhiều, hao chiến hạm bị phế, tất cả mọi người tụ tập tới chiến hạm thứ ba, nhưng cũng chỉ có thể dung nạp hơn ngàn người, càng có nhiều yêu tộc đứng tại chỗ, dữ tợn nhìn qua, có người chết thì bổ sung vào. Võ giả nhân tộc chết như gà. Ti Đình Ngữ bị thương quá nặng, không ngừng thổ huyết,
ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, sau lưng có móng vuốt sắc bén quét qua một đám lớn huyết nhục, máu chảy ra như suối. Vi Vô Nhai nói, đã như vậy, giết đi. Hắn vung tay lên, kim quang chớp động, trong chớp mắt, 49 tên quỷ tu la liền biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện trên ba chiến hạm, đánh giết yêu tộc. Xùy, minh khí trong tay mỗi quỷ tu la không đồng nhất, vừa ra tay là tuyệt học, mỗi chiêu thi triển ra là tiêu diệt yêu tộc, tất cả còn lại là tay chân vụn vặt và huyết nhục mơ hồ. Lý Vân Tiêu cùng Huyền Hoa nhìn nhau, trong mắt vô cùng kinh hãi, những quỷ tu la này đúng là biến hóa hơn lúc ở thành Hồng Nguyệt, trở nên càng hung ác bưu hãn, mặc dù là tồn tại cùng giai cũng chém giết dễ dàng. Hơn nữa không ít binh khí chém lên người của chúng cũng chỉ quẹt làm bị thương da thịt, trong vết thương sinh ra kim quang sáng quắc, dường như khó có thể chém vào. Cái gì? Mấy người đứng đầu yêu tộc lập tức phát hiện không đúng, 49 tên quỷ tu la giống như cối xay thịt, những nơi đi qua đều là tay chân thịt nát còn sót lại, cơ hồ không người có thể địch. Không chỉ bọn họ giật mình, ngay cả nhân tộc bên này cũng há to mồm, cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Quỷ tu la tuy mới xuất hiện lần thứ hai, nhưng so với lần đầu tiên nó xuất hiện càng khủng bố hơn nhiều, làm cho người ta tâm kinh đảm hàn, hoàn toàn là máy móc chém giết a. Đám người thương cảm thấy tay chân rét lạnh, quát. Lui. Mấy ngàn tinh nhuệ yêu tộc chạy ra chung quanh, dùng ba chiến hạm làm trung tâm, tránh ra xa ngàn trượng. Chém giết thảm thiết yên tĩnh lại, trên bầu trời đầy huyết tinh, kim quang trên người quỷ tu la càng mạnh hơn trước đó, kích thích thị giác của người nhìn, không ít võ giả trọng thương nôn kịch liệt. Kỳ thật nhân tộc cũng không có thừa bao nhiêu người, đã chết tổn thương hầu như không còn, Ti Đình Ngữ cũng đứng không vững, lảo đảo vài bước. Đầu gối quỳ trên chiến hạm, hai tay chống thân thể, không ngừng phun máu. Tổn thương trên người của nàng nhìn qua mà giật mình, ngay cả cổ cũng bị chém một đao, xâm nhập hơn tấc, nhìn qua đã nổi da gà, sợ là nhìn không được. Phi Thanh bay tới bên cạnh nàng, cả kinh nói. Ti Đình Ngữ đại nhân, ta trụ thương cho ngươi. Ti Đình Ngữ quay xuống, mỗi khi hành động đều chảy nhiều máu tươi, sợ là sống không được bao lâu, nàng gian nan ngẩng đầu lên, rung giọng nói. Vô Nhai đại nhân, đây rốt cuộc, đã, xảy ra chuyện gì, xin ngài nói cho ta biết. Vì Vô Nhai nhìn qua nàng, trong mắt cũng không có xúc động, vẫn bình thản như nước, nói. Ti Đình Ngữ, ngươi không cần nói, chịu đựng, lặng lặng nhìn là được. Sắc mặt Thiên Chiếu Tử trắng bệch, mặt mũi đầy giận dữ, chỉ vào quỷ tu la lạnh giọng nói. Vì Vô Nhai, đây là những thứ gì? Vì Vô Nhai nói. Thứ cứu mạng ngươi. Thiên Chiếu Tử. Huyền Hoa nói. Mấy chục năm trước, Khâu Mục Kiệt bắt rất nhiều võ giả làm thí nghiệm, bị coi là tà ác, bị tất cả thuật luyện sư đuổi giết, không thể ngờ đứng đầu thánh vực như Vi Vô Nhai đại nhân lại làm ra chuyện này. Vi Vô Nhai cười nhạo nói. Nếu không có ta và quỷ tu la, chư vị hiện tại sợ rằng đã chết rồi. Còn mạng giảng đạo lý với ta hay sao? Thiên Chiếu Tử tức giận. Lão Phu hy vọng cứu mạng là lực lượng đường đường chính chính. Mà không phải những tà thuật này. Con của ngươi trước kia mang đám quái vật tới, so với đám này càng không chịu nổi. Vi Vô Nhai nhướng mày, sắc mặt âm trầm, nói. Đã như vậy, bổn tọa hiện tại rời đi, các ngươi tiếp tục chơi với yêu tộc đi. Hắn vẫy tay một cái, những quỷ tu la lập tức bay lên trời, chỉnh tề đứng sau lưng hắn, hiển nhiên muốn đi. Thương Ngô Khung khẩn trương, vội nói. Đại nhân không nên tức giận. Nếu Vi Vô Nhai vừa đi, nơi đây trừ Lệ Hoa chỉ cùng Khúc Hồng Nhan là cường giả còn thực lực đỉnh phong ra, sợ rằng không ai còn sống được cả. Vi Vô Nhai cũng không muốn thật sự rời đi, chỉ làm dáng mà thôi, lúc này mới tìm được bậc thang, nói. Nếu bổn tọa thật sự phải đi, cũng sẽ không hiện thân ở đây. Ta thân là một trong những người đứng đầu thánh vực, như vậy phải phụ trách với nhân tộc, phải phụ trách với thiên hạ, cũng không thể để tiểu nhân thực hiện được. Phi Thanh nhìn trời cao, lạnh lùng nói. Công Dương Chính Kỳ, nên xuất hiện đi. Đột nhiên bầu trời có phù văn bay quanh, từng đạo kim quang lập lòe hiện ra, lập tức chiếu sáng trời cao. Chân thổ ấn phù. Lý Vân Tiêu nhìn qua bầu trời, cảm giác không tốt hiện ra. Sắc mặt người thánh vực tái nhợt, dường như ý thức được cái gì đó. Mặc dù mấy ngàn yêu tộc cũng yên tĩnh nhìn qua. Nhưng mà sắc mặt đám thương trở nên khó coi. Trận chiến này dường như không có kết quả. Đột nhiên Mạch nói ra. Mặc dù không thể toàn diệt nhân tộc, cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất trận chiến ngày hôm nay,
vô số nhân tộc chết tổn thương, ít nhất trọng thương bọn chúng, sợ rằng trong mấy trăm năm cũng khó khôi phục. Về phần tranh giành số mệnh hai tộc, thời gian còn nhiều. Thương Âm Lãnh nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, hắn vô cùng lo lắng, có lẽ đều là chủ nhân thánh khí, càng cảm thấy vận mệnh an bài. Mạch nói, ngươi cũng phát hiện nội bộ bọn chúng cũng không phải kiên cố như sắt nha. Có lẽ không cần chúng ta động thủ lần nữa, nói không chừng sẽ tự sụp đổ đấy. Lúc này ấn phủ đầy trời tiêu tan, lập tức xuất hiện đại lượng chiến xa và võ giả, giống như thiên binh thiên tướng, oai phong hiện ra. Người thánh vực nhìn thấy đều trợn mắt há hốc mồm, những ấn ký trên chiến xa này, cùng với áo giáp của đám võ giả, đúng là thánh vực không thể nghi ngờ. Nhưng mà bọn họ chưa bao giờ gặp qua đám người này, mặc dù là Thương Ngô Khung cùng Ti Đình Ngữ cũng mờ mịt, mặc dù vô cùng giật mình nhưng đã tin lời của Vi Thanh. Vi Vô Nhai đại nhân, không thể ngờ ngài cũng ra khỏi thần đô. Giọng nói lãnh đạm vang lên, một bóng dáng áo bào xám xuất hiện trước mặt mọi người, sắc mặt khô gầy. Trong mắt không hề bận tâm, ánh mắt tỏa ra khí chất tang thương. Thiên Chiếu Tử cả kinh nói. Công Dương Chính Kỳ, lại thật là ngươi. Tất cả mọi người cảm thấy nội tâm lạnh như băng, thánh vực chấp chính giả, tất cả cục trưởng đều khó tin nhìn qua. Nam Phong Tuyền nhìn không được phun mấy ngụm máu tươi, nói. Chính Kỳ đại nhân, tất cả là bố cục của ngươi sao? Công Dương Chính Kỳ liếc nhìn nàng một cái, thở dài. Nam Phong Tuyền. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hai tộc tranh đấu với nhau cũng là thiên đạo cho phép, ta làm gì có sức mạnh to lớn như vậy? Nam Phong Tuyền tay phải che miệng, nhịn không được nước mắt rơi như mưa, nói. Bởi vì thập vạn chân thổ ấn phù, nếu ngươi không phong bế không gian, chúng ta đã sớm phá không rời đi, Hắc Phủ Hộ đại nhân cũng sẽ không chết. Công Dương Chính Kỳ nói. Chết sống có số, Hắc Phủ Hộ chết ta cũng rất khổ sở, chư vị nén bi thương. Ti Đình Ngữ miệng phun máu tươi, giận dữ hét. Công Dương Chính Kỳ, nén bi thương con em ngươi a. Giọng của nàng vô cùng thê lương, xẹt qua trời cao, cố sử dụng một đám chân khí, lại cầm lục giác lưu tinh tiêu đâm thẳng vào Công Dương Chính Kỳ. Tức giận hóa thành lực lượng, đó là bi thương và tức giận bị đồng bạn bán đứng. Phanh! Công Dương Chính Kỳ nhíu mày, vươn ra, một đạo phòng ngự trước người kéo dài, đem Ti Đình Ngữ đỡ được. Ti Đình Ngữ, ngươi tỉnh táo một ít. Tỉnh táo con em ngươi. Đã chết rất nhiều người, Hắc Phủ Hộ cũng chết, ngươi làm sao đối mặt với đồng bạn, làm sao đối mặt với người trong thiên hạ. Ti Đình Ngữ khóc lợi hại, huyết lệ chảy xuống, nức nở nói. Uổng phí chúng ta tín nhiệm ngươi như vậy. Công Dương Chính Kỳ thở dài một tiếng, nói. Trên đường thành cường giả, không được phép có nửa phần ngây thơ. Bành! Bàn tay của hắn đè xuống. Phòng ngự chấn động, Ti Đình Ngữ phun ra một ngụm máu tươi, thương thế trên người nổ tung. Lục giác lưu tinh tiêu rời tay bay đi, cô độc bay về phía chân trời. Ti Đình Ngữ, mấy tiếng hét thê lương vang lên, đều bi phẫn đến cực điểm, có Thiên Chiếu Tử, có Thương Ngô Khung. Công Dương Chính Kỳ cũng nhướng mày, trong mắt sinh ra vài phần rung động, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại, Nam Phong Tuyền cũng bay lên ôm lấy nàng, chậm rãi trở xuống chiến hạm, nâng nàng đưa vào trong buồng nhỏ. Nhưng đã không còn sinh cơ, máu tươi chảy đầy đất, thấm ướt xiêm y của nàng, Nam Phong Tuyền thấp giọng nức nở nghẹn ngào. Bành! Lục giác lưu tinh tiêu từ trên bầu trời rơi xuống, trực tiếp cắm cách đó không xa, linh khí mất hết, trở nên ảm đạm. Tình cảnh này, mọi tiếng nói đều biến mất vô cùng tịch mịch. Lý Vân Tiêu cũng một ngụm nộ khí xông chạy lên não, mắng. Công Dương Chính Kỳ, ngươi là lão thất phu, không thể ngờ có độc ác như vậy. Đột nhiên Công Dương Chính Kỳ quay đầu lại, lạnh như băng nhìn qua hắn, nói. Lý Vân Tiêu, người có Nguyệt Đồng Vô Song, chẳng lẽ không có nhìn ra sao? Giết Ti Đình Ngữ cũng không phải là ta, mà là chính cô ta a. Về phần nàng và Hắc Phủ Hộ chết, ta rất khổ sở. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Ti Đình Ngữ thật sự tự toái kinh mạch mà chết, nhưng đó là vì ngươi làm nàng đau thương mà chết, làm cho nàng triệt để tuyệt vọng. Hừ. Đã không phải ta giết chết, dựa vào tính toán sổ sách lên đầu của ta. Còn nữa, bản thân của nàng trọng thương, chỉ sợ cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Công Dương Chính Kỳ vừa giận dữ mắng mỏ, vừa tiện tay điểm qua. Ánh sáng xanh bay ra khỏi người Ti Đình Ngữ, trực tiếp bay vào trong tay của hắn, chính là Luân Hồi Đại Chuyển Bàn. Lý Vân Tiêu tức giận.
phải chăng có lực xoay chuyển trời đất hay không còn chưa tới phiên ngươi nói, nguyên nhân làm cho nàng chết chính là ngươi không nghi ngờ. Phong tỏa thông đạo, hại chết Hắc Phú Hộ, tự mình ra tay bức tử Ti Đình Ngữ, tội giết hại đồng tộc ngươi chạy thoát được sao? Rốt cuộc sắc mặt Công Dương Chính Kỳ thay đổi, nếu như tội danh bị chứng thực, vậy hắn sẽ ô danh thiên cổ, quát. Bổn tọa bố trí chân thổ ấn phủ chính là vì vây khốn yêu tộc, sau đó điều khiển đại quân đến tiêu diệt, dụng tâm lương khổ như vậy lại bị ngươi tạt nước bẩn, chẳng lẽ không phải muốn làm người thiên hạ lạnh lòng hay sao? Về phần Hắc Phú Hộ cùng Ti Đình Ngữ chết, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Hừ, tốt một câu hoàn toàn ngoài ý muốn. Thiên Chiếu Tử giận dữ, giờ phút này không thể không phát tác, cắn răng nói. Vậy giờ này khắc này, người muốn như nào? Lý Vân Tiêu cũng cười không thôi, lại không tranh luận. Cái gọi là người thắng làm vua, giờ phút này Công Dương Chính Kỳ và Vi Vô Nhai khống chế thế cục, chính mình có tức giận cũng không thể làm gì. Vi Vô Nhai cười nói. Đã nói hiên ngang lẫm liệt như vậy, có nên vỗ tay hay không? Hắn vỗ tay tán thưởng. Công Dương Chính Kỳ lạnh lùng nói. Vi Vô Nhai, ta kính trọng ngươi là tiền bối, nhưng không thể ngờ trong tay ngươi nắm giữ chiến lực như vậy, lại trốn trong âm thầm, mắt thấy vô số đồng tộc bị giết lại thờ ơ, thật sự khiến người ta thất vọng đau lòng. Vi Thanh Nộ cười nói. Ha ha, Công Dương Chính Kỳ, ngươi đang chê cười sao? Ngươi thống lĩnh lực lượng thánh vực, trước đại nghĩa thiên hạ lại trốn mà không xuất hiện. Ta khống chế lực lượng của mình, không có quan hệ tới thánh vực, ta xuất hiện hay không cũng không quan trọng. Công Dương Chính Kỳ cười lạnh nói. Lực lượng của chính mình, nếu không có tài nguyên thánh vực cung cấp, những quỷ tu la này có thể xuất hiện được sao? Về phần bổn tọa, tất nhiên là bố cục một mẻ hốt gọn yêu tộc, há do phụ tử các ngươi tùy ý phỏng đoán bậy bạ. Vi Thanh lạnh lùng nói. Tốt cho câu một mẻ hốt gọn, đã như vậy, ta an vị xem thần uy của đại nhân đấy. Công Dương Chính Kỳ nói. Những yêu tộc này bổn tọa tự nhiên sẽ đối phó. Nhưng phụ tử các ngươi thân là chấp chính giả của thánh vực, lại một mình dùng tài nguyên thánh vực bồi dưỡng lực lượng của mình, thực thích hợp sao? Vi Thanh cau mày nói. Ngươi lại nhải những lời này là muốn làm gì? Công Dương Chính Kỳ hai tay thả lỏng phía sau, chậm rãi nói ra. Giờ phút này hai tộc chiến sự căng thẳng, bổn tọa muốn điều động quỷ tu la. Điều động, ha ha, nằm mơ a. Vi Thanh giận quá thành cười, nói. Công Dương Chính Kỳ. Ngươi cũng là kẻ tâm tư cẩn thận, sao lại nói ra chuyện buồn cười như vậy? Công Dương Chính Kỳ lạnh lùng nói. Buồn cười đúng không? Nếu phụ tử các ngươi cảm thấy buồn cười, bổn tọa sẽ cân nhắc sẽ trừ nội loạn trước mới an bên ngoài. Sắc mặt phụ tử Vi Thanh lập tức đại biến, nhìn chằm chằm vào Công Dương Chính Kỳ. Vi Vô Nhai càng nhìn hắn một hồi, nói. Tốt, tốt, không hổ là nhân tuyển do Mộng lão nhân tuyển chọn năm đó, quả thật làm cho ta chấn động. Trước đại sự tranh giành số mệnh hai tộc, cho dù là ai cũng không dám làm ẩu, mà ngươi lại nội đấu, thật sự làm lão phu mở rộng tầm mắt. Công Dương Chính Kỳ nói. Thánh vực năm vị chấp chính tư, bình tĩnh mà xem xét, qua nhiều năm như vậy trừ ta, có ai quản chuyện thiên hạ. Hôm nay ta sẽ phụ trách với thiên hạ này. Bản thân ta là thánh vực chấp chính tư, làm sao cho phép lực lượng như quỷ tu la nằm ngoài khống chế. Vì Vô Nhai đại nhân. Các ngươi là muốn chống lại thánh vực, tự lập môn hộ sao? Trên việc này Vi Thanh tự giác đối lý, hừ lạnh nói. Mặc ngươi hoa ngôn xảo ngữ như thế nào, cũng mơ tưởng cái gọi là, điều động, nhưng ta có thể cam đoan, từ việc này, quỷ tu la có thể tham chiến giúp ngươi. Tham chiến, 49 tên quỷ tu la này trong mắt bổn tọa, uy hiếp thậm chí còn trên cả yêu tộc. Nếu không quy thuận, bổn tọa làm sao có tâm tư tham chiến? Ánh mắt Công Dương Chính Kỳ lạnh như băng, vung tay lên, võ giả kim giáp đầy trời, giẫm trên chiến xa lao tới, vây quanh đám người Vi Thanh. Sắc mặt Vi Vô Nhai phát lạnh, quát. Công Dương Chính Kỳ, người thật muốn nội đấu. Công Dương Chính Kỳ nói. Kính xin Vô Nhai đại nhân dùng đại cục làm trọng, 49 tên quỷ tu la bổn tọa tạm thời hợp nhất, sau đó lại thương nghị cũng không muộn. Ha ha, tạm thời hợp nhất, cút con mẹ của ngươi đi. Vi Vô Nhai lập tức nói tục, quát. Đã muốn chết, lão phu sẽ giết ngươi trước, ẩn lui mấy chục năm, xem ra thiên hạ đã không nhớ rõ tên của lão phu rồi. Sát khí trên người của hắn bạo phát, lập tức mây đen đầy trời, thiên buồn địa thảm, dị tượng lộn xộn.
49 tên quỷ tu la trong thời gian này thôn phệ không ít nguyên thạch, tổn thương trên người khôi phục, lực lượng đều ở đỉnh phong. Biến hóa này làm cho Công Dương Chính Kỳ và đám yêu tộc chung quanh vô cùng hoảng sợ. Có thể dựa vào thôn phệ nguyên thạch khôi phục lực lượng trong thời gian ngắn, đây hoàn toàn là binh khí giết chóc. Đám thủ hạ của Công Dương Chính Kỳ không ít người nhíu mày, nhưng mà trong nháy mắt, trên mặt sinh ra cao ngạo và khinh miệt, dường như không đặt đám quỷ tu la vào trong mắt. Phi Thanh nhìn chung quanh một vòng, nói. Những tử sĩ này do người bồi dưỡng ra sao? Ta từng chú ý dò xét nhưng không tìm được chút tin tức nào, người giữ bí mật đúng là tuyệt mật nha. Có sao? Công Dương Chính Kỳ nhàn nhạt nói ra. Còn không phải bị người phát giác được dấu vết để lại. Khâu Mục Kiệt nghiên cứu sinh ra lối tắt, kết hợp chung cực thể và tử thi chuyển sinh thuật, tăng thêm chiết xuất huyết dịch, luyện chế ra binh khí giết chóc, thật khiến cho người ta bội phục. Sắc mặt Phi Thanh đại biến, quát, câm miệng, ngươi nói bậy bạ gì đó. Những tà thuật còn lại hắn có thể thừa nhận, duy chỉ có cái kia tử thi chuyển sinh thật sự dùng không ít thi thể tiền bối thánh vực, việc này nếu truyền ra ngoài phiền toái lớn lắm. Ha ha, hai vị không muốn thừa nhận cũng được. Công Dương Chính Kỳ bộ dáng không sao cả, nói. Ta chỉ không đành lòng nhìn binh khí giết chóc hai vị dùng tâm huyết tạo ra bị hủy đi mà thôi, mặc dù là tà binh, chỉ cần sử dụng chính xác vẫn có thể làm việc chính đạo, cũng như tài quyết chi nhận. Vi Vô Nhai cười lạnh nói. Ha ha, tà binh, chính xác, là ai cho ngươi quyền lực lớn như vậy, ngươi có thể phân biệt chính tà sao? Ngươi có tư cách gì phân biệt chính tà? Công Dương Chính Kỳ lạnh nhạt nói. Đã như vậy, chỉ có thể người thắng làm vua. Hai mắt của hắn phát lạnh, một đạo tinh thần lực truyền ra, tất cả tử sĩ lập tức nhận lệnh, mạnh mẽ hét lớn một tiếng, liền dẫm lên chiến xa tiến lên. Những tử sĩ khí thế cũng không cường đại, nhưng mà lực trùng kích không ngừng tăng lên, có chút thậm chí thân thể sinh ra biến hóa có thể thấy được, khí thế cường đại không ngừng tăng lên. Cái gì, chuyện gì xảy ra? Phụ tử Vi Thanh đều cả kinh, lộ ra vẻ khiếp sợ. Lý Vân Tiêu càng chấn động mãnh liệt, thì triển diệu pháp linh mục quan sát, thân thể những tử sĩ xác thực phát sinh một loạt phản ứng, hơn nữa những biến hóa này hắn đã gặp qua. Lúc ở thành Hồng Nguyệt, hắn từng trên người võ giả tên là Văn Lâm, hắn tới từ thánh vực, lúc ấy chính mình siêu trí nhớ của hắn, lại bị lực lượng phong ấn ngăn lại. Sau đó Văn Lâm đào tẩu, thân thể sinh ra một loạt biến hóa tương tự như những tử sĩ này. Mà Văn Lâm yêu hóa thành yêu viên. Những tử sĩ này cũng phản ứng như vậy. Thiên Chiếu Tử chấn động tâm thần, cả kinh nói. Huyết mạch phản tổ. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Huyết mạch phản tổ, chẳng lẽ Công Dương Chính Kỳ có thể khống chế phản tổ? Thiên Chiếu Tử giống như không thể tin được, rung giọng nói. Bí mật huyết mạch, chuỗi gen, chẳng lẽ đều bị hắn phá giải? Cái này, điều này sao có thể? Lý Vân Tiêu lập tức hiểu được. Lúc trước Văn Lâm hóa thành yêu viên, hắn có cảm giác cái gì đó không đúng, thì ra không phải là yêu hóa bình thường, mà là huyết mạch phản tổ. Hắn truy hỏi, chẳng lẽ huyết mạch phản tổ và phá giải chuỗi gen có quan hệ sao? Khâu Mục Kiệt từng nói qua, nghiên cứu nhân thể thuật đạo có ba cửa ải khó khăn nhất, theo thứ tự là linh hồn, huyết mạch cùng chuỗi gen. Mặc dù là thiên tài như Khâu Mục Kiệt cũng dừng bước trước ba khó khăn này, chỉ có thể đạt được chung cực thể. Khó có thể tiến thêm một bước. Thiên Chiếu Tử cắn răng không nói, sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm vào những kim giáp tử sĩ và quỷ tu la. Thần đạo chi lộ đoạn tuyệt đã lâu, 10 vạn năm qua vô số cường giả vì trùng kích thần đạo, không thiếu các loại thiên tài, vắt hết óc nghĩ vô số biện pháp, cuối cùng dừng trước đạo khảm cuối cùng. Trước đạo khảm này lại sinh ra vô số đồ vật thiên kỳ bách quái, có chút lực lượng vô cùng cường đại, lại dùng mất đi thần trí và tiềm năng làm đại giá. Cơ hồ đồng đẳng với cái xác không hồn, được xưng là binh khí giết chóc. Những kim giáp tử sĩ và quỷ tu la chính là hai loại trong đó, vô cùng khủng bố. Thời điểm lực lượng kim giáp tử sĩ tăng lên tiếp cận với quỷ tu la, sắc mặt Vi Vô Nhai rốt cục biến hóa. Tốt, rất tốt, người được Mộng lão nhân tiến cử quả nhiên khó lường, Công Dương Chính Kỳ, lão phu nhìn lầm ngươi rồi. Lệ khí trên người Vi Vô Nhai không ngừng tăng lên, trực tiếp nhảy vào đăng phong tạo cực. Lại không có dấu hiệu dừng lại, không ngừng tăng lên cao hơn. Rất nhiều quỷ tu la ở gần e ngại khí thế đó, không tự giác được tản ra, trên gương mặt sinh ra thần thái sợ hãi. Vô số cường giả yêu tộc ở xa xa cảm nhận lực lượng này, sắc mặt biến thành khiếp sợ và khó coi.
đặc biệt là Mạch ba người, đều là cường giả đăng phong tạo cực cho nên đều cảm nhận được lực lượng cường đại từ vi vô nhai, dẫn động huyết dịch của bọn họ bành trướng. Sắc mặt Công Dương Chính Kỳ đại biến, thất thanh nói. Thần cảnh, cho dù là nhân tộc hay là yêu tộc, không có ai không vô cùng kinh hãi, bởi vì hai chữ này giống như ma chú tác động tâm thần mỗi người. Ha ha, thần cảnh sao? Vi vô nhai cười nhạo nói. Thần cảnh lại tính toán là cái gì? Lời này vô cùng cuồng vọng, lại vô cùng khí phách, chẳng khác gì cười nhạo anh hùng suốt 10 vạn năm qua. Tuy nội tâm Công Dương Chính Kỳ khiếp sợ, lại bình tĩnh như cũ, nói. Vô nhai đại nhân chê cười không buồn cười chút nào. Bởi vì lão phu nói chuyện cho tới bây giờ không phải chuyện cười. Khóe miệng Vi vô nhai cười mỉa mai, nói. Ngươi thân là thánh vực chấp chính tư, cũng biết trên thần cảnh còn có tầng thứ cao hơn không? Đột nhiên Cố Thanh Thanh cả kinh nói. Hư cực thần cảnh. Đám người Lý Vân Tiêu đều cả kinh, liếc nàng một cái. Sắc mắt Thiên Chiếu Tử cũng đột biến, lúc này cũng dò xét Cố Thanh Thanh vài lần. Người biết rõ thần đạo chi cảnh cực nhỏ, mặc dù là trong thánh vực cũng chỉ có vài người biết mà thôi. Công Dương Chính Kỳ vung tay lên, lập tức cho Kim Giáp Tử Sĩ dừng lại, yên lặng nghe hắn nói. Trên bầu trời yên tĩnh lại, tất cả mọi người lần đầu tiên nghe được bí mật như thế, tất cả đều kinh ngạc không thôi. Vi vô nhai nhìn qua Cố Thanh Thanh, trong mắt xẹt ra thần thái kinh hãi, rồi mới lên tiếng. Võ đạo tới hạn, cũng không phải là trung cực trong tu luyện. Mà chỉ là khởi đầu của thần đạo. Trên thần đạo có quy chân, trưởng thiên, hư cực tam cảnh. Chúng ta mặc dù không có thập phương quy tắc, không cách nào chính thức bước vào thập phương cảnh, nhưng lực lượng có thể di sơn đảo hải, thi triển ra lực lượng thần cảnh mới có, đó chính là sau võ đạo đỉnh phong, đột phá cực hạn đến siêu phàm nhập thánh. Cái gọi là siêu phàm nhập thánh, đó là thần đạo quy chân cảnh. Mà đăng phong tạo cực càng khó lường, 10 vạn năm qua cực kỳ hiếm thấy. Nếu lão phu không có suy đoán sai, những tiền bối lưu danh sử sách đều nằm ở cảnh giới này, ví dụ như năm đó Diệp Nam Thiên, Cố Thanh Thanh, chỉ sợ cũng dừng ở đăng phong tạo cực. Nhưng đăng phong tạo cực cũng chỉ đối ứng với thần đạo trưởng thiên cảnh, còn có hư cực cảnh mạnh hơn nữa. Trong mắt của hắn bắn ra thần thái cuồng nhiệt, hưng phấn nói. Chiến lực hư cực cảnh có thể phát huy ra lực lượng cực hạn. Mặc dù ngươi có nghịch thiên thế nào, cơ duyên ra sao? Không có thập phương quy tắc thì không có khả năng đột phá hư cực, nhưng mà lực lượng hư cực cảnh chính là vô địch trong phiến thiên địa này. Khí thế của Vi vô nhai dường như đã đạt tới đăng phong tạo cực đỉnh, trên mặt của hắn vặn vẹp, trong miệng gào rú, gân xanh nổi lên. Ầm ầm, trên bầu trời dường như có tiếng nổ nặng nề vang lên, giống như có đồ vật gì đó bị kéo đứt, tất cả mọi người đều giật mình. Lực lượng trên người Vi vô nhai đột nhiên bạo tăng. Lập tức đột phá đăng phong tạo cực, lực lượng mênh mông như biển hiện ra, rung động nhân tâm. Rốt cuộc sắc mặt Công Dương Chính Kỳ cũng thay đổi, bình tĩnh lúc trước biến mất không còn sót lại cái gì, cả kinh liên tiếp lui về phía sau. Lực lượng kinh khủng này bao phủ tâm thần của mọi người, giống như chứng kiến cường giả tuyệt thế ra đời, thần thái vô cùng phức tạp. Hư cực thần cảnh, Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy nhiệt huyết kích động, dưới uy áp lực lượng khủng khiếp của Vi vô nhai. Hắn cảm thấy nội tâm đang hò hét phải mạnh hơn nữa. Đột nhiên có hương thơm truyền tới, khúc hồng nhan dán lên người hắn, hai tay kéo tay hắn, thâm tình nhìn qua. Chỉ cần nhìn liền tâm hữu linh tê. Trên đường cường giả, kết bạn mà đi. Đồng thời Lý Vân Tiêu cũng bắt đầu lo lắng, dùng ân oán của mình và Vi Thanh, sợ rằng hắn không dễ dàng thả mình rời đi như vậy, đợi lát nữa phải tùy thời đào tẩu. Lệ Hoa Trì và Tuyết Thần Hề cũng nắm chặt tay nhau. Đều có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh của nhau. Vi vô nhai bộc phát ra lực lượng hư cực cảnh, lập tức áp bách Công Dương Chính Kỳ, cười lạnh nói. Cách ngồi đáy giếng, làm trò cười cho người trong nghề, người cho rằng có một ít binh khí giết chóc là có thể hoành hành thiên hạ sao? Sắc mặt Công Dương Chính Kỳ trắng bệch, lực lượng cường đại làm hắn run rẩy không thôi, không dám ngăn cản mũi nhọn, tiếp liền lui về phía sau. Thiên Chiếu Tử đột nhiên la lớn. Vi vô nhai. Đại sự làm trọng, không nên nội đấu. Vi vô nhai cười lạnh nói. Việc này là hắn khơi mào, nếu hắn không cho lão phu đáp án thỏa mãn, lão phu cũng chỉ có thể trừ ếch ngồi đáy giếng này trước, trừ loạn trong mới yên ngoài. Công Dương Chính Kỳ đổ mồ hôi lạnh chảy ròng, nằm mơ cũng không ngờ Vi vô nhai có thể trùng kích cảnh giới kinh khủng như thế, tu vị võ đạo có thể phát huy lực lượng lớn nhất,
sớm biết như thế cũng sẽ không bạo lộ bản thân mình quá sớm. Việc này ta thật sự thiếu cân nhắc, Vô Nhai đại nhân muốn như thế nào? Thời điểm này không thể không chịu thua, Công Dương Chính Kỳ cũng là kẻ có được giãn được. Vì Vô Nhai nói, đơn giản, thuận theo ta, giao bí pháp mở chuỗi gen ra đây. Đồng thời những binh khí giết chóc này ta vui lòng nhận lấy. Công Dương Chính Kỳ cảm thấy mê muội, phương pháp mở chuỗi gen và binh khí giết chóc đều là át chủ bài những năm qua hắn khổ tâm kinh doanh, nếu lấy ra toàn bộ, mình cũng thua thảm hại, rốt cuộc không cách nào thoát khỏi khống chế của phụ tử Vi Vô Nhai. Vô Nhai đại nhân không biết như vậy là quá phận sao? Công Dương Chính Kỳ chống lại nói. Quá phận. Vi Vô Nhai cười nhạo nói. Mới vừa rồi là ai còn muốn nhận binh khí giết chóc của lão phu đây? Công Dương Chính Kỳ xanh mặt, nói. Những kim giáp tử sĩ này có thể cho ngươi, nhưng phương pháp mở chuôi gen, thứ cho ta khó giao ra. Vi Vô Nhai cười lạnh nói. Ngươi có tư cách đàm phán với lão phu sao? Đã không thức thời vụ, vậy thì lão phu tự mình lấy. Sát ý bộc phát, lực lượng quy tắc ngưng tụ trong tay, lực lượng mênh mông tập trung bản thân Công Dương Chính Kỳ. Vào lúc định ra tay, đột nhiên Vi Vô Nhai biến sắc, động tác dừng lại, hắn kinh ngạc đứng trên trời cao. Tất cả mọi người nhìn ra được, dường như có người truyền âm nhập mật, sắc mặt của hắn không ngừng biến hóa. Đám người thiên chiếu tử kinh hãi, dưới thần thức của bọn họ lại có người ẩn độn hư không không bị phát giác, trừ thực lực bản thân cao tuyệt ra, tất nhiên là bằng vào huyền khí cường đại. Sắc mặt Vi Vô Nhai càng ngày càng khó coi, rốt cục dường như làm quyết định gì, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Lực lượng trên người không ngừng giảm xuống, từ hư cực thần cảnh giảm xuống còn đăng phong tạo cực, lại trở lại siêu phàm nhập thánh, dừng ở siêu phàm nhập thánh. Lần này tạm buông tha ngươi. Vi Vô Nhai lạnh lùng nói ra, dường như có chút không cam lòng. Công Dương Chính Kỳ thở ra một hơi, vội nói. Đối phó yêu tộc mới là chính sự, có lực lượng vô địch của Vô Nhai đại nhân, trận chiến này không lo. Vi Vô Nhai thả lỏng hai tay, lạnh lùng nói. Ngươi mới là thánh vực chấp chính tư, trận chiến này sẽ do ngươi đánh, lão phu đứng ở bên cạnh quan sát. Tuy Công Dương Chính Kỳ phiền muộn, nhưng cũng không dám bất mãn, nói. Vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Vung tay lên, kim giáp tử sĩ lập tức thay đổi đầu thương, toàn bộ lao thẳng về phía đại quân yêu tộc. Công Dương Chính Kỳ nhìn qua mấy người trên chiến hạm, cơ bản đều là trọng thương, người có thể chiến đấu giải rác không còn bao nhiêu, hắn nói. Thiên Cầm đại nhân, Hồng Nhan cung chủ, kính xin giúp ta. Lệ Hoa Trì mỉm cười, nói. Tại hạ bị thương tại thân, thực sự hành động bất tiện, đại nhân nên tự giải quyết đi. Thân thể Tuyết Thần Hề khẽ nhúc nhích, dường như muốn nói cái gì, nhưng lại nhịn xuống. Khúc Hồng Nhan cũng nói ra. Ta cũng như thế, bổn cung tin tưởng thực lực đại nhân. Trải qua chuyện vừa rồi, ai cũng bất mãn với Công Dương Chính Kỳ, căn bản chẳng muốn xuất thủ tương trợ. Ngay cả đám cục trưởng thánh vực cũng quay đầu đi, bắt đầu điều tức chữa thương. Công Dương Chính Kỳ cảm thấy tức giận trong lòng, rồi lại không tiện phát tác, đành phải nói. Tốt. Vậy bổn tọa xuất chiến trước, nếu không thể địch lại, kính xin Vô Nhai đại nhân cùng chư vị ra tay. Mấy trăm kim giáp tử sĩ phóng thẳng tới trước. Những tử sĩ đều có linh trí của mình, còn tốt hơn quỷ tu nhiều, nhưng thực lực lại không bằng quỷ tu la, nhưng cũng là binh khí giết chóc rất mạnh. Tâm tình người yêu tộc biến hóa cực lớn, đặc biệt là vì Vô Nhai thể hiện ra lực lượng hư cực thần cảnh, chiến ý không còn. Không rõ thực lực đám tử sĩ kim giáp như thế nào. Chỉ 49 tên quỷ tu la của Vi Vô Nhai cũng không phải bọn họ có thể địch lại. Hoang trầm giọng quát. Đều đứng lại. Những kim giáp tử sĩ làm sao nghe lời hắn, tất cả đều giễu cợt, tiếp tục tiến lên phía trước, trên mặt mỗi người đều hưng phấn và khát vọng chém giết. Hoang tiếp tục nói. Trận chiến này tiếp tục đã không có ý nghĩa, không bằng như vậy thôi, mọi người nắm tay giảng hòa. Công Dương Chính Kỳ nhướng mày, lập tức nhìn kim giáp tử sĩ. Lạnh lùng nói. Nắm tay giảng hòa, các ngươi giết bao nhiêu người tộc ta, hiện tại không địch lại thì muốn bắt tay giảng hòa. Hoang tức giận. Dường như các ngươi cũng giết tộc ta mà, huống hồ việc này chính là các ngươi khơi mào trước. Công Dương Chính Kỳ cười lạnh nói. Mặc kệ trước kia là như thế nào, hiện tại tộc của ta khống chế thế cục, tất thắng không thể nghi ngờ, vì sao phải giảng hòa với các ngươi. Tuy hắn đang cười lạnh, dường như muốn chiến đến cùng.
nhưng mà vẫn cho kim giáp tử sĩ dừng bước, trên thực tế cũng không muốn đánh. Dù sao đại quân yêu tộc vẫn còn, những kim giáp tử sĩ này hắn vất vả bồi dưỡng ra được, nếu thật tử chiến đến cùng, sợ là toàn bộ khó bảo toàn. Trừ phi vì vô nhai cho quỷ tu la đi lên liều, hắn sẽ vui vẻ nhìn. Hoang hừ lạnh nói, tất thắng không thể nghi ngờ, lời này nói quá lớn rồi, đại quân tộc ta hơn các ngươi đâu chỉ gấp 10 lần, các ngươi lấy cái gì tất thắng. Nếu chém giết đến cùng, cuối cùng vẫn là lưỡng bại câu thương, lại có ý nghĩa gì? Mọi thứ cũng có thể bàn, không nhất định phải giết ngươi chết ta sống. Vi Thanh tức giận cười nói, ta nhổ vào, trước đó các ngươi giết tộc nhân của ta cao hứng như vậy, vì sao không thấy ngươi nói như thế đi? Võ giả đứng trên ba chiến hạm oán khí trùng thiên, tất cả đều có bộ dáng ngươi sống ta chết, hiển nhiên không chịu giảng hòa. Thương nói, trước là nhất thời, sau là nhất thời, trên đời không có chuyện gì đã hình thành thì không thay đổi, thuận theo xu thế mới là cử chỉ sáng suốt. Trước kia các ngươi thế yếu, chúng ta tự nhiên phải thừa dịp thắng truy kích, tận khả năng tiêu diệt. Hiện tại còn muốn hốt gọn các ngươi chỉ là trả giá quá lớn mà thôi, không thể không châm trước. Những chuyện này tất cả mọi người hiểu rõ, làm gì giả bộ hồ đồ chứ? Vi Thanh cười lạnh nói. Đã hiểu rõ, vậy bổn tọa cũng cứ việc nói thẳng, chuyện này không có khả năng tính toán như vậy. Cho dù hủy đi một đám binh khí giết chóc cũng phải trừ mối họa vạn năm. Sông Dương đại nhân, còn chờ cái gì? Trong nội tâm Công Dương Chính Kỳ tức giận mắng không thôi, là kim giáp tử sĩ của mình xông lên trước, hắn tự nhiên không đau lòng. Nhưng khiếp sợ thực lực Vi Vô Nhai, chỉ có thể kiên trì, quát. Sát! Mấy trăm kim giáp tử sĩ khu động chiến xa, sát ý trùng thiên phóng thẳng vào đại quan yêu tộc. Đám người Thương vừa sợ vừa giận, trong mắt Hoang bắn ra một tia hàn quang, quát. Các ngươi đã muốn lưỡng bại câu thương, bổn hoàng há có chuyện khiếp nhược, nghênh chiến. Chống trận phần phật, chống trận lôi động. Đại quân yêu tộc cũng hô giết, tiếng chống làm nhiệt huyết sôi trào, trùng kích tới trước. Xông thẳng vào giám kim giáp tử sĩ, ra sức chém giết. Tuy nói bọn họ người đông thế mạnh, nhưng thực lực đơn chiến biến hóa cực lớn, nhanh chóng tử thương thật lớn. Đám kim giáp tử sĩ như phát cuồng, càng giết càng mạnh mẽ, cũng không phân rõ ai là người ai là yêu. Có một gã tử sĩ trực tiếp bị lợi kiếm đâm vào ánh mắt, xuyên qua sau đầu vẫn cười như điên, hắn cầm kiếm chém đối phương thành hai nửa mới chịu chết đi. Tràng diện như vây không ngừng xảy ra. Mặc dù là nhân tộc đứng trên chiến xa quan sát đều sởn hết cả gai ốc, đám yêu tộc trong vòng chiến càng sụp đổ. Cố Thanh Thanh vẫn cau mày, đột nhiên nói ra. Những binh khí giết chóc này nếu sản xuất đại quy mô, cơ hồ có thể ứng phó bất cứ nguy cơ nào. Lý Vân Tiêu nghe nàng nói liền giật mình, cả kinh nói. Sản xuất lượng lớn, ngươi cho là gà mái đẻ trứng. Ta mặc dù không biết quá trình trong đó, nhưng mỗi một binh khí giết chóc này sinh ra rất khó khăn. Mặc dù là dựa tài nguyên thánh vực, những kim giáp tử sĩ và quỷ tu la này chính là số lượng cực hạn rồi. Cố Thanh Thanh lắc đầu nói. Ngươi có thể chớ xem thường tài nguyên của thiên võ giới. Lý Vân Tiêu nói. Mặc dù vật tư tài nguyên dồi dào, người thì sao? Đi đâu tìm nhiều võ giả cải tạo như vậy, ai lại nguyện ý chính mình bị cải tạo? Cố Thanh Thanh trầm mặc không nói, dường như có tâm tư. Hoang thật sự nhìn không được. Cắn răng nói. Hai vị theo ta ra tay, xé nát đám tử sĩ này. Giờ phút này trên chiến trường có thể vững vàng ngăn chặn đám kim giáp tử sĩ, cũng chỉ có siêu phàm nhập thánh và cường giả cửu tinh đỉnh phong. Mạch cùng Thương đều gật đầu, giờ phút này nguy cơ đã ở ngay trước mắt, Hoàng ít nhất vẫn có thân phận yêu Hoàng, bọn họ cũng không nên ngỗ nghịch hắn, huynh đệ huyết nhau chỉ làm người ngoài cười mà thôi. Ba nhảy vào trong vòng chiến, lửa giận ngập trời. Lập tức xé nát ba tên kim giáp tử sĩ. Trong đó mạch sát thương lớn nhất, Cốt Lân Song Nhận giơ tay chém xuống là giết một tên kim giáp tử sĩ, lập tức dẫn tới toàn trường hoan hô. Sắc mặt Công Dương Chính Kỳ âm trầm, nhìn qua mọi người, nói. Có ba gã đăng phong tạo cực yêu tộc quá mạnh mẽ, mong rằng các vị đại nhân có thể ra tay kiềm chế. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Công Dương đại nhân cho tới nay thâm tàng bất lộ. Chúng ta đang muốn nhìn thân thủ của đại nhân đấy. Huyền Hoa nói. Đúng đúng đúng, nói vô cùng tốt. Thiên Chiếu Tử muốn nói lại thôi, hắn cảm thấy dường như có chút không ổn, nếu như kim giáp tử sĩ bị giết sạch, vậy thì không ổn. Nhưng hiển nhiên Công Dương Chính Kỳ đã chọc nhiều người tức giận,
nếu không có đến lúc bất đắc dĩ, hơn phân nửa không có người chịu ra tay. Hơn nữa hiện tại có thể chống lại ba gã yêu tộc chỉ có Khúc Hồng Nhan, Lệ Hoa chỉ cùng với Vi Vô Nhai. Khúc Hồng Nhan hơn phân nửa dùng Lý Vân Tiêu làm chủ, Lệ Hoa Trì và Vi Thi Thi hai người liên thủ uy lực cực lớn, nhưng dường như không màng thế sự, sợ là rất khó ra tay, chỉ còn thừa lại Vi Vô Nhai. Công Dương Chính Kỳ cũng hiểu tình thế, xoay người nói. Vô Nhai đại nhân, Vi Vô Nhai nói, ba tên đăng phong tạo cực có chút phiền phức, ta cho ngươi mượn 18 tên quỷ tu la ngăn chặn bọn họ. Lập tức có 18 đạo hào quang từ phía sau bay tới. Đúng là quỷ tu la, lập tứ nhảy vào chiến trường, bay thẳng vào đám yêu tộc. Nội tâm Công Dương Chính Kỳ kêu rên một tiếng, vốn muốn cho Vi Vô Nhai tự mình ra tay, mặc dù hắn là cái gì hư cực thần cảnh, bị ba gã đăng phong tạo cực vây công, hơn phân nửa không chiếm được chỗ tốt, đánh lưỡng bại câu thương càng tốt. Nhưng không thể ngờ hắn không có ra tay, chỉ phái một ít quỷ tu la ra trận, nhưng mà chuyện này cũng được. Mỗi 6 tên quỷ tu la cuốn lấy một người. Ngăn cản yêu tộc tàn sát kim giáp tử sĩ. Hoàng ba người đều giật mình, quỷ tu la sát thương còn trên cả kim giáp tử sĩ, hơn nữa lực phòng ngự còn hơn xa kim giáp võ sĩ. Mạch quay lại đánh một đao, trực tiếp bổ vào một gã quỷ tu la, trực tiếp cắt vào chỗ bảy tấc, từ vai chém xuống ngực, vẫn không chém đứt. Quỷ tu la nổi giận gầm lên một tiếng, loại trạng thái này không chỉ không chết, ngay cả chiến lực cũng không giảm, năm ngón tay bắn ra hào quang sắc bén. Còn lại 5 tên quỷ tu la cũng một tấc không rời, đang lao thẳng tới phía trước, hoàn toàn là đấu pháp liều mạng, đầu, hàm răng, thân thể, không có chỗ nào mà không phải là binh khí. Hừ, không có chỉ số thông minh, chỉ có giết chóc, có thể dùng làm gì. Mạch mặc dù kinh sợ, cũng không bối rối, bành một tiếng nổ tung thành huyết vụ, thoáng cái độn ra xa, cốt lân song nhận bắn ra phù văn màu bạc tạo thành long uy tỏa tinh không trận. Thiên Chiếu Tử và Vi Vô Nhai giật mình. Trong mắt bắn ra tinh mang, dường như nhận ra lai lịch phù văn màu bạc. Mạch quát một tiếng, nói. Chết! Cốt ngọc đao chém xuống, miệng vết thương quỷ tu la bị chém rách, chém thành hai nửa. Chết! Lại quát một tiếng, cốt ngọc đao chém vào một tên quỷ tu la, trực tiếp chém vào cổ của nó, một đầu lâu bay lên, máu đen tung tóe. Rốt cuộc phụ tử Vi Thanh động dung, mỗi quỷ tu la đều không dễ tạo ra, cho dù chết một tên bọn họ cũng đau lòng. Dừng tay cho lão tử. Vi Vô Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức bay lên, giẫm nát long uy tỏa tinh không trận, một tay bổ xuống. Mạch đang chuẩn bị chém xuống một quỷ tu la khác, cốt ngọc đao quét ngang, Vi Vô Nhai xuất hiện trên không, trưởng lực chụp xuống, đẩy lùi đối thủ. Mạch múa song đao hoành trước người, cảnh giác nhìn chằm chằm vào đối phương. Vi Vô Nhai trước đó bạo phát khí thế, mặc dù là hắn cũng cực kỳ sợ hãi, đồng thời nội tâm ảo não. Nếu như huyết thần châu bị chính mình đạt được thôn phệ thì giờ phút này đã có cảnh giới ngang nhau. Bàn tay Vi Vô Nhai bắn ra mấy đạo kình khí, đánh tan trói buộc trên người quỷ tu la. 4 gã quỷ tu la lập tức gầm thét bổ nhào qua. Mạch cười lạnh một tiếng, nói. Không có chỉ số thông minh cũng chỉ là binh khí mà thôi. Hắn chém bay đám quỷ tu la ra ngoài. Trong lòng Vi Vô Nhai giật mình, binh khí cổ quái này còn không biết là vật gì. Binh khí bình thường khó tạo thành tổn thương cho quỷ tu la. Tâm niệm vừa động, liền sinh ra sát tâm, mặc dù không thể đánh chết mạch, cũng phải phá hủy cốt lân song nhận. Phanh! Hắn dậm chân một cái, dẫm nát vô số phù văn màu bạc, sau đó lăng không một chảo, vạn đạo quang mang hội tụ vào bàn tay. Khí thế của hắn không ngừng tăng lên, trực tiếp nhảy vào hư cực thần cảnh, sau đó ngưng tụ tài quyết chi nhận vào trong tay. Chảm! Quát to một tiếng. Lệ khí mênh mông chém thẳng xuống. Mạch hoảng hốt, vội vàng vung vẩy song đao, trong mơ hồ có long hiện ra, kết thành phòng ngự trước người hắn. Bành, bành. Trên song đao có âm thanh lắc lư vang lên, đây là chuyện chưa từng có. Tràng cảnh tu la địa ngục nổ tung trên người mạch, nổ thành rất nhiều huyết vụ, xiềng xích không ngừng quấn quanh người hắn, chống lại lực lượng kinh khủng kia. Đồng tử Vi Vô Nhai đột nhiên co lại, cũng cảm thấy hoảng sợ, quát. Vẫn không chết. Hắn nâng đao lên, thân thể tiến tới phía trước, tài quyết chi nhận trực tiếp hóa thành thực thể chém xuống, muốn triệt để lấy mạng của mạch. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn qua cảnh này. Trong lòng mạch cũng đầy sợ hãi, chưa bao giờ có cảm giác tử vong gần như thế. Từ khi ra đời đến nay, lần đầu tiên hắn có cảm giác này.
Chết! Không được! Hắn hét lớn một tiếng, song đao hợp lại trước người, xiềng xích bao phủ toàn thân. Long vực tản ra, không chỉ có như thế, song đao thôi phát lực lượng tới mức tận cùng, bên trong có tiếng long ngâm vang vọng. Trên thân đao có một đầu thanh long hiện ra, nó đang ngủ đông, ẩn vào trong hư không và không ngừng gào thét. Ầm ầm, cảnh tượng tu la địa ngục nứt vỡ, long uy minh mông cuồn cuộn, chấn nhiếp khắp nơi. Lúc này thân thể mọi người run rẩy trước long uy, giống như run rẩy từ sâu trong linh hồn, lại nhịn không được muốn quỳ xuống. Vì vô nhai hoảng hốt, lực lượng của long này xua tan tài quyết chi nhận trảm kích, hơn nữa còn đánh hắn bay ra xa mấy trăm trượng mới dừng lại. Đao trong tay của hắn cũng dần dần mơ hồ, dường như không thể ngưng hình. Làm sao có thể, đó rốt cuộc là lực lượng gì, cốt đao này là cái gì tạo thành? Vì vô nhai cũng hoảng hốt, mặc dù hắn có thực lực hư cực thần cảnh, ở trước mặt thanh long vẫn phải run rẩy, không ngừng lui ra phía sau mới xua tán cảm giác sợ hãi này. Sa Vưu vốn là hậu duệ của rồng lúc này quỳ rạp dưới đất, người run cầm cập thật lâu. Lý Vân Tiêu hết hồn vỗ vai Sa Vưu. Lực lượng thần dịch dọc theo bàn tay hắn chạy khắp người Sa Vưu xua tan nỗi kinh sợ giúp đỡ gã. Có khoa trương vậy sao? Uy, uy nhiếp chí cao. Sa Vưu run lẩy bẩy ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh hoàng. Là uy nhiếp chí cao của chân long đại nhân, cốt lân song nhẫn này, chế tạo bằng thân thần của chân long đại nhân. Câu nói như sấm sét vụt qua không gian, mọi người bị chấn người run cầm cập, vẻ mặt kinh hoàng sợ hãi. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Tàn hài của chân long. Sao, sao có thể? Nhưng Lý Vân Tiêu nghĩ đến ở Long Nha Sơn Trang có chiếc nanh rồng bị Ngô Đại Thành lấy đi, sửng sốt. Lý Vân Tiêu thì thào. Chẳng lẽ là thật? Tồn tại khiến Sa Vưu sợ hãi thế này, Thủy Long Đông Hải ngày xưa cũng không có uy nhiếp đến vậy. Có thể ở trên Thủy Long thì chỉ còn đứng đầu vạn linh, tụ tập tinh hoa linh khí thiên địa sinh ra, gần như là quy tắc ngưng tụ. Thượng cổ chân long. Lý Vân Tiêu liếm môi, đôi mắt sáng rực. Tàn hài chân long sao? Chậc chậc. Mạch cũng hết hồn, gã chỉ biết cốt lân song nhẫn là chí bảo truyền thừa của tộc Thương Yêu, không ngờ lai lịch lớn như vậy. Long mạch vừa mừng vừa sợ. Mừng vì báu vật như vậy có không gian phát huy rất lớn. Mạch chưa bao giờ biết đòn công kích tiếng gầm vừa rồi, nếu không đối phương sự sống chết e rằng cả đời gã cũng khó biết được. Kinh vì công kích vừa rồi tiêu hao sạch lực lượng của mạch. Đối phương là tồn tại vượt qua gã, đạt tới cảnh giới siêu mạnh dưới vòm trời này, hư cực thần cảnh. Nghĩ đến đây mạch vội bay ngược về trốn hướng đại quân yêu tộc. Có thể trốn thoát khỏi tay vì vô nhai đã là siêu may mắn, mạch đâu dám tái chiến. Còn lại bốn quỷ tu la tuy bị dư âm hai người đối chiêu làm bị thương nhưng như không hề cảm nhận được, đột nhiên đuổi theo mạch. Vì vô nhai đứng cách trăm trượng lạnh lùng nhìn. Khí thế rớt về siêu phàm nhập thánh. Cố Thanh Thanh lên tiếng. Quả nhiên là vậy. Lý Vân Tiêu nhíu mày hỏi. Nàng muốn nói gì, có gì cứ nói thẳng ra đi, đừng có đột nhiên la lên như vậy. Cố Thanh Thanh liếc Lý Vân Tiêu, lại quét mắt khúc hồng nhan, trong mắt lộ khen ngợi tặc lưỡi nói. Quả nhiên là trai tài gái sắc, nhan sắc của hồng nhan làm bản cô nương vừa yêu vừa hận. Khúc hồng nhan cười cười, không khiêm tốn khom người nói. Tiền bối quá khen. Tiền bối. Cố Thanh Thanh cười nói. Ngươi nên gọi ta là Thái Thượng Sư Tổ mới đúng. Khúc Hồng Nhan nói. Chờ khi tiền bối trả lại thân hình vân thường rồi ta mới nhận Thái Thượng Sư Tổ. Hai người đối thoại làm đám người xung quanh ngạc nhiên, ránh gái Cố Thanh Thanh. Thái Thượng Sư Tổ của cung chủ thần Tiêu Cung, thân phận này hơi bị khủng, hơn xa Thiên Chiếu Tử. Thiên Chiếu Tử ngây người hỏi. Ngươi là... Cố Thanh Thanh mỉm cười nói. Bạc mệnh nên đừng truy cứu làm gì. Ta xem vì vô nhai kia đúng như ta dự đoán, không thể giữ trạng thái hư cực thần cảnh quá lâu. Mọi người lòng rung động vẽn tia lắng nghe. Vi Thanh hoảng loạn, sợ hãi mắng. Tiện nhân, ngươi nói bậy cái gì? Cố Thanh Thanh cười hỏi. Như thế nào, còn không cho phép bản cô nương nói. Vậy bản cô nương càng muốn nói. Hư cực chính là cảnh giới thần đạo thứ ba. Mới rồi vì vô nhai quá tự phụ, tưởng mình là người số một trong 10 vạn năm qua, lớn nhất vòm trời này. Dù là Diệp Nam Thiên hay bản cô nương ngày xưa đều từng bước vào cảnh giới này nhưng bị quy tắc ức chế, không ở lại lâu được. Diệp Nam Thiên cực kỳ cường đại nhưng chỉ có thể kéo dài khoảng 3 canh giờ.
bản cô nương tuy bất tài nhưng cũng có thể kiên trì hơn nửa canh giờ. Nếu bản cô nương không nhìn lầm thì Vi Vô Nhai tối đa kéo được một nén nhang. Lời vừa thốt ra làm mọi người hết sức giật mình. Không chỉ vì tin tức lộ ra trong câu nói, bọn họ còn giật mình vì thân phận của Cố Thanh Thanh. Cố Thanh Thanh từng bước vào hư cực thần cảnh, còn là thái thượng sư tổ của cung chủ Thần Tiêu Cung. Đám người Thiên Chiếu Tử hoảng hốt nghĩ đến một cái tên, Lạc Giọng. Ngươi là... Cố Thanh Thanh phất tay ngắt ngang. Dù ngươi đoán bản cô nương là ai thì lúc này bản cô nương sẽ không thừa nhận. Thiên Chiếu Tử giật mình qua đi vội khom người bái. Kính chào tiền bối. Tất cả vũ giả nhân tộc lòng thầm nổi lên khác lạ. Thân phận Thiên Chiếu Tử đã là đỉnh cao nhất trong nhân tộc, hầu như không ai vượt qua được. Hiện tại tiểu cô nương này thành tiền bối của lão. Nhưng mọi người không dám lỗ lãng, vội hành lễ theo. Trừ Lý Vân Tiêu, Bắc Quyến Nam, và cả Sa Vưu gia tất cả đều vô cùng cung kính. Lý Vân Tiêu thậm chí đánh nhau với Cố Thanh Thanh nên không có kính ý gì. Sa Vưu bị tiếng chân long gầm đến bây giờ còn nằm sấp dưới đất không lấy lại tinh thần, mà dù có tỉnh táo lại cũng chẳng thèm quan tâm Cố Thanh Thanh. Bắc Quyến Nam vẻ mặt bình tĩnh, luôn bình tĩnh trị thương. Tính bối phận thì lúc Bắc Quyến Nam tung hoành thiên hạ 18 đời gia gia của Cố Thanh Thanh chưa biết đã sinh ra chưa. Vi Thanh hết sức kinh sợ, lờ mờ đoán được thân phận của Cố Thanh Thanh, giật mình há hốc mồm. Cố Thanh Thanh nói, thật ra Vi Vô Nhai đã rất mạnh, thực lực hư cực thần cảnh dù ở trong 10 vạn năm trước cũng xem như nổi bật. Khúc Hồng Nhan hỏi, nếu vậy thì đã là vô địch thiên hạ, vậy là không tiến bộ được nữa. Cố Thanh Thanh lắc đầu, nói, lời Vi Vô Nhai nói chưa đúng lắm, hiện tại dưới quy tắc thiên đạo. Hư cực cảnh còn có tầng khác không thì không thể khảo chứng, tức là trước không có ai thử qua, có thật sự là điểm cuối của đạo này không chẳng ai biết. Dù vậy thần cảnh vẫn là truy cầu cả đời, vì khi bước vào thần cảnh nghĩa là tuổi thọ tăng nhiều, có thể sống trên ngàn năm. Trên ngàn năm, lòng mọi người nóng lên, ai không muốn sống lâu. Dù là cường giả đăng phong tạo cực chưa nghe nói có ai tuổi thọ hơn 500, đa số chỉ chừng 300 tuổi. Đối với bọn họ sống thêm ngàn năm không có nghĩa là hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp mà thêm thời gian tiếp tục truy cầu thiên đạo. Cố Thanh Thanh tiếp tục bảo. Hơn nữa trên thần cảnh mỗi tiến lên một bước sẽ tăng nhiều tuổi thọ. Tục truyền người đến điểm cuối thần cảnh sẽ trường sinh bất tử, cùng thọ với thiên địa. Mọi người chìm trong ước mơ tốt đẹp đó. Bắc Quyến Nam chợt mở mắt ra. Điểm cuối thần đạo, ha ha. Cố Thanh Thanh đang hưởng thụ ánh mắt tôn sùng của mọi người thì bị Bắc Quyến Nam ha ha chọc giận. Xác thối nhà ngươi cười cái gì? Hiện tại Bắc Quyến Nam đã phục hồi khuôn mặt đẹp trai, nhưng bản thể xác mục giữa đã bị Cố Thanh Thanh nhìn thấy. Bắc Quyến Nam nói. Không có gì. Bắc Quyến Nam tiếp tục nhắm mắt lại, không muốn nói nhiều với Cố Thanh Thanh. Cố Thanh Thanh tức giận dậm chân, tiến lên đẩy người Bắc Quyến Nam mãi không tha. Bắc Quyến Nam bất đắc dĩ đành nói. Thần đạo không có điểm cuối, hoặc vì từ xưa đến nay chưa ai đi tới điểm cuối được. Bắc Quyến Nam ngừng một lúc, nhẹ lắc đầu. Không biết vị tiền bối kia có bước chân vào điểm cuối được không, phía sau điểm cuối sẽ là cảnh tượng gì? Cố Thanh Thanh sửng sốt, ánh mắt kỳ dị nhìn Bắc Quyến Nam, xem xét gã thật kỹ. Cố Thanh Thanh nói chuyện oai phong vì có tư cách đó, sao xác thối này nói chuyện còn lớn lối hơn cả nàng. Lý Vân Tiêu giơ ngón cái lên cười gian nói. Giả bộ oai phong cỡ này xứng 10 điểm. Lý Vân Tiêu biết không phải Bắc Quyến Nam giả bộ oai phong, hắn rất tò mò gã nhắc tới tiền bối là ai. Cố Thanh Thanh lạnh lùng nói. Nói mạnh miệng không sợ người ta cười rụng răng, ngươi nói xem tiền bối không biết có vào điểm cuối thần đạo hay không là ai. Bắc Quyến Nam ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng bảo. Ma Kha đại nhân. Cố Thanh Thanh hoàn toàn biến sắc mặt, Thiên Chiếu Tử, Lý Vân Tiêu bị rung động tâm hồn mãnh liệt. Bọn họ đều nghe cái tên Ma Kha cổ thần. Cố Thanh Thanh cười to bảo. Ta cứ tưởng ngươi nói đến ai, thì ra lấy Ma Kha cổ thần ra lừa bịp, hừ. Cố Thanh Thanh không thèm để bụng. Lý Vân Tiêu thì lòng dao động, dường như Bắc Quyến Nam hiểu biết Ma Kha cổ thần khá nhiều, chờ xong việc phải hỏi thăm mới được. Mọi người chuyển ánh mắt về lại chiến trường. Cố Thanh Thanh nói đúng, sau khi Vi Vô Nhai quay về cảnh giới siêu phàm nhập thánh thì đứng im không nhúc nhích. Chỉ lạnh lùng nhìn mạch núp sau đám đông. Bốn quỷ tu la truy kích qua bị nhiều cường giả yêu tộc ngăn lại, chém giết thảm liệt.
12 quỷ tu la truy sát Thương và Hoang cũng rơi vào khó khăn. Thương trực tiếp thi triển ra phong thiên ấn ức chế 6 quỷ tu la, từng bước một tiến lên, hai tay lấp lánh ánh sáng kim ngân vỗ vào màng tai một quỷ tu la. Quỷ tu la kia người run rẩy biến thành song sắc liên tục nhấp nháy, mấy giây sau nổ cái bùm thành những mảnh thịt vụn. Thương đi hướng 5 quỷ tu la khác. Đám người Vi Thanh xoe tròn mắt, giết dễ quá vậy. Vi Vô Nhai ngây ra, khuôn mặt âm trầm. Dù là Mạch hay Thương đều có thần thông ức chế phạm vi lớn, không khác gì ác mộng với quỷ tu la. Chỉ có Hoang là cứng đối cứng với 6 quỷ tu la, đánh rất vất vả, dường như không còn sức lực. Rầm, lại một quỷ tu la bị Thương đánh nát. Trông Thương nhẹ nhàng nhưng giữ phong thiên ấn lại thi triển công pháp đánh nát quỷ tu la đối với gã vốn đã bị Thương trong người là thử thách rất lớn. Diệu pháp linh mục của Lý Vân Tiêu thấy rõ ràng thể năng của Thương giảm mạnh, vết thương dần ác hóa. Vi Thanh không nhìn được hét to. Xông lên hết đi, giết người này cho ta. Đám quỷ tu la còn lại lập tức nghe lên lao lên trước. Vi Thanh nhìn ra cái gì, giữ phong thiên ấn cần có sức mạnh siêu đẳng. Nhiều quỷ tu la lao qua, Thương sẽ không chịu nổi. Quả nhiên Thương hoàn toàn biến sắc mặt, không rảnh giết 4 quỷ tu la khác, gã thu phong thiên ấn về cùng mạch chạy vào đại quân. Hoang vốn khổ chiến với 6 quỷ tu la mãi không dưa, thấy hai người chạy trốn, lại có đem, e nhiều quân địch lao xuống, thế là Hoang cũng vội vàng quay người chạy đi. Quỷ tu la và tử sĩ giáp và Nga cuối cùng tụ họp lại giết hướng đại quân yêu tộc. Chiến đấu cực kỳ thảm khốc, gần như là cuộc tàn sát. Trạng thái của Thương dường như rất tệ, gã nói. Rút quân đi, cuộc chiến này vô nghĩa rồi. Hoang chào phúng. Đi. Hoang xì cười nói. Phạm vi này bị chân thổ phù ấn chân áp, làm sao đi ra? Thương nói. Để lại một ít vũ giả cao giai đoạn hậu, đại quân chia từng nhóm rút lui, ta không tin bọn họ mãi luôn truy sát qua. Hoang lạnh băng chậm rãi nói. Bản Hoàng là Hoàng của vạn yêu đời này, thống lĩnh cuộc chiến này, sẽ khai sáng ra thịnh thế cho yêu tộc. Ai dám lùi một bước, giết không tha. Thương giật mình, không chỉ Thương, Mạch, Từ đều nhíu mày, khá ngạc nhiên. Binh khí giết chóc của đối phương cường đại, phe mình dù chiếm ưu thế về số lượng thì cũng là dùng mạng lấp đầy, rồi sẽ lưỡng bại câu thương. Hơn nữa cường giả phe địch càng lúc càng, không đối kháng nổi hư cực thần cảnh. Mạch sắc mặt âm trầm nói. Hoang, ngươi bị điên sao? Muốn chiến thì ngươi tự đi mà chiến, ta phải mang theo thuộc hạ của mình rút đi. Hoang quay đầu lại lạnh lùng nhìn Mạch. Bổn tọa là Hoàng của vạn yêu, ngươi thật sự muốn kháng mệnh sao? Mạch cười lạnh nói. Hoàng của vạn yêu, chậc chậc, uy phong thật, ngươi tự phong sao? Thương lòng máy động, linh cảm không may dâng lên, 5 ngón tay Thương chộp không khí, dưới lòng bàn tay dần ngưng tụ một đoàn sáng. Nam đầu tử Nghê Lộc Thú ký chủ của Hoang ẩn hiện trong lòng bàn tay Thương. Thương lạnh lùng nói. Hoang, không cần biết ngươi có ý tưởng gì nhưng đừng quên thứ này. 5 ngón tay Thương hơi bóp mạnh, lực lượng trói con nam đầu tử Nghê Lộc làm nó rít gào. Từ trầm giọng nói. Hoang đại nhân, sự việc liên quan khí vận của bản tộc, xin đừng nội chiến trong lúc này. Hừ, xin đừng nội chiến. Hoang mắt lóe tia sáng lạnh nói. Đại tế tự, tại sao không nói câu này với hai phản đồ kia? Thương mơ hồ trực giác không may, gã nhíu mày. Mạch nắm chặt song đao, cảnh giác trợn to mắt. Đột nhiên vang tiếng nổ điếc tai, Hoang đè nổ không khí lao lên, 5 ngón tay thành móng vuốt chộp hướng Thương. Từ giật nảy mình, biết hiện tại trạng thái của Thương rất kém, chưa chắc đỡ nổi một kích của Hoang. Từ đột nhiên lao lên. Một bóng người chợt lóe, đao quang giáng xuống trước mặt Từ ngăn đường đi, là Chiết. Chiết lạnh lùng nói. Địa tế tự, nếu muốn đánh vậy hãy để ta làm đối thủ của đại tế tự. Sắc mặt Từ khó xem, không có tâm tình đấu riêng, hắn nhìn hướng móng vuốt Hoang đi. Thương giật nảy mình, không ngờ Hoang đột nhiên làm khó dễ. Thương vừa kinh vừa giận cũng dùng 5 ngón tay chộp, còn nam đầu tử Nghê Lộc phát ra tiếng hét thảm, thân hình to lớn bị Thương kéo ra từ không gian cầm tù ném mạnh qua. Bùm! Khóe môi Hoang cong lên châm biếm hóa trả thành quyền oanh kích đánh nát con nam đầu tử Nghê Lộc. Vài tiếng kịnh kêu cùng vang lên. A! À, mấy người kia mắt xoe tròn khó tin. Hoang một đấm đánh nát nam đầu tử Nghê Lộc nhưng chưa ngừng lại, quyền kình tiếp tục giáng xuống. Ầm 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 ầm. Thương kinh sợ sau đó lấy lại tinh thần,
vội đánh ra cú đấm giấy lên lực lượng vô biên. Thương phun ngụm máu, bị đánh lì hơn 10 trượng. Đánh nhau trong tích tắc ảnh hưởng chiến sự, thậm chí khiến tất cả vũ giả nhân tộc chú ý. Huyền Hoa kinh kêu. Hình như bọn họ đánh nhau. Lý Vân Tiêu chậm rãi nói. Chỗ nào có người thì sẽ giang hồ, dù là nội bộ yêu tộc cũng không gắn kết với nhau, giống như trong yêu tộc chúng ta có đủ loại người. Lý Vân Tiêu cố ý vô tình liếc hướng Công Dương Chính Kỳ và Vi Thanh. Hai người cảm nhận ánh mắt của Lý Vân Tiêu đều sắc mặt âm trầm hừ mạnh. Trong yêu tộc, Mạch kinh ngạc kêu lên. Hoang, thú ký chủ của ngươi. Hoang cuồng cười. Ha ha ha. Đôi mắt âm trầm lạnh băng quét qua đám người thương, từ. Nam đầu tử Nghê Lộc từng là thú ký chủ của bản hoàng luôn cử trọng bệnh bảo vệ nó tránh cho bị người bắt đi. Nhưng đám phản đồ các ngươi không biết rằng miễn lực lượng tộc thiên yêu ta xông qua đăng phong tạo cực là có thể chặt đứt số mệnh, lại ký kết thú ký chủ mới. Từ biến sắc mặt kinh kêu. Chặt đứt số mệnh, lại ký kết. Mấy người khác cũng biến sắc. Triết kinh ngạc hỏi. Bệ hạ vừa mới nói là xông qua đăng phong tạo cực. Đám người Mạch choáng váng, giật nảy mình, hoảng sợ nhìn Hoang, cảm giác gió lạnh lùa vào. Mắt Hoang rực sáng ánh sao toát ra bá khí, ngạo nghễ chưa từng có. Đại tế tự, giờ phút này ngươi còn vững tin vào việc chính mình chọn chính là thiên đạo lựa chọn sao? Lực lượng cuồng bạo phát ra từ người Hoang, như sóng thần dâng cao đẩy mọi người liên tục thụt lùi. Chỉ một giây khí thế đó là ưng xuống. Uy nhiếp đều tán đi. Nhưng dù chỉ là khoảnh khắc vẫn khiến đám người thương sắc mặt khó xem hơn gan heo. Từ mặt xám xịt, trong khoảnh khắc kia lực lượng đó giống y như vi vô nhai, là hư cực thần cảnh. Phương xa, đám người Lý Vân Tiêu ngơ ngẩn nhìn, đứng ngây như phỗng. Vi vô nhai hoảng sợ mặt không chút máu, tia mắt chấp lóe âm trầm, không biết gã đang nghĩ gì. Hoang từng bước một đi hướng từ, lạnh lùng hỏi. Làm đại tế tự của bản tộc thế nhưng phản bản hoàng, tội đáng chết vạn lần. Triết hoàng sợ, vội vàng ngăn trước mặt từ. Bệ hạ, xin hãy cho đại tế tự một cơ hội. Hoàng vỗ một trường xuống đẩy triết ra. Ta đã cho bọn họ cơ hội rồi. Thiết, ngươi cho rằng mình có tu vi thông thiên, nhìn thấu thiên đạo sao? Cái gọi là lựa chọn chẳng phải là ngươi tự ý muốn lựa chọn vận mệnh. Khi ngươi từ bỏ cơ hội cuối cùng bản hoàng đã cho đã định trước kết cuộc thần thông. Hãy xuống địa ngục sám hối đi, đại tế tự cũ của ta. Từ đứng ngây như phỗng tại chỗ, biểu tình kinh ngạc ngơ ngẩn, vô số thắc mắc tràn đầy trong óc. Đã không có nhiều thời gian cho từ suy nghĩ, Hoang thoáng chốc xuất hiện bên cạnh từ, chụp đầu gã, bẻ gãy ném hướng chân trời. Rầm, máu chảy như suối bắn cao cỡ mấy trượng. Đám người thương muốn cứu nhưng đã muộn, thân thể không đầu của từ ngã ngửa ra sau. Khóe mắt thương muốn nứt ra hét to. A, thương kích phát hỗn thiên nghi đến tột đỉnh, lực lượng song trục lăng không hóa nhẫn chém xuống. Hoang lớn tiếng cười nhạt. Hừ, gì mà huyền khí siêu phàm, họa đấu chân thân, quá yếu, quá yếu. Lô trên người Hoang dâng cao đến đỉnh trực tiếp chụp hướng song trục, xé mạnh. Bùm, phản lực lớn ập về chấn thương hộc bãi máu, cơ năng thân thể giảm mạnh. Mắt Hoang bắn ra sát khí. Dù ngươi luân hồi vạn năm nhưng muốn giành ngôi vị với bản hoàng. Kiếp sau đi. Hoàng đột nhiên lao lên trước vỗ trưởng xuống đầu Hoàng. Lê Thê Lương hét to. Đừng. Lê đột nhiên xông lên, gần như thiêu đốt tất cả lực lượng của mình, hai tay nắm chặt dao găm đâm vào chỗ hiểm của Hoàng. Hừ, ngu muội. Hoàng tạm thời đổi hướng đi đánh bay Lê như chụp rồi, trên bầu trời đổ mưa máu. Dường như Hoàng đã đổi ý. Không biết chư xê tiếp lấy mạng thương nữa mà tiến lên đá gã một cước chấn ngực thương, đạp nát xương cốt, kinh mạch toàn thân gã. Thương hộc máu, bên trong kèm nhiều vụn nội tạng, hơi thở thương mong manh, cùng Lê từ trên trời rơi xuống. Hoang trào phúng nhìn bóng dáng hai người rơi xuống. Chết, trông chừng hai người này, trở lại áp giải vào tử lao. Trên người thương có hỗn thiên nghi, trước khi tìm hiểu rõ bí mật của thánh khí này thì mạng sống của thương rất có ích với Hoang. Biến cố này lập tức gây ra náo động lớn, binh khí giết chóc tàn sát, thương vong trong yêu tộc nhanh chóng mở rộng. Nhưng Hoang không quan tâm, gã chuyển ánh mắt sang nhìn Mạch, lạnh lùng nói. Mạch tiên sinh. Mạch biến sắc mặt vài lần, lập tức khom người vái. Kính chào Ngô Hoàng bệ hạ. Hoang lạnh lùng nói. Ha ha ha, Mạch tiên sinh quả nhiên là người thông minh,
nhưng đây là cơ hội cuối cùng của tiên sịch, nếu không nắm chắc thì bản hoàng chỉ đành tiếc nuối. Trán hoàng ướt mồ hôi vội nói. Bệ hạ yên tâm, tại hạ nhất định sẽ trung thành tận tâm. Hoàng mắt lóe tia sáng lạnh, thoáng chốc nhiệt tình khen. Mạch tiên sinh có suy nghĩ này khiến bản hoàng rất vui mừng, cũng là may mắn lớn cho bản tộc. Mạch cười gượng, lòng biết rõ suy nghĩ của đối phương. Hoàng trầm ngâm nói. Ngày xưa trước khi tổ tiên bị trấn áp ở Ngũ Hà Sơn dường như từng có được một thứ. Thứ gì, là cái gì? Tim mạch đập nhanh, ngoài mặt thì đầy khó hiểu, ngu ngơ. Hoàng gằn từng chữ. Phản yêu thánh công. Vẻ mặt mạch giật mình hét thất thanh. Thần công chí cường của tộc ta, phản yêu thánh công. Hoàng nhìn chằm chằm khuôn mặt mạch. Đúng là thánh công này. Ngày xưa tộc phản yêu dựa vào công này thống lĩnh tộc ta mấy vạn năm, sáng tạo thịnh thế đỉnh cao trong lịch sử yêu tộc. Mạch vội nói. Tộc phản yêu đã mất tích nhiều năm, ta chỉ nghe nói về phản yêu thánh công, tổ tiên chưa từng có được. Hoàng ung dung hỏi. À, vậy nghĩa là để tiên sinh lại cũng vô dụng. Tim mạch rớt cái bịch, vội nói. Để ta nghĩ thử xem, à rồi, ta đã nhớ ra. Mạch vỗ đầu, hưng phấn nói. Trong ghi chép của tổ tiên cường đại có nhắc tới chuyện này, có một manh mối. Đáng tiếc ghi chép của tổ tiên đã bị hủy, ta không nhớ rõ ràng, để từ từ ngẫm nghĩ chắc sẽ ra. Hoàng lạnh lùng cười. Nếu vậy thì mạch tiên sinh hãy suy nghĩ cho kỹ vào, chờ cuộc chiến hôm nay chấm dứt hy vọng tiên sinh đã nghĩ ra. Mạch vội đáp. Chắc chắn rồi. Trong lòng mạch xoay chuyển nhiều suy nghĩ, các loại tâm sự. Hoàng nói. Cuộc chiến hôm nay liên quan khí vận của hai tộc, mong mạch tiên sinh dốc sức cho. Không biết mạch tiên sinh nghỉ ngơi sao rồi. Trong lòng mạch có một vạn con dê chạy trồm qua, ngoài mặt lộ vẻ khó xử nói. Thương thế rất nặng nhưng đã có lẽ một chút, sẽ tử chiến đến cùng với bản tộc. Hoàng nhìn chăm chú, mạch làm bộ dáng bể đầu chảy dòng máu nóng lao thẳng vào vòng chiến, giết hướng quỷ tu la. Hoàng lộ vẻ vừa lòng, bản thân cũng xông lên. Hoàng quát to. Chống đỡ cho bản hoàng, ai lùi liền chết. Người anh dũng chiến đấu thì bỏ qua chuyện quá khứ. Bên trong dù sao còn có thuộc hạ của mạch và thương. Hoàng hét to một tiếng cắt đứt băn khoăn của nhiều người. Đặc biệt là bát bộ chúng yêu tộc lòng người kinh sợ, người bọn họ đầu phục đã bị đẩy vào mặt đất, thành tù nhân. Nghe nói anh dũng chiến đấu sẽ được tha cho lỗi lầm thì càng giết hăng say. Vì vô nhai sắc mặt âm trầm nhìn mọi người. Hồng Nhan cung chủ, Thiên Cầm Vũ Đế, Công Dương đại nhân, ba vị cũng nên ra tay đi. Công Dương Chính Kỳ kinh ngạc nói. Chỉ cần mấy người chúng ta chung sức đồng lòng bám giữ mấy người yêu hoàng thì tất thắng. Mắt khúc Hồng Nhan hấp háy mỉm cười nói. Xin lỗi, bản cung rất khó đồng lòng với đại nhân. Lệ Hoa Trì lên tiếng. Ta có thể đồng lòng với Hồng Nhan cung chủ nhưng thật sự không có cách nào đồng lòng với các vị đại nhân thánh vực. Các vị đại nhân tự mình chơi đi, ta nhìn là được rồi. Vi Vô Nhai nổi giận nói. Hai vị danh chấn thiên hạ, là cường giả đỉnh cao của bản tộc lại tùy ý làm bậy, không sợ thiên hạ nhạo báng sao? Lệ Hoa Trì nói. Các người không sợ thì chúng ta sợ cái gì? Đánh mau lên đi, đánh xong giải phong ấn đầy trời, ta còn cùng thần hề đi chân trời góc biển. Hai người siết chặt tay nhau, nhìn nhau cười, ấm áp ngọt ngào. Vì Vô Nhai tức muốn hộc máu, lão nhìn Khúc Hồng Nhan. Khúc Hồng Nhan nói, thần Tiêu Cung đang định mở sơn môn ra, chuyện trong tông bận rộn không rảnh lo gì khác, Vô Nhai đại nhân tự lực cánh sinh đi, đừng kêu ta nữa. 10 Vũ Đế, 7 tông môn vốn không phải lực lượng thánh vực có thể tùy tiện điều động, lúc trước là vì đại nghĩa hai tộc, người người có trách nhiệm. Hiện tại đám người Công Dương Chính Kỳ làm việc đê tiện như vậy, mọi người đã mất hết kiên nhẫn. Nếu không phải thiên địa bị phong đã sớm rời đi. Vì Vô Nhai tức giận quát. Nếu các vị đều khoanh tay mặc kệ thì lão phu cũng không thèm lo cục diện rối rắm này nữa, người yêu tộc thích làm sao thì tùy. Lệ Hoa Trì cười nói. Đại nhân vui là được. Vì Vô Nhai tức đến nghẹn lời, xoay người định đi. Công Dương Chính Kỳ ngây ngốc hỏi. Đại nhân khoanh tay mặc kệ hật sao? Vì Vô Nhai lạnh lùng nói. Lão phu từ lâu đã không phải chấp chính ti của thánh vực, tại sao phải lo? Thiên hạ này là của người trong thiên hạ chứ không phải một mình Vi Vô Nhai ta. Công Dương Chính Kỳ biểu tình khó xem nói. Vi Thanh đại nhân là chấp chính ti.
Phi Thanh lạnh nhạt nói. Ta không làm chấp chính ti là được. Ngươi! Công Dương Chính Kỳ nổi giận. Tại sao ban đầu ngươi không nói câu này đi? Phi Thanh nói. Quên, bây giờ có nói cũng không chậm đúng không? Các ti trưởng thánh vực vẻ mặt đau thương, không ngờ chấp chính ti toàn là kiểu này. Hắc Phú Hộ chết trận, ti Đình Ngữ tức chết, Thương Ngô Khung không nói một lời chỉ yên lặng trị thương điều tức, hai người còn lại cũng như thế. Các vị đừng làm bậy nữa. Thiên Chiếu Tử trầm giọng quát. Dù là ai đều cho lão phu mặt mũi đi. Giờ đây nếu chúng ta bị đánh bại, yêu tộc sẽ nổi lên trên đại lục Thiên Vũ, khuấy trời lật đất. Khi đó muốn tiêu diệt yêu tộc cũng khó khăn. Không cần biết các vị có ý tưởng gì, có lòng riêng thế nào, bây giờ lùi bước làm sao đối mặt vô số anh hùng đã chết trong cuộc chiến. Làm sao xứng với lòng vũ đạo của mình. Mọi người nhìn thân thể Ti Đình Ngữ dưới thân Nam Phong Tuyền, nàng nằm yên, vẻ mặt không cam lòng, mắt trợn trừng, vẻ đau lòng đọng lại thật lâu. Thiên Chiếu Tử ngửa đầu thở dài, cúi gập người vái mấy người kia. Vi Vô Nhai, Công Dương Chính Kỳ, Hồng Nhan Cung Chủ, Thiên Cầm Vũ Đế, và Thần Hề Cung Chủ, bây giờ sức chiến đấu đỉnh cao chỉ còn lại mấy vị, xin hãy nghênh chiến. Mọi người đều biến sắc mặt, chính Vi Vô Nhai cũng không dám nói nhận được cái cúi đầu của Thiên Chiếu Tử. Những người khác vội tiến lên trước, mấy lực lượng nâng Thiên Chiếu Tử dậy không để lão vái tiếp. Lệ Hoa Trì nghiêm túc nói. Đại nhân có tấm lòng này thì làm sao ta dám không anh dũng chiến đấu. Nhưng đây là lần cuối cùng ta nghe thánh vực điều động, từ nay về sau không liên quan gì nhau, thánh vực đừng hòng kêu ta làm bất cứ chuyện gì. Thiên Chiếu Tử chắp tay run giọng nói. Đa tạ Thiên Cầm Vũ Đế. Khúc Hồng Nhan liếc Lý Vân Tiêu, thấy đồng ý thì lên tiếng. Nếu Thiên Chiếu Tử đại nhân ra tay thì bản cung không dám làm trái. Nhưng từ nay Thần Tiêu Cung không còn lui tới với thánh vực nữa. Đường rộng thênh thang, mỗi người đi một bên. Tim Thiên Chiếu Tử đau như dao cắt, thánh vực mạnh mẽ và lực ngưng tụ đang tan rã từng chút một, nhưng trách được ai? Mấy người trước mắt chịu ra tay đã là rất nể mặt lão. Lão phu xin bái tạ Hồng Nhan cung chủ. Khúc Hồng Nhan đỡ Thiên Chiếu Tử không dám nhận cái lạy. Đại nhân Cúc Cung tận tụy cho bản tộc, Hồng Nhan rất xấu hổ, những việc này là chuyện phải làm. Thiên Chiếu Tử xoay người nói. Công Dương đại nhân. Công Dương Chính Kỳ giật nảy mình, vội vàng chắp tay vái. Xin đại nhân đừng chiết sát ta. Công Dương Chính Kỳ là chấp chính ti thánh vực, Cúc Cung tận tụy cho tộc ta vốn là trách nhiệm, đương nhiên sẽ dốc hết sức ra. Thiên Chiếu Tử gật đầu, nói. Cố gắng hết sức là được. Cuối cùng Thiên Chiếu Tử nhìn hướng Vi Vô Nhai. Vô Nhai lão quỷ. Thiên Chiếu Tử phất tay ngắt lời. Đừng nói nhiều. Những việc này vốn nên là chúng ta làm. Tuy lão phu có chút ý định riêng nhưng còn phân biệt được nặng nhẹ. Vừa rồi vì giận quá nên nói vậy thôi, Hoàng Vạn Yêu đó hãy giao cho ta đối địch, còn lại thì các ngươi nghĩ cách. Lệ Hoa Chỉ nói, ta và Thần Hề tiếp tục đối phó Thương Yêu kia. Thực lực của mạch đã giảm, không đánh lại hai người họ. Công Dương Chính Kỳ nói, quân sư chiết của yêu tộc thì giao cho tại hạ đi. Thiên Chiếu Tử nói, thực lực hiện tại của yêu tộc lấy ba người này dẫn đầu, nếu giết được họ thì khí thế đại quân sẽ tan vỡ, chúng ta có thể không chiến mà thắng. Khúc Hồng Nhan nói, lợi hại đều bị các người chia hết, thế thì ta cố gắng chọn giết một số xương khó gặm. Công Dương Chính Kỳ cười nói, xương khó gặm đến mấy cũng không ngăn được một kiếm của Hồng Nhan cung chủ. Khúc Hồng Nhan lạnh nhạt nói, lời này thốt ra từ miệng của ngươi sao ta nghe kỳ kỳ. Công Dương Chính Kỳ mất mặt, khẽ hừ xoay người sang một bên. Thiên Chiếu Tử sợ lại có xung đột, vội nói. Mọi người hãy tự chiến đi, lên nào. Mấy luồng sáng chợt lóe, cả đám xông vào vòng chiến. Binh khí giết chóc bị số lượng gấp 10 lần vây giết nhưng thuộc tính tử chiến đến cùng khiến chúng nó cực kỳ cường đại, từ đầu đến cuối không lùi một bước. Đám người Vi Vô Nhai xông vào vòng chiến dụ đám cường giả hoang đi, thương vong của binh khí giết chóc giảm bớt nhiều. Chúng nó không ngừng gạt tầm nạc sống yêu tộc. Đặc biệt Khúc Hồng Nhan xuyên toa trong địa quân chuyên giết những yêu tộc thực lực cường đại, giảm bớt gánh nặng cho binh khí giết chóc. Hoàng sắc mặt trầm xuống, lửa giận sắp phun trào. Một cường giả đăng phong tạo cực như sát thủ ẩn núp, cảm giác này rất đáng sợ. Hoàng bỏ qua Vi Vô Nhai lao tới truy kích, xoay người đi hướng Khúc Hồng Nhan. Vi Vô Nhai cười khẽ. À, lão phu ở đây mà ngươi muốn đi sao?
Vì vô nhai lắc người che trước mặt Hoang, giang hai tay ngăn lại. Hoang nổi sùng. Chê đi. Kinh khí nâng cao thoáng chốc trùng kích hư cực thần cảnh, nắm đấm đánh ra. Vì vô nhai giật mình, không dám khinh thường, cũng bộc phát lực lượng hư cực thần cảnh, hai tay kết ấn vỗ xuống. Ầm 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 ầm. Lực lượng cực kỳ khủng bố như sóng biển khuếch tán. Hai người gần như mạnh nhất thiên hạ, lực lượng cực đạo trùng kích rung động trái tim mọi người. Vì vô nhai phát hiện ngay một điều. Thời gian ngươi ở cảnh giới hư cực thua lão phu một nửa đúng không? Vì vô nhai mừng rỡ lại vạn một hơi chân khí xông lên. Lúc này Hoang đã trở về đăng phong tạo cực, dường như chỉ giữ được hư cực thần cảnh trong khoảnh khắc. Hoang nhìn chằm chằm động tác của Vì vô nhai, kết ấn lại vỗ xuống trước mắt gã. Hoang bày ra tư thế rất lạ, hai tay một trước một sau, giữa tay trước hiện ra một lỗ đen, đen không thấy đáy, nhìn thoáng qua bị hút mất tâm hồn, mãi không có cuối. Lý Vân Tiêu luôn chú ý hai người quyết đấu, thấy lỗ đen thì tim run lên, có gì đó không ổn. Lỗ đen bình thường chỉ là bầu trời vỡ ra hình thành con đường thông hướng phương xa, Lý Vân Tiêu đã sớm nhìn quen. Nhưng lỗ đen trong lòng bàn tay Hoang thì có lực chấn nhiếp, toát ra yêu khí và hơi thở viễn cổ hoang dã. Lỗ đen đó là sao? Quanh cánh tay, lòng bàn tay Hoang lấp lóe phủ văn như vận chuyển lực lượng liên miên không dứt đến đây giữ cho lỗ đen không tan biến. Ầm 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 ầm. Hai tay Vì vô nhai kết ấn giáng xuống. Chết đi. Vì vô nhai cho rằng lực lượng hư cực thần cảnh đủ để nghiền nát mọi thứ ở hạ giới. Ầm 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 ầm. Hoang bị lực lượng hung hãn chấn cơ thể khí huyết cuồn cuộn, cục nghẹn ở lồng ngực, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng thân thể Hoang chưa lùi lại một bước. Cái gì? Tất cả vũ giả chú ý cuộc chiến của hai người đều hết hồn, lộ vẻ khó tin. Suy nghĩ của bọn họ giống N hư Vì vô nhai, hư cực thần cảnh cường đại đủ đánh tan lực lượng đăng phong tạo cực thế nhưng lại bị Hoang đỡ được. Huyền Hoa hốt hoảng, kinh khủng nhìn. Sao hắn làm được? Diệu pháp linh mục của Lý Vân Tiêu nhìn chăm chú, lỗ đen trong lòng bàn tay Hoang đang không ngừng cắn nuốt lực lượng của Vì vô nhai. Lực lượng hư cực cảnh mênh mông bị nuốt vào khá nhiều, càng lúc càng nhiều hơn. Thiên Chiếu Tử cũng phát hiện điều này, kinh sợ không nói nên lời. Đây là sao? Lỗ đen kích cỡ này bị lực lượng cường đại oanh kích nên tan biến, sao lỗ đen này kỳ lạ quá? Lỗ đen nuốt lực lượng, cái này. Lý Vân Tiêu ngơ ngẩn, ngây người. Lý Vân Tiêu chợt nghĩ tới cái gì? Vì vô nhai cũng rất giật mình. Ngươi, sao có thể? Ha ha ha, tại sao không thể? Hoang cười khẩy nói. Vừa rồi các vị cũng nghe cuộc đối thoại của ta và Phản Đồ Thương. Sau khi bản hoàng trùng kích đến hư cực thần cảnh liền chặt đứt liên kết với ký chủ, tìm ký chủ mới. Chẳng lẽ các vị không tò mò ký chủ mới của bản hoàng sao? Mọi người rung động, nghĩ đến điều gì? Ký chủ của tộc Thương Yêu có thể cộng hưởng lực lượng, thần thông cùng bản thể Thương Yêu. Vì vô nhai hoảng sợ hỏi. Chẳng lẽ thần thông này, ký chủ của ngươi rốt cuộc là gì? Có thể cưỡng ép cắn nuốt lực lượng hư cực thần cảnh, dường như dưới vòm trời này không có loại thần thông đó. Tuy Hoang bị đòn công kích của Vì vô nhai làm mặt không chút máu, đổ đầy mồ hôi nhưng vẫn khoái chí cười điên dại. Ha ha ha, mấy chuyện này ngươi không cần biết, lát nữa xuống địa ngục làm con quỷ hồ đồ đi. Sắc mặt Vì vô nhai biến đổi mấy lần, một kích hư cực thần cảnh không giết được Hoang. Vì vô nhai gặp rắc rối to. Vì vô nhai vội giảm tu vi xuống đăng phong tạo cực, rút ấn thụt lùi. Hoang cười khẩy nói. Muốn trốn, nằm mơ. Thoáng chốc Hoang nâng lực lượng lên đến hư cực thần cảnh, thu trưởng về, song quyền xuất kích. Vì vô nhai mới rơi xuống cảnh giới không thể chuyển hoán ngay được, đành cắn răng đỡ một kích. Bùm! Lực lượng song quyền của Hoang đánh nán thủ ấn của Vì vô nhai. Một quyền uy xuyên thấu qua đập vào ngực gã, chớp mắt nổ tung. Phụt! Vì vô nhai cảm thấy nội tạng như nước sôi bốc hơi, bị vòng xoáy khuấy động. Vì vô nhai liên tục phun mấy ngụm máu, héo rũ. Sao có thể như vậy? Biến cố làm đám người Thiên Chiếu Tử sợ hãi biến sắc mặt. Hoang đánh xong một kích thì khí thế rất nhanh, nhưng gã chỉ bị tiêu hao lớn chứ không tổn thương gì. Vì vô nhai bị đánh thương, tổn hại nặng chân nguyên. Ha ha ha, tổn thương kỳ kinh bách mạch rồi ngươi còn xông vào hư cực thần cảnh được không? Hoang cuồng cười chớp mắt lao hướng Vì vô nhai, chỉ muốn giết chết ngay. Vì thanh giật nảy mình, mạnh mẽ vận một hơi lao xuống.
Vi Vô Nhai xua tay sau lưng quát ngăn. Không cần. Sắc mặt Vi Vô Nhai cực kỳ âm trầm, hai tay vẽ vòng tròn trước mặt. Lốc khí xoay tròn quanh hai cánh tay Vi Vô Nhai, linh khí trong mấy trăm trượng thoáng chốc bị chiêu thức hút sạch. Giữa hai tay Vi Vô Nhai ngưng tụ một vầng mặt trời bắn ra ánh sáng chói lòa. Lòng Lý Vân Tiêu rung động kinh kêu. Thần kỹ. Mọi người căng thẳng thần kinh, xoay tròn mắt nhìn, không ngại mặt trời chói mù mắt. Vi Vô Nhai trầm giọng quát. Nhật chiếu quang hoa. Mặt trời như bánh xe trong tay Vi Vô Nhai chợt bay ra. Mặt trời như chiến xa lăng không, tiếng sâm dậy ù vang, nó xẹt qua không gian. Cái gì? Hoang hết hồn, cảm nhận chiêu này không giống bình thường. Năm ngoán tay Hoang co lại thu chiêu thức về, nhảy người ra sau. Nhưng chiêu nhật chiếu quang hoa quá lợi hại, phong tỏa hư không vạn trượng. Tất cả lực lượng áp xúc chỉ còn một điểm, không tránh được. Hoang hãi hùng, hai tay nhanh chóng bấm quyết, cuối cùng ấn thành, hình tròn hiện trước mặt. Hình tròn biến đen thui như cái mồm há to nhanh chóng cắn nuốt lực lượng nhật chiếu quang hoa. Cái gì, lại đến nữa? Mọi người đều hết hồn, hoảng sợ nhìn lỗ đen như không có gì là không nuốt được. Khuôn mặt Hoang cực kỳ đau khổ, dường như giữ chiêu này cần hy sinh lực lượng rất lớn. Mặt Hoang vặn vẹo, lửa cháy trong mắt gã. Dầm! Nhật chiếu quang hoa bị cắn nuốt gần hết cũng là lúc Hoang không chống đỡ nổi nữa, hai tay khép lại đánh tan lỗ đen. Thuận thế đẩy trưởng ra. Hai trưởng ấn to lớn ngưng tụ trong hư không đánh tan hết lực lượng sót lại. Cơ thể to lớn của Hoang co rút mấy phần, khóe môi chảy máu. Thiên chiếu tử hoảng sợ nói. Rốt cuộc vật ký chủ của hắn là cái gì? Xem tình hình này chắc là chưa hoàn toàn đính ước, yêu hoàng bị vật kia kiểm soát. Bị kiểm soát? Mọi người rất giật mình. Nếu ký kết khế ước luôn là phe yếu bị cường giả chế ước, tức là lực lượng ký chủ nằm trên Hoang. Lý Vân Tiêu lòng máy động nghĩ ngay đến Đông Hải Thủy Long, nhưng hắn phủ nhận ngay, đây là điều không thể. Sau khi Vi Vô Nhai thi triển nhật chiếu quang hoa thì khí thế giảm nhanh, không thể chiến đấu tiếp. Vi Thanh tiến lên quan tâm kêu lên. Phụ thân! Hai phụ tử xoay người bay về chiến hạm, kêu bọn họ cố gắng chiến đấu thì được còn liều mạng thì miễn. Hoang không truy kích, sau khi cảm giác khó chịu trên người biến mất gã liền lao vào vòng chiến, giết hướng Khúc Hồng Nhan. Lý Vân Tiêu hét lên. Nguy rồi, thực lực của Hoang cực kỳ quái dị, e rằng Hồng Nhan không ứng đối được. Cố Thanh Thanh nói. Quan tâm sẽ loan, với sức mạnh của Khúc Hồng Nhan chắc ứng đối được. Chỗ dựa lớn nhất của yêu hoàng là ký chủ chi thú, bản cô nương rất tò mò, lòng có một ý tưởng nhưng không biết có đoán chúng không. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Nàng đoán là vật gì? Khóe môi Cố Thanh Thanh cong lên. Chỉ suy đoán, chắc không phải. Nếu là thứ đó thì thật là, ha ha, mọi người có linh cảm không may, vì khi Cố Thanh Thanh cười nhưng là cười gượng, khuôn mặt Thanh Tú trở nên khó xem, mồ hôi lạnh chảy xuống. Cái loại ba chấm khá lớn. Thiên Chiếu Tử không kiềm được mở miệng nói. Tiền bối. Cố Thanh Thanh ngắt lời Thiên Chiếu Tử. Đừng hỏi, kêu mọi người chuẩn bị sẵn sàng, nếu yêu hoàng triệu hoán ký chủ đến thì tốn ngay đi. Tiểu Huệ hoán ký chủ. Thiên Chiếu Tử giật mình kêu lên. Ký chủ cũng có thể triệu hoán đến sao? Lý Vân Tiêu cũng giật mình, càng lo là ứng hơn. Lý Vân Tiêu nhìn Khúc Hồng Nhan chằm chằm, sợ nàng bị thương. Cố Thanh Thanh nói. Tộc thương yêu và ký chủ có cảm ứng rất mạnh, có thể trực tiếp xé rách không gian, bảo vệ nhau. Dù là lực lượng yêu hoàng không bằng ký chủ nhưng nếu yêu hoàng chết thì đối phương cũng chịu tổn thương. Yêu hoàng là hạng tuyệt đỉnh thông minh. Chắc lợi dụng khoảnh khắc ngắn ngủi xông vào hư cực thần cảnh ký kết ký chủ với vật kia. Xé rách không gian. Vi Vô Nhai nói. Nơi đây bị thập vạn chân thổ ấn phong ấn lại, muốn xé ra con đường rời đi rất khó khăn. Cố Thanh Thanh nhìn Vi Vô Nhai, cười khổ nói. Nếu là thứ đó thì có ngàn vạn chân thổ ấn cũng vô dụng. Mọi người hút khí lạnh. Vẻ mặt Vi Vô Nhai không tin hừ mũi. Xin tiền bối đừng nói chuyện giật gân. Dưới vòng trời này hiện nay e rằng không tồn tại thứ có thể xé rách ngàn vạn chân thổ ấn. Cố Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng. Thật là đời sau không bằng đời trước, kiến thức hạn hẹp. Bản cô nương không muốn nói nhiều, cứ bình tĩnh mà nhìn, chỉ hy vọng đừng bao giờ là thứ kia. Lời Vi Vô Nhai nói khó khăn lắm mới an ủi lòng mọi người giờ lại nặng trĩu, ai nấy yên lặng điều tức phục hồi phòng ngừa bất trắc. Khúc Hồng Nhan bị Hoang bám giữ, đại quân hai tộc giết chóc ngang ngửa nhau.
thật ra là binh khí giết chóc liên tục giảm bớt, nhưng quỷ tu la hay tử sĩ giáp vàng đều cố chống, không chịu lùi một bước nên thoạt tổng lực lượng tương đương. Thương vong bên yêu tộc cũng kinh người, chiêu cuồng bá khốc huyễn chi thiên thu vạn cổ lưu lưu cầu của Lý Vân Tiêu, Bắc Quyến Nam qua đi lại có gần 2.000 yêu tộc chết, địa quân chỉ còn khoảng 5.000, khá nhiều người bị thương. Hoàng biểu tình cực kỳ khó xem, tuy binh khí giết chóc cũng tổn thất hơn phân nửa nhưng Hoàng cho rằng đó chỉ là binh khí, còn phe gã là tộc nhân sống sờ sờ bị giết. Cứ tiếp tục thế này phải hy sinh chết thêm 2.000 người mới tiêu diệt hết đám binh khí giết chóc này. Không ngờ hàng vạn đại quân của gã, 3.000 đại quân của mạch cuối cùng chỉ sót lại 2-3.000 người. Ngẫm nghĩ đã làm Hoang thấy rùng rợn, táo bạo. Mức độ tử thương thế này e rằng chưa từng xuất hiện trong lịch sử nguyên yêu tộc 10 vạn năm nay. Còn nữa, dù tiêu diệt những binh khí giết chóc này vẫn còn các cường giả Vi Vô Nhai, Thiên Chiếu Tử. Giết hết đám người này thì 2-3.000 người còn sống nổi không? Hoang càng nghĩ càng rối rắm, động tác tay càng nóng nảy hơn. Khúc Hồng Nhan bắt chặt cơ hội đâm ra 7 nhát kiếm như phân thân 7 người, kiếm thế nối liền nhau phô thiên cái địa ập xuống. Phập, phập, người Hoang liên tục bị đâm ra vết máu, tuy tránh thoát chỗ hiểm nhưng bị yếu thế, cật lực né tránh, không hy vọng lật ngược thế cờ. Hoang là hoàng của vạn yêu lại bị một nữ nhân tộc giết phải né tới né lui, người ngày càng nhiều vết thương, gã tức giận gầm lên. Tức quá, khinh người quá đáng. Khúc Hồng Nhan bật cười nói. A, khinh người quá đáng, vậy sẽ khinh đến cùng. Trong trận giết chóc máu me này Khúc Hồng Nhan tươi tắn như gió xuân, cho cảm giác xinh đẹp không uổng phong thái khuynh quốc khuynh thành. Lửa giận của Hoang bị dập tắt bớt trước nụ cười của Khúc Hồng Nhan, lòng gã bình tĩnh lại. Ngươi rất mạnh, cũng rất đẹp, không ngờ trong nhân tộc có tuyệt đại giai nhân như ngươi. Khúc Hồng Nhan sửng sốt, không ngờ đối phương khen mình. Khúc Hồng Nhan mỉm cười nói. Yêu hoàng đại nhân quá khen, chỉ cần người không trách tội ta đưa người lên Tây Thiên là tốt rồi. Hừ, đưa ta lên Tây Thiên, dưới vòng trời này đã không tồn tại cường giả như vậy. Hoàng né tránh chật vật nhưng vẻ mặt thì tự tin, ngạo thị hết thảy. Khúc Hồng Nhan thầm hoảng, sự tự tin đó toát ra từ đáy lòng chứ không phải giả bộ. Khúc Hồng Nhan càng cẩn thận hơn, kiếm thế không ngừng tăng nhanh, càng lúc càng gấp. Xoẹt 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 xoẹt. Người Hoang không ngừng phun máu, dù đối phương đẹp đến mấy vẫn chọc giận gã. Hoang hét to. Mỹ nhân, bản Hoàng cho nàng một cơ hội, đầu phục vào ta, làm Hoàng hậu của vạn yêu thì ta sẽ tha mạng cho nàng, còn mang nàng leo lên đỉnh thế giới này. Gò má Khúc Hồng Nhan ửng đó mỉa mai. Lưu manh chết tiệt, ta phi, muốn cưới bản cung, ngươi xứng sao? Hoang cười to bảo. Ha ha ha. Nếu ta không xứng thì dưới vòm trời này không ai xứng nữa. Mắt Hoang lóe tia tàn nhẫn, trạng thái trở nên quái dị. Đối phương kiếm thế liên tục bất tận Hoang không én tránh, gã đột nhiên đứng lại vươn tay chộp. Bùm! Bàn tay to lớn bắt lấy Tử Tiêu kiếm, đè kiếm thế xuống. Con người Khúc Hồng Nhan co rút nhưng nàng không quá lo lắng. Hư cực thần cảnh! Khúc Hồng Nhan mỉm cười nói. Yêu Hoàng đại nhân thật là đánh bạc cả mạng già. Mỗi lần trùng kích cảnh giới này xếp hẳn phệ phệ rất lớn với thân thể đúng không? Thật vất vả cho người. Hoang hừ mạnh. Hừ. Hoang lạnh lùng cười. Nàng nghĩ bản hoàng làm vậy vì ức chế kiếm thế của nàng sao? Khúc Hồng Nhan lòng máy động, nàng có linh cảm không may. Khúc Hồng Nhan rút kiếm thu về Tử Tiêu kiếm, nhưng phát hiện bàn tay Hoang tựa khối sắt lù lù bất động. Đột nhiên một lực lượng cực mạnh hiện ra trong lòng bàn tay của Hoang hút chặt Tử Tiêu kiếm. Nuốt nó vào. Lại là lực lượng đó. Phía xa mọi người nhìn chằm chằm hai người chiến đấu. Hiện tại trên người Hoang toát ra yêu khí khủng bố hoàn toàn khác với trước kia, như có một vị tồn tại cường đại đột nhiên giáng xuống. Lý Vân Tiêu kinh kêu. Nguy rồi. Lý Vân Tiêu lao lên, xuất hiện trước mặt Hoang. Lý Vân Tiêu quát to. Có giỏi thì đứng đó đừng buông tay. Đầu xuất thiên phong bay lên từ lòng bàn tay Lý Vân Tiêu, đập xuống. Còn người Hoàng co rút, Hoàng đã thấy cảnh đâu xuất thiên phong đập mạch bị thương, dù là thương cũng không dám nghênh tiếp chiêu này. Mặc dù lòng Hoàng không phục nhưng gã không muốn mạo hiểm thử một lần. Hoàng hét to, rút, năm ngón tay thả lỏng, một chưởng vỗ vào kiếm đẩy lùi Khúc Hồng Nhan. Lý Vân Tiêu hét lên, vạn kiếm quy nhất. Lý Vân Tiêu ức chế vết thương trong người một tay bấm quyết,
nháy mắt diễn biến mu ô vàn kiếm khí. Thiên kiếm xòe ra trên bầu trời chiếu rọi mặt đất. Khúc Hồng Nhan giật mình, hiểu ra ngay. Tử tiêu kiếm mở rộng kiếm quang, diễn biến nhất giới, từ mặt đất ngưng tụ lên phản chiếu cùng vạn kiếm trên trời. Cố Thanh Thanh giật nảy mình mở to đôi mắt, hét thất thanh. Thiên địa song kiếm trận, diễn biến vạn kiếm đồ. Ngày xưa hai người nghiên cứu tập luyện vạn kiếm đồ, ngâm trong đạo này rất lâu. Chỉ bằng vào lực lượng cá nhân không thể diễn biến ra kiếm đồ hoàn chỉnh, thế là tìm cách chia kiếm đồ thành thiên địa song kiếm trận, dung nhập tất cả biến đổi vào trong. Mỗi người tập một nửa, hợp sức lại là thành kiếm đồ hoàn chỉnh. 36 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm như cờ sao đóng trên bầu trời, nhấp nháy. Tử tiêu kiếm lấp lánh châu quang phản chiếu 70 kiếm quang diễn biến kiếm giới, 72 sát khí bay lên đối chiếu với thiên tinh. Hai thanh tuyệt thế thần kiếm cùng là mắt trận, một đạm một sáng diễn biến muôn vàn kiếm ý, như thế giới luân chuyển. Tất cả kiếm khí bỗng chốc tối tăm mất sắt, như sắt vụn. Hai thanh chân long chi kiếm của Sa Vưu rung bần bật như muốn tranh phòng rồi lại bất lực. Sa Vưu sợ ảnh hưởng vạn kiếm đồ, gã vội vàng thu chân long chi kiếm về. Hoang nổi giận. Chết tiệt, cảm giác này là sao? Vạn kiếm diễn biến làm Hoang cảm nhận uy hiếp rất lớn, lực lượng ký chủ liên kết trong người đang tuôn ra, gã phải triệu hoán ký chủ trước khi vạn kiếm chém xuống không thì mọi thứ đều uổng phí. Lý Vân Tiêu nhìn ra được điều này, hai tay chỉ kiếm quyết. Cả kiếm giới tĩnh lặng. Tử tiêu kiếm thay đổi, lăng không chém xuống. Khúc Hồng Nhan quát to. Nhất điểm linh tê hóa vạn kiếm. Lý Vân Tiêu cũng xoay kiếm thương trảm hồng trong không trung, hét lên. Vạn kiếm quy lưu hồi phục nhất. Vô số kiếm quang lăng không bay lượn, những kiếm ý như biển hao bềnh bồng, bay lượn càng lúc càng nhanh, cuối cùng thành mưa rào rơi ào ào. Cả thiên địa không còn thứ gì khác, chỉ còn lại vô số kiếm ý. Cuối cùng quy nguyên thành một, nhất kiếm chém cả thiên địa. Kiếm thế hoàn toàn không có hình dạng ầm ầm chém ra, nghiền nát tất cả. Ầm 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 ầm. Kiếm thế chém vào người Hoang, gã hét thảm nhưng thân thể không tan vỡ mà không ngừng thu nạp kiếm khí như muốn hút hết thế giới vào trong. Dù kiếm thế như đại dương mênh mông cũng mãi mãi không lấp đầy hư không kia được. Rầm. Trong người Hoang vang tiếng nổ, ánh sáng vàng rực rỡ, thập vạn chân thổ ấn lấp lóe. Bên ngoài vạn kiếm đồ là thế giới phù ấn, cực kỳ huyễn lệ. Mọi người giật nảy mình, thập vạn chân thổ ấn bị đả kích đến cực độ, có thứ gì đó muốn xâm nhập vào. Ầm 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 ầm. 10 vạn phù trên bầu trời nổ đi đùng như pháo đốt, cả bầu trời sụp đổ như thể càn khôn điên đảo, rơi vào hắc ám. Cố Thanh Thanh kinh kêu. Nguy rồi, quả nhiên là thứ đó. Chạy mau. Quát xong Cố Thanh Thanh cũng ngây người, thế giới đều biến thành màu đen. Không gian hoàn toàn bị đánh nát, không có đông nam tây bắc, không biết nên trốn hướng nào. Kiếm thế của Lý Vân Tiêu và Khúc Hồng Nhan bị chặn lại, dường như rót đầy lỗ đen rồi nổ cái bùm. Bùm! Ngực Hoang bị nổ cái lỗ máu thịt bê bết, gã hét thảm văng ra xa mấy trăm trượng. Người Hoang đầy máu, không đứng vững rơi xuống. Mấy đại yêu kinh kêu. Bệ hạ! Tập thể bay hướng Hoang. Giờ phút này thiên địa dị biến, tất cả chìm trong hắc ám vô tận. Mọi cuộc chiến ngừng lại, đều lộ vẻ mặt hoảng sợ biến sắc, không hiểu gì. Lý Vân Tiêu, Khúc Hồng Nhan chém ra một kiếm song nguyên lực giảm mạnh. Lý Vân Tiêu bị tái phát vết thương cũ, không kiềm được hộc máu. Khúc Hồng Nhan vội lấy mấy viên đan dược ra đưa đến. Lý Vân Tiêu lắc đầu, nói. Ta có. Lý Vân Tiêu lôi ra hàng đống thiên tài địa bảo nhai. Nhưng hiện tại chỉ ăn cái này trong thời gian ngắn không thể phục hồi lại. Nếu không đã sớm lành, Lý Vân Tiêu ăn chỉ để Khúc Hồng Nhan yên lòng. Khúc Hồng Nhan nhìn thấu Lý Vân Tiêu, nàng cười nói. Người vẫn cứ ngạo khí, cứng đầu như vậy. Lý Vân Tiêu nói. Giờ không phải lúc nói chuyện này, rắc rối rồi. Bóng đen đó là gì? Tại sao cho ta cảm giác quen thuộc? Khúc Hồng Nhan nhìn xung quanh. Yêu khí mạnh quá, loại lực lượng này dường như trên cả yêu khí, chẳng lẽ là mãnh thú sống từ viễn cổ? Lý Vân Tiêu lòng máy động lạc giọng. Trời, không ngờ là nó. Lời của Khúc Hồng Nhan nhắc nhở Lý Vân Tiêu. Lúc ở yêu nguyên Lý Vân Tiêu từng gặp qua, có thể cắn nuốt hư không vô tận, thậm chí nuốt luôn mình, chân linh. Vô. Chân linh duy nhất được ghi chép, sống từ thời đại vạn linh, bao nhiêu năm qua phiêu dạt ở thiên vũ giới. Sa Vưu cũng hết sức giật mình. Chân linh,
ra là chân linh vô. Sa Vưu biết nhiều hơn y một, nên biểu tình cực kỳ khó xem. Lúc ở yêu nguyên, vì thân hình vô quá lớn nên không thấy rõ hình dạng, giờ cũng vậy. Không gian hắc ám vô tận không phải nơi nào khác mà là thân hình vô. Cố Thanh Thanh ngạc nhiên nhìn Sa Vưu, không ngờ có người nhận ra chân linh này. Cố Thanh Thanh cười khổ nói. Lần này rắc rối rồi, có lẽ chúng ta đã bị vô nuốt. Mọi người hoảng hốt. Cái gì, nuốt? Thiên Chiếu Tử giật mình hỏi. Chúng ta luôn ở tại chỗ, không có cảm giác bị cắn nuốt, chỉ khi không gian xung quanh tan vỡ mới có biến đổi. Khúc Hồng Nhan nhíu mày, nàng chưa nghe về vô bao giờ. Lý Vân Tiêu kể sơ, cẩn thận nói về thứ đã thấy ở yêu nguyên. Khúc Hồng Nhan ngây ngẩn hỏi. Nuốt luôn chính mình. Lý Vân Tiêu gật đầu, nói. Đúng rồi, chân linh này không có gì là không nuốt. Lúc trước ta gặp nó ở yêu nguyên đang ăn chính mình, ăn xong thì biến mất, không ngờ. Trời, không ngờ bị hoang ký khế ước ký chủ. Khúc Hồng Nhan nói. Hèn gì chiêu của hoang có thể nuốt cả lực lượng hư cực thần cảnh, vạn kiếm đồ. Lý Vân Tiêu nhìn bốn phía, hoang bị hắn đánh bay, hắc ám vô tận xuất hiện thì gã cũng mất tích. Về chiến hạm trước đi, xem mọi người có cách gì không. Hai người bay về chiến hạm, Lệ Hoa Trì và Tuyết Thần Hề cũng bay về. Hai tộc bị biến cố trước mắt làm giật mình, tuy biến ốc này là hoang làm ra nhưng hiện tại không thấy bóng dáng hoang đâu, người yêu tộc rất là hoảng loạn. Mạch Mặt âm trầm tìm cơ hội giết chết hoang, nếu không giết được thì tùy thời chạy trốn. Những thuộc hạ thì Mạch Mặc kệ, chờ lấy được phản yêu thánh công rồi quay về báo thù. Nhưng cảnh tượng trước mắt làm Mạch không biết nên trốn thế nào. Trên chiến hạm, Cố Thanh Thanh nói với Thiên Chiếu Tử. Ta không biết nhiều nhưng hiện tại cảm giác thật quái dị, khả năng bị nuốt rất lớn. Sa Vưu ngây ngốc nói. Nếu thật sự bị vô nuốt e rằng vĩnh viễn không ra được. Trừ phi thọ nguyên cực dài, có lẽ ngày nào đó trong hắc ám sẽ tự động ra ngoài. Hừ hừ, ha ha. Tiếng hầm hừ rên rỉ vang trong bóng tối chất chứa châm chọc, giễu cợt. Mạch giật nảy mình, thanh âm kia thuộc về hoang, dường như dồi dào sức sống, không giống bị thương. Thần thức của Mạch luôn không rời khỏi hoang, mới rồi chính mắt thấy gã bị hai người Lý Vân Tiêu chém trúng ngực, sống sót đã là siêu may mắn, làm sao có thanh âm khỏe khoắn vậy được. Mắt ngải lóe tia trầm trọng, ánh sáng thần thức quét trăm trợn, cảm giác được gì?